kim cương nguyệt luân, tàng sơn ma kính, ô kim chiến thiên trụ, vệ hồn linh. Những phân thân này, kỳ thật cũng có thể xem như chân thân, là nhục thân một bộ phận. Tại vài kiện trí tôn thánh khí công kích phía dưới, trong ám vực thiên la bay ra kim loại đen đâm cùng lực lượng hắc ám, căn bản là không có cách hội tụ, bị đánh đến không ngừng tản ra. Vô cương cùng trương nhược trần đấu pháp, chiến đến khó khăn chia lìa. Ma ha viêm bắt lấy cơ hội khó có này, xông ra thạch miếu, trốn đi thật xa. Vô cương cùng trương nhược trần một cái so một cái quỷ dị, rõ ràng tu vi xa yếu tại hắn, lại làm cho hắn trung vị thần này sinh ra không cách nào đối kháng chi tâm. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì bị ám vực thiên la bị thương quá nặng, nếu không ma ha viêm hay là muốn lưu lại, tìm cơ hội đem vô cương cùng Trương Nhược Trần đều thu thập hết. Xoạt, Trương Nhược Trần mạnh nhất một đạo phân thân, dẫn động thần khí, vung chém ra thần kiếm, bổ ra hắc ám. Sáng tỏ mà xích hồng kiếm quang, xuyên thấu vô cương từng tầng từng tầng phòng ngự, bổ vào trên người hắn vô cương trên thân thần bào vỡ ra, bốc cháy lên, thân thể ném đi ra ngoài, rơi xuống thạch miếu bên ngoài. Thu, trương nhược trần tất cả phân thân hợp lại làm một, cầm trong tay thần kiếm, quanh người bao quanh các loại trí tôn thánh khí, vừa xài bước ra thạch miếu. Vô luận là thần kiếm thần hỏa quang hoa, hay là trí tôn thánh khí trí tôn chi lực quang mang, đều là minh diệu đến cực điểm, như chúng tinh bao quanh hắn. Trương Nhược Trần đứng tại thạch miếu cửa ra vào, nói, ngươi cho dù đạt đến thần cảnh, tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm. Vô cương ngực, làn da bị kiếm khí đốt bị thương đau đớn không gì sánh được đoạn trưởng vẫn tại chảy xuôi thần huyết thần linh sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác cường đại cho dù bị đánh đến nổ tung cũng sẽ không chết thần linh năng lực khôi phục cũng rất mạnh có thể cấp tốc một lần nữa ngưng tụ thần khu nhưng gặp được thí thần chiến binh lại ngoại lệ thần khí chính là mạnh nhất thí thần chiến binh vô cường ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm trương nhược trần tại lặp đi lặp lại xem kỹ hắn giống như là đang hoài nghi trương nhược trần đã võ đạo thành thần hắn là vô luận như thế nào, cũng không tin, không có võ đạo thành thần trương nhược trần, có thể cường đại như thế. Nơi xa, ma ha viêm không thể chạy thoát, bị số lớn quỷ thú giao loại vây công. Quỷ thú giao loại cũng có phân chia mạnh yếu, cũng không phải là mỗi một cái, đều chỉ có ngụy thần cấp chiến lực. Người chờ đắc ý qua sớm, nơi này chính là hắc ám chi uyên. Vô cương nói, trương nhược trần nói, hắc ám chi uyên thì như thế nào? Hắc ám chi uyên là hắc ám tu sĩ địa bàn, tu luyện hắc ám chi đạo tu sĩ, nơi này có thể bộc phát ra viễn siêu tự thân tu vi chiến lực. Vô cương nói như thế, hai tay nâng quá đỉnh đầu, lấy hắc ám áo nghĩa, điều động giữa thiên địa hắc ám quy tắc, liên tục không ngừng hướng hắn hội tụ tới. Vô cương nắm giữ lấy đại lượng hắc ám áo nghĩa, tiếp cận một phần vạn, có thể điều động trong vũ trụ, tiếp cận một phần vạn hắc ám quy tắc. Bằng vào đại lượng hắc ám áo nghĩa này, hắn tương lai nhất định trở thành trong thần cảnh chúa tể một phương. Lấy trước mắt hắn thần hồn cường độ, mặc dù ngay cả thể nội áo nghĩa một phần trăm, một phần ngàn lực lượng đều vận dụng không ra nhưng cũng đã đủ bởi vì nơi này là hắc ám tri uyên hắc ám quy tắc nhất sinh động mà lại dày đặc nhất địa phương hắc ám tri uyên bên ngoài đếm mãi không hết hắc ám quy tắc hóa thành ngàn vạn giang hà xông vào ấn tuyết thiên đạo tràng hội tụ hướng vô cương vô cương trên người uy thế liên tục tăng lên thân thể biến mất ở trong hắc ám đem thần khí cùng trí tôn thánh khí phát ra quang mang đều thôn phệ hắc ám vô tận hướng trương nhược trần nghiền ép tới trương nhược trần muốn trách chỉ có thể trách trên người người áo nghĩa quá nhiều, quá hấp dẫn người, mà chính ngươi lại không cách nào vận dụng. Vô cương thanh âm, từ trong bóng tối truyền ra, trong khoảnh khắc, hắc ám liền đem trương nhược trần thôn vệ, tất cả trí tôn thánh khí bị bay ra ra ngoài, rơi xuống một chỗ, căn bản ngăn không được vô cương dù là trong nháy mắt. Cả tòa thạch miếu, trở nên yên tĩnh im ắng, ông, như là thần trung bị đụng vang, hắc ám kịch liệt chấn động. Từng sợi Phật quang màu vàng, đem hắc ám xé nát. Vô cương kêu thảm một tiếng, như là như đạn pháo bay ra ngoài, hai tay trở nên máu thịt be bé bét. Đồng thời bị Phật quang tinh thuần lực lượng, dẫn tới bốc cháy lên, thần khu hóa thành từng hạt điểm sáng, tại phân giải. Phật tổ xá lợi, hắn thê lương giống to, tràn ngập sợ hãi cùng phẫn hận. Trương Nhược Trần trên thân Phật quang lan tràn ra ngoài đâu chỉ vạn dặm, đem tòa hắc ám không gian đại lục này chiếu sáng một mảng lớn, có từng cái thất tổ phản văn từ ngực sông ra, quay chung quanh thân thể lưu động. Hắn giờ phút này, thần thánh vĩ ngạn tới cực điểm. Trương Nhược Trần nói, có Phật tổ xá lợi hộ thể, người nói, người ám vực thiên là có phải hay không không đả thương được ta. Phật tổ xá lợi lực lượng, cùng thần kiếm lực lượng một dạng khó luyện hóa, vô cương hai tay khó khôi phục. Mà lại, Phật lực còn tại hướng bả vai hắn cùng lồng ngực vị trí lan tràn. Vô cương chưa bao giờ giống giờ phút này giống như ghen ghét Trương Nhược Trần, dựa vào cái gì trong thiên hạ tốt nhất bảo vật, đều rơi xuống trong tay của hắn. Trương Nhược Trần nhìn ra trong lòng của hắn không cam lòng cùng phẫn hật, nói, sự thật chứng minh, người căn bản không phải đối thủ của ta. Trước kia không phải, bây giờ không phải là, về sau càng không khả năng là. Nếu như ta là ngươi, khẳng định lập tức đào tẩu, sau đó trốn vào hắc ám thần điện cũng không tiếp tục đi ra. Đây là ngươi duy nhất sinh lộ, vô cương đương nhiên biết, hôm nay bại ngã nhào, lưu tại nơi này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn lấy tay hướng hư không, muốn đem ám vực thiên la thu hồi. Minh Quang Chú, Trương Nhược Trần lấy vạn chú thiên châu, thi triển nguyên rùa, cầm cố lại ám vực thiên la. Trương Nhược Trần, người khinh người quá đáng. Vô Cương gầm thét, trên mặt gân xanh bạo lồi. Trương Nhược Trần đem thần kiếm nâng quá đỉnh đầu, dẫn động thần khí cùng chữ, nhất, kiếm đạo thành ý. Trên thân kiếm, thần mang phóng đại, liệt diễm trùng thiên. Vô Cương tức giận đến toàn thân run rẩy, cuối cùng, hay là lựa chọn trốn chạy mà đi, cấp tốc xông ra ấn tuyết thiên đạo tràng. Vô Cương xông ra đạo tràng, Trương Nhược Trần trong mắt lúc này mới thật hiện ra sát ý, thu hồi thần kiếm, đem viên kia ám thời không vật chất viên cầu lấy ra, hướng vô cương phương hướng bỏ chạy đánh tới. Âm ầm, ngoài đạo tràng, theo ám thời không vật chất dẫn bạo, hắc ám, không gian, thời gian ba loại lực lượng, điên cuồng bạo phát đi ra. Thời gian hỗn loạn, không gian vỡ nát, hắc ám tàn phá bừa bãi. Tòa hắc ám không gian đại lục không biết bao nhiêu vạn dặm rộng lớn này, tùy theo vỡ nát một góc, dãy núi sụp đổ, đến hàng vạn mà tính quỷ thú chết thảm. Chỉ có ấn tuyết thiên đạo tràng, có thiên văn thủ hộ, không có hủy diệt. Kỳ thật, Trương nhiều Trần hết sức rõ ràng, sử dụng thần kiếm là giết không chết vô cương lần này hắc ám trị uyên chuyến đi vẫn lạc chân thần rất nhiều thế nhưng là cơ hồ đều là chết tại đại thần trong tay một cái duy nhất kiếm thần giới hạ vị thần tư đồ vân lâm hay là trương nhược trần chỉ giao huyết đồ ba người liên thủ sử dụng vận mệnh áo nghĩa lực lượng mới đưa nàng giết chết bởi vậy có thể thấy được chỉ có đại thần cấp tồn tại cùng tự bảo thần nguyên thủ đoạn giết chân thần mới nhẹ nhõm một chút ban đầu trương nhược trần là cố ý thả vô cương rời đi muốn lấy hắn làm kiếp nổ, bốc lên minh điện cùng hắc ám thần điện mâu thuẫn. Để hai đại địch nhân đấu, hắn liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng nghĩ tới vô cương biết đến bí mật nhiều lắm, tuyệt không thể thả hắn rời đi, thế là, đành phải sử dụng ám thời không vật chất giết hắn. Mặc dù ám thời không vật chất như thế duy nhất lại không gì sánh được bảo vật chân quý dùng tại trên người hắn, Trương Nhược Trần cảm giác được có chút không đáng. Vô cương, ma ha viêm, cùng số lớn quỷ thú, toàn bộ đều biến thành màu đen bụi bặm không còn có một tia sinh mệnh ba động truyền ra, Trương Nhược Trần nhìn trước mắt từng khối tàn phá đại lục bản khối, còn có năng lượng ba động hỗn loạn kia, Thăm thầm thở dài một tiếng. Thần linh thì như thế nào, như trước vẫn là sẽ chết. Trong lúc bất chợt, Trương Nhược Trần có chút lý giải, từ xưa đến nay tại sao lại có nhiều như vậy thần linh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi tìm trường sinh bất tử. Chương 2848, ân oán kết lúc. Trong thạch miếu, mani châu đem hắc ám chiếu lên óng ánh oánh quang điểm, lục thải lộng lẫy. Tại thạch miếu trung tâm trong một ao sinh mệnh chi tuyền nổi lơ lửng một bộ tuyết trắng giống như mỡ đông thân thể mềm mại một nửa ở trong nước một nửa tại trên nước thân thể mềm mại hình dáng xinh đẹp kinh tâm động phách mặc dù tinh tế nhưng lại đường cong ôn nhu nên sung mãn chỗ tràn đầy xóa tung mà thẳng tắp dưới da thịt như là tiên ngọc đồng dạng có linh quang tiết ra ngoài phát ra mùi thơm ngào ngạt hương thơm tuyệt diệu thiền nữ chậm rãi tỉnh lại đôi mắt mở ra mờ mịt trong nháy mắt lập tức tinh mang nổ bắn ra từ trong sinh mệnh chi tuyền đứng thẳng đứng lên mũi chân như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, hơi sờ mặt nước. Trương Nhược Trần ngồi tại thạch miếu cửa ra vào, đang nghiên cứu ám vực thiên la, nghe được sau lưng truyền đến tiếng vang, biết được nàng đã tỉnh lại, nói, mặc xong quần áo, ta có việc muốn cùng ngươi đàm luận. Tuyệt diệu thiền nữ cúi đầu nhìn một chút toàn thân, tiếp theo một cái chớp mắt, một kiện Phật y màu xanh, đã là bao khỏa ở trên người. Cũng không biết là chân chính Phật y, hay là huyễn hóa mà thành. Trương Nhược Trần vẫn tại nghiên cứu ám vực thiên la, bảo vật uy lực vô cùng lớn, mà lại có thí thần năng lực này, thế mà không có khí linh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này ấn tuyết thiên đạo tràng, đã là hóa thành một tòa đảo hoang, phiêu phù ở trong mảnh không gian hắc ám này. Trương Nhược Trần phía trước trong tầm mắt, tất cả đều là từng tòa đại lục mảnh vỡ, giống như thiên địa hủy diệt cảnh tượng. Vô cương cùng Ma Ha Viêm sau khi chết, Trương Nhược Trần trừ tìm tới bọn hắn thần nguyên bên ngoài, chỉ còn ám vực thiên la chiến lợi phẩm này. Về phần vô cương nắm giữ hắc ám áo nghĩa, tại sau khi hắn chết trong nháy mắt, tựa như cùng một tích thủy hóa khí đồng dạng, một lần nữa trở lại giữa thiên địa. Chỉ tiếc, Trương Nhược Trần không phải hắc ám chi đạo trưởng khống giả, đối với hắc ám chi đạo lĩnh hội cũng không sâu. Bởi vậy, tại hắc ám áo nghĩa hoàn toàn tiêu tán trước đó, vẻn vẹn chỉ là bằng vào vô cực thành ý cùng vạn cổ quy nhất đạo vực, góp nhặt một phần một triệu mà thôi. Lấy Trương Nhược Trần hiện tại nắm giữ áo nghĩa số lượng, thật đúng là chướng mắt một phần một triệu hắc ám áo nghĩa này, nhưng dùng để lĩnh hội hắc ám chi đạo, nhưng cũng là đủ. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần cái cổ mắt lạnh, Tuyệt Diệu Thiền nữ nắm lấy một thanh băng kiếm, đứng tại phía sau hắn, mũi kiếm chính chỉ tại hắn phần gáy chỗ. Trương Nhược Trần chỉ là hơi hơi dừng một chút, sắc mặt chính là khôi phục tự nhiên, đem Ám vực thiên la thu lại, nói Tuyệt Diệu Thiền nữ tu vi cái thế, muốn giết ta, không cần sử dụng kiếm. Tuyệt Diệu Thiền nữ nói, ngươi hẳn là cảm thấy, người đã cứu ta, ta liền sẽ không giết ngươi. Người nói không sai, thế gian này, chết tại người chính mình cứu trong tay lạn hảo nhân, nhiều không kể xiết. Trương Nhược Trần nói tuyệt diệu thiền nữ nói vậy ngươi vì sao không giết ta vì sao đã cứu ta đằng sau không lập tức rời đi bởi vì vân thanh cổ phật trương nhược trần tiếp tục nói ta từng đáp ứng cổ phật sẽ tận ta cố gắng lớn nhất hóa giải hai nhà chúng ta cửu hận cho nên ta nhất định phải cứu ngươi ta sở dĩ cứu được ngươi mà không có rời đi cũng không phải là muốn ngươi cảm kích ta mà là bởi vì tam sinh môn tam sinh môn bị ngươi lấy đi a à. vân thanh cổ phật báo thân ở trong tam sinh môn ta từng đáp ứng lão nhân ra ông ta dẫn hắn báo thân rời đi hắc ám chi uyên, trợ hắn đầu thai chuyển thế. Đáp ứng sự tình, làm sao đều được đi làm đến. Nếu như ta nói cho ngươi, vân thanh của Phật báo thân, đã bị ta luyện hóa đây. Tuyệt diệu thiền nữ nói, trương nhược trần ánh mắt trầm xuống, tuyệt diệu thiền nữ cười cười, lại nói ta nhìn, ngươi chỉ là muốn đạt được tam sinh môn mà thôi, đây là một vị thần tôn truyền thừa, đủ để cho ngươi tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện. Tùy ngươi nghĩ ra sao, trương nhược trần đứng dậy, mặt hướng nàng, nói, đem tam sinh môn cho ta, chúng ta liền thanh toán xong. Ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, cổ Phật báo thân không có tiêu vong, nếu không giữa chúng ta thủ liền kết lớn. Tuyệt diệu thiền nữ chưa từng có gặp được hôm nay chuyện như vậy, vốn là lâm vào tử cảnh, lại bị địch nhân của mình cứu sống. Xác thực nói, Trương Nhược Trần căn bản không tính địch nhân của nàng, bởi vì còn chưa đủ tư cách. Giờ phút này, nàng cảm thấy Trương Nhược Trần phi thường buồn cười, cả sự kiện đều phi thường buồn cười nàng còn sống chính là một kiện buồn cười nhất sự tình nàng nói ngươi sẽ không thật coi là ta sẽ không giết ngươi coi như ngươi đã cứu ta xem như hóa giải hai nhà chúng ta thù hận thế nhưng là trên người ngươi áo nghĩa đủ để dẫn tới ta lấy tính mạng ngươi không có sau so đây càng tốt lý do ngươi chết lý do ngươi nếu muốn giết ta liền sẽ không nói với ta nhiều như vậy nói ngươi đơn giản là gặp chính mình không thể nào hiểu được sự tình muốn hiểu rõ ta vì cái gì cứu ngươi bởi vì người chưa từng có gặp được giống ta người như vậy trương nhược trần nói cứu người nguyên nhân ta đã nói đến rất rõ ràng người hẳn là tin tưởng ta người hẳn là học được tin tưởng người khác người như vậy không tin người khác cũng liền mãi mãi cũng không có khả năng có bằng hữu chân chính cùng người đáng giá ngươi tín nhiệm trương nhược trần kỳ thật vẫn luôn rất nguyện ý đi tin tưởng người khác đúng là như thế hắn có thể phó thác hết thảy thật bằng hữu mặc dù không nhiều nhưng trung quy là có mấy cái như vậy tin tưởng người khác có lẽ dễ dàng thụ thương nhưng người không nguyện ý tin tưởng bất luận người nào, nhất định sẽ sống được rất thống khổ. Trương Nhược Trần lời nói, như vô tình kiếm, vừa vặn đâm trúng Tuyệt Diệu Thiền nữ trái tim. Lần này gặp tai kiếp, nếu là bên người nàng có thể có một hai cái đáng giá hoàn toàn tiến nhiệm thần linh, như thế nào lại bị chỉ là một cái vô cương như vậy nhục nhã. Tuyệt Diệu Thiền nữ tâm trí kiên định, rất nhanh nỗi lòng khôi phục lại, nói: "Ngươi Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác thông minh tuyệt đỉnh, để cho ta rất khó coi thấu." Thế nhưng là, mặc dù ngươi nói thiên hoa lạn trụy, ta cũng có thể trong nháy mắt giết ngươi. Ta đoán, ngươi sở dĩ cứu người, lại lưu lại, tất nhiên là có càng sâu mưu đồ. Ngươi đến cùng tại mưu đồ cái gì? Ngươi muốn thu hoạch tín nhiệm của ta, chẳng lẽ là muốn mượn lực lượng của ta, để minh điện không còn sử dụng trảm đạo chú áp chế ngươi? Trương Nhược Trần lộ ra không thể làm gì dáng tươi cười. Bị ta nói chúng rồi, tuyệt diệu thiền nữ nói. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ ngươi không biết, trên người ta chảm đạo chú, đã không có. Thật sao, Trương Nhược Trần lại nói, ngươi nhìn không ra, ta có hay không hóa giải trảm đạo chú. Chẳng lẽ còn cảm giác không đến, trên người ngươi khô tử tuyệt, đã thối lui. Tuyệt diệu thiền nữ lần này là thật sự có chút tâm động thần dao động, ánh mắt bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trên thần đài hoa sen, cùng trong hoa sen phát ra lục thải quang hoa. Nàng viên kia kiên định nội tâm, cũng biến thành run rẩy, ánh mắt nhìn chăm chú. Trong tay băng kiếm hóa thành thủy khí tán đi, Mani Châu, ngươi lại thật tìm được Mani Châu tuyệt diệu thiền nữ bước nhanh đi đến thần đài một bên, hai tay hư nâng đi qua, trong lòng kích động, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Trong mắt xinh đẹp giống như tinh thần kia, rơi xuống nước mắt. Một ngực muốn tìm được đồ vật, vốn cho rằng hư vô mờ mịt, mãi mãi cũng không cách nào nhìn thấy. Giờ phút này lại xuất hiện ở trước mắt, đây quả thực so với nàng khởi tử hoàn sinh, đều muốn càng thêm rung động cùng cảm động. Từ nhỏ đến lớn, nàng không biết nhận qua bao nhiêu lần khô tử tuyệt tra tấn, loại cảm giác này đau đến không muốn sống. Mỗi bị tra tấn một lần, nàng đối với bất động minh vương đại tôn oán hận, chính là tăng thêm một phần. Trương Nhược Trần cùng đi theo tiến thạch miếu, nói, hiện tại, người còn cảm thấy ta có ý đồ khác sao? Tuyệt diệu thiền nữ quay đầu nhìn hắn một cái, Trương Nhược Trần chưa bao giờ thấy qua nàng lộ ra ánh mắt như vậy, trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, ta là thế nào còn sống rời đi 72 ma thần thạch trụ, đi như thế nào ra hoang cổ phế thành. Nói thật cho ngươi biết, ta gặp được tiên tổ linh yến tử, nàng ngay tại hoang cổ phế thành, chính là nàng đem mani châu giao cho ta. người hẳn phải biết nàng loại cường giả cấp bậc kia sức cảm ứng đáng sợ đến cỡ nào. người nếu dám ra tay giết ta, mình cũng phải chết. đây chính là ta vì cái gì dám lưu tại nơi này nguyên nhân. tuyệt diệu thiền nữ lộ ra thần sắc khinh thường, nói người vì sao muốn tại một vị đại thần trước mặt nói láo. linh yến tử nếu quả như thật còn sống, thật tại hoang cổ phế thành, người làm sao lại thụ thương? người cùng vô cương giao thủ thời điểm, nàng tại sao không có xuất thủ? Tuyệt diệu thiền nữ mặc dù không có trông thấy Trương Nhược Trần cùng vô cương chiến đấu, thế nhưng là, nhưng từ trong thạch miếu vết tích, đem lúc trước chiến đấu hoàn toàn thôi diễn đi ra. Trương Nhược Trần nói, tốt ra, nói cho người chân tướng, kỳ thật ta ở trong hoang cổ phế thành gặp phải cao nhân tiền bối, chính là thiên mỗ. Nếu như người lúc trước liền nói ra lời này, ta nói không chừng sẽ còn tin mấy phần. Tuyệt diệu thiền nữ đem nở rộ lấy ma ni châu hoa sen nâng, lên, nói ta biết, người nói ra lời nói này, chỉ là muốn uy hiếp ta, từ đó bảo trụ tính mạng của mình ngươi không cần khẩn trương như vậy, đã ngươi đã cứu ta, lại đưa tới Mani Châu, ta đã tin tưởng ngươi là thật muốn hóa giải hai nhà chúng ta thù hận. Giết ngươi, miệng nàng môi giật giật, mới nói, giết ngươi, luôn cảm giác giống như lại thiếu các ngươi trương ra cùng bất động minh vương đại tôn giống như, thật là một kiện để cho người ta nhức đầu sự tình. Trương Nhược Trần lẳng lặng, nhìn xem nàng. Tuyệt diệu thiền nữ lại lộ ra kinh ngạc thần sắc, nói, ngươi thế mà không có chút nào phản bác lời của ta mới vừa rồi. Chẳng lẽ ngươi thật là từ vừa mới bắt đầu, liền định đem mani châu đưa cho ta. Trương Nhược Trần nói, đây cũng là ta đáp ứng Vân Thanh cổ Phật sự tình. Ta thật là càng ngày càng không tin ngươi Trương Nhược Trần lời nói, đây quả thực là đem truy cầu nữ nhân thế công đều dùng đến trên người của ta. Ta vẫn là tự mình hỏi Vân Thanh Tổ sư đi." Tuyệt Diệu Thiền nữ lấy ra Tam Sinh môn, tùy theo, Trương Nhược Trần phát hiện mình đã ở trong Tam Sinh môn, đứng tại tĩnh như bình hồ mặt nước. Trên mặt nước, hiện ra Vân Thanh cổ Phật hư ảnh. Trương Nhược Trần nhìn thấy Vân Thanh cổ Phật báo thân, có chút thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, xem ra tuyệt diệu thiền nữ cũng không phải là tội ác tay trời. Vân thanh cổ Phật là ấn tuyết thiên cùng lục tổ truyền Phật sư tôn, coi là tuyệt diệu thiền nữ tổ sư, nàng nếu là ngay cả tổ sư cũng dám luyện hóa, trương nhược trần sau này nếu là tu vi đại thành, tất nhiên muốn chém nàng. Vân thanh cổ Phật báo thân đã rất suy yếu, nói nếu tìm được ma ni châu, như vậy chảm đạo chú cùng khô tử tuyệt đều có thể hóa giải, tại ta đầu thai chuyển thế trước đó, là thật người phần hy vọng xem lại các người có thể cùng giải, đừng cho thù hận tiếp tục kéo dài tiếp. Nhược Trần, ngươi là một cái hảo hài tử, Tu Di không có nhìn lầm người. Nếu là Tu Phật, được rồi, tuyệt diệu. năm đó ân oán, có quá nhiều ẩn tình không muốn người biết, không có khả năng chỉ trách bất động Minh Vương Đại Tôn. Hai người các ngươi có thể đáp ứng tổ sư, sau này cũng không tiếp tục là địch sao? Trương Nhược Trần khom người cúi đầu, nói chỉ cần nàng không còn căm thù ta, ta có thể hải nạp bách xuyên. Ngươi có thể đại biểu trương ra sao? năm đó cựu hận người có thể buông xuống, bọn hắn cũng có thể buông xuống. Tuyệt diệu thiền nữ hỏi, Trương Nhược Trần ánh mắt trước nay chưa có kiên định, nói ta có thể. Tốt, từ nay về sau, ân oán xóa bỏ, minh điện chảm đạo chú, ta đến hóa giải. Tuyệt diệu thiền nữ cũng là vô cùng có phách lực, làm ra đạo này hứa hẹn. Đây không phải một đạo đơn giản hứa hẹn, ngược lại phi thường nặng nề. Từ trong tam sinh môn, lui ra ngoài về sau, tuyệt diệu thiền nữ nhìn về phía Trương Nhược Trần, đã không phải là coi trọng mấy phần, mà là mang theo một loại càng sâu cảm xúc, nói, ngươi thật là đủ có thể, vô luận ngươi hôm nay hành động có phải hay không có mục đích riêng, trong những người ta hiện tại bội phục, đã là nhiều ngươi số một này. Thế mà không phải mắng ta ngu xuẩn, Trương Nhược Trần nói, tuyệt diệu thiền nữ nói, ngươi nếu thật là ngu xuẩn hạng người, ta bội phục một cái ngu xuẩn hạng người, chẳng phải là càng thêm ngu xuẩn. Ngươi thật đủ có thể, ta thậm chí đều cảm thấy, thiếu ngươi cái gì. Trương 2849, tán tài đồng tử. Ta đem tam sinh môn cho ngươi, ngươi đem ám vực thiên la cho ta, làm một cái trao đổi như thế nào?" Tuyệt Diệu Thiền nữ nói. Trương Nhược Trần nói, "Ngươi không phải vừa mới nói, thiếu ta cái gì? Tại sao lại bắt đầu ỉ vào tu vi cường đại cướp bóc? Đừng nói đã đưa ngươi Ma Ni Châu, chính là cứu ngươi tính mệnh, cũng đáng được ngươi đem Tam Sinh môn cho ta mới đúng." Tuyệt Diệu Thiền nữ lắc đầu, rất là chăm chú, nói cái này không giống với, đầu tiên cứu người, ngươi là chính mình muốn cứu, ta chưa bao giờ cầu qua ngươi. Thứ yếu đưa ra đồ vật, sao có thể chắc chắn đưa ra đồ vật không thể làm thành điều kiện tới nói tựa như ta đưa người a la hán bạch châu có thể có nghĩ tới muốn về trương nhược trần cười khổ không cách nào nói đúng nàng kiều nói này thật đúng là chiếm lý cho dù viên kia a la hán bạch châu là giả tuyệt diệu thiền nữ lại bổ sung một câu giả trương nhược trần cũng tịnh không kinh hãi bởi vì trừ hắn trong thiên hạ còn có thằng ngốc nào sẽ đem thật phật môn thất bảo đưa ra ngoài nếu như là thật a tu la bạch châu tại trong thiên môn thời điểm Tuyệt Diệu Thiền Nữ khẳng định đã cướp đoạt trở về. Bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyệt Diệu Thiền Nữ có chút mở ra môi đỏ, trong miệng bạch quang óng ánh óng ánh. Động tác của nàng rất yêu nhã, như mỹ nhân ngư nôn minh châu đồng dạng. Một viên to bằng chứng bổ câu bạch châu bay ra, xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Bạch châu quang hoa mờ mịt, có phản văn ở phía trên chìm nổi, giống như có thể tịnh hóa thế gian hết thảy cát bụi. Chính là có viên này a à, la hán bạch châu cho nên mỗi một lần khô tử tuyệt phát tác thời điểm ta mới có thể thiếu thụ một chút thống khổ tuyệt diệu thiền nữ ánh mắt thê lương lâm vào ngày xưa đắng chát nhất hồi ức treo trên người trương nhược trần viên kia a à la hán bạch châu hóa thành một sợi khí vụ màu trắng bay vào tuyệt diệu thiền nữ trong tay bạch châu hiển nhiên đó mới là chân châu tuyệt diệu thiền nữ đem chân chính a à la hán bạch châu đưa cho trương nhược trần trương nhược trần lấy ánh mắt khác thường nhìn xem nàng không biết rõ nàng ý tứ đương nhiên Minh Bạch nàng là dự định đem A La Hán Bạch Châu chân châu cho hắn, chỉ là không rõ nàng vì sao muốn làm như thế. Chẳng lẽ trong thiên hạ lại thêm một cái đầu ngốc, còn đứng ngây đó làm gì? Thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước đó, tranh thủ thời gian nhận lấy. Tuyệt Diệu thiền nữ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần cặp mắt kia, so A La Hán Bạch Châu cùng Ma Ni Châu cộng lại đều muốn càng thêm sáng tỏ mỹ lệ. Trương Nhược Trần tiếp nhận A La Hán Bạch Châu, không có phát hiện cùng lấy trước kia Mai Giả Châu có bất kỳ chỗ khác biệt, bởi vậy có thể thấy được tuyệt diệu thiền nữ thủ đoạn cao minh đủ để dĩ giả loạn chân đại thần lúc có thủ đoạn như thế lấy châu đổi châu cũng coi như hoàn toàn kết năm đó ân oán tuyệt diệu thiền nữ nói trương nhược trần chăm chú nắm a la hán bạch châu nói được tính ngươi có thành ý hỏa thần khải giáp đưa ta a à, một bộ áo giáp mà thôi đều đã tặng người còn muốn lấy về tuyệt diệu thiền nữ nói trương nhược trần nói giáp này không thể coi thường cũng không phải bảo vật tầm thường lại nói ta bao lâu nói qua đưa cho ngươi Lúc ấy, chỉ là cho ngươi phòng thân, nếu như sớm biết ngươi là đại thần. Đợi một chút, tuyệt diệu thiền nữ trong mắt hiện ra một vòng giảo hoạt, hai mắt hiếp giống như là Nguyệt Nha, nói, ngươi mới vừa nói là. Cho, thì tính sao, Trương Nhược Trần nói, tuyệt diệu thiền nữ nói, chính ngươi nói, đã nói, thì nhất định phải làm được. Nếu đều cho, chỗ nào còn có thể muốn trở về. Ta nhưng cho tới bây giờ không có hướng ngươi đòi hỏi, hoặc là cướp đoạt, là ngươi chủ động cho nhược trần kiếm thần không hổ là thanh danh lan xa tiêu tiền như nước tán tài đồng tử. Vô luận là hải thủy, hay là tuyệt diệu thiền nữ, kỳ thật đều là một cái ăn nói có ý tứ, cực kỳ chăm chú, thậm chí có thể xưng đoạn tình tuyệt dục nữ tử. Bất luận kẻ nào nói đùa nàng, cuối cùng, đoán chừng cũng chỉ có thể chính mình lúng túng cười. Trương nhược trần chưa bao giờ nghĩ tới, nàng lại vì hỏa thần khải giáp, có thể nói ra như vậy trêu tức, mà trêu chọc. Ta cũng không phải đồng tử. Trương Nhược Trần thăm thẳm nói ra một câu như vậy, lời này, đương nhiên chỉ có chính hắn có thể nghe được trương nhược trần nói ta thực sự không rõ lấy người thân phận cùng tu vi trừ thần khí bên ngoài trong thiên hạ dạng gì bảo vật không phải dễ như trở bàn tay vì sao càng muốn bộ hỏa thần khải giáp này tuyệt diệu thiền nữ nói ra một cái trương nhược trần không cách nào lý do cự tuyệt nói bởi vì trên người của ta không có mặc quần áo nói ra lời này thời điểm nàng nâng lên một đôi tinh tế cánh tay ngọc tại trương nhược trần trước người dạo qua một vòng cũng không biết là tại cường điệu nàng không có mặc quần áo hay là cố ý đang cười nhạo trương nhược trần tu vi quá thấp không thể xem thấu nàng quần áo hư thực trương nhược trần nhịn không được hướng trên người nàng phật y màu xanh nhìn thoáng qua nhưng không có sử dụng lực lượng chân lý cùng bản nguyên nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt phật y này có thể ngăn trở ánh mắt của ngươi thế nhưng là ngăn không được thần tôn nhìn trộm ngươi biết tại thần linh thế giới một cái nữ tử mỹ lệ trọng yếu nhất chính là y phục của nàng mà không phải trong tay chiến binh không phải vậy gặp được tà ác thần tôn rất dễ dàng bị khinh nhờn Mặc dù, đối với nữ nhân thân thể cảm thấy hứng thú tạ ác thần linh không nhiều. Tuyệt diệu thiền nữ nói, Trương Nhược Trần nói, ta đây thật không biết, hiện tại biết cũng không muộn, về sau đưa nữ tử bảo vật thời điểm, có thể nghĩ tới phương diện này tưởng tượng. Tuyệt diệu thiền nữ trên thân đã là bị ngọn lửa bao trùm, hỏa diễm ngưng hóa thành một bộ áo giáp. Hỏa thần khải giáp cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, xuyên tại trên người nàng, rất là thiếp thân, đem dáng người đường cong phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỗ nào còn giống một cái tu Phật giả, hỏa thần khải giáp lại biến, trở nên mềm mại, hóa thành một kiện cà sa màu vàng. Mỗi một đầu viền vàng đều có thần diễm đang thiêu đốt. Ngươi nói, ta có thể đem hỏa thần khải giáp trả lại cho ngươi sao? Tuyệt diệu thiền nữ hỏi, Trương Nhược Trần biết nếu không trở lại, có lẽ chính mình thật là tán tài đồng tử, chỉ ít tại tán tài thời điểm rất giống một cái đồng tử. Hắn nói, nó càng thích hợp ngươi, không cần cởi ra. Tuyệt diệu thiền nữ nói, ta muốn ám vực thiên la, là vì dùng nó thu lấy tòa đạo tràng này, đem đạo tràng mang đi ra ngoài. Ngươi muốn tỉnh lại chi thần quân kia, Trương Nhược Trần cảnh giác lên, tuyệt diệu thiền nữ nói, người phải hiểu được, tòa đạo tràng này, còn có chi thần quân kia, vốn chính là tiên tổ lưu cho ta, là nhà chúng ta tài phú. Ta đem đạo tràng lấy đi, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Trương Nhược Trần không muốn giúp nàng, càng không muốn làm tiếp tán tài đồng tử. Tuyệt diệu thiền nữ lại nói, ta biết, ngươi mặc dù thân ở địa ngục giới, thế nhưng là tại thiên đình bên kia lại có vô số lo lắng. Ta kỹ càng điều tra ngươi, biết ngươi Trương Nhược Trần là một người trọng tình trọng nghĩa, cũng chính là như vậy, hôm nay ta mới có thể phá lệ tin ngươi. Yên tâm đi, coi như ta là ấn tuyết thiên hậu nhân, cũng nhất định phải tu luyện Minh binh Quyền mới có thể điều khiển thần quân. Mà Minh Minh Quyền sớm đã thất truyền, thần quân muốn khôi phục, còn xa xa khó vời. Thế nhưng là, ta tại sao muốn đem ám vực thiên la cho ngươi đâu? Được một bộ hỏa thần khải giáp, còn không vừa lòng. Trương Nhược Trần nói, tuyệt diệu thiền nữ nói, ngươi hiểu lầm, ta muốn ám vực thiên la, chính là vì hoàn lại ngươi hỏa thần khải giáp. Ngươi nói cái gì, nàng logic, để Trương Nhược Trần có chút phản ứng không kịp. Luôn cảm thấy, tuyệt diệu thiền nữ đã không phải là coi hắn là thành tán tài đồng tử, mà là oan đại đầu. Mà lại, rất ngu mốc cái chủng loại kia, tuyệt diệu thiền nữ nói, ngươi có biết vô cương là bối cảnh gì? Văn thông đại thần nhi tử, hắc ám thần điện một vị tồn tại cổ lão đệ tử. Thì tính sao, văn thông đại thần đã chết, hắc ám thần điện vị tồn tại cổ lão kia hẳn là còn muốn tự mình xuất thủ cho hắn đệ tử báo thù trương nhược trần nói tuyệt diệu thiền nữ nói vị tồn tại cổ lão kia tu vi cái thế mấy vạn năm đều chưa chắc sẽ lộ diện một lần tự nhiên không có khả năng tự mình xuất thủ nhưng vô cương sư huynh có thể hay không tự mình giết ngươi thật đúng là nói không chắc ngươi nhưng có biết sư huynh của hắn là ai nghe nói là một vị trận pháp thần sư trương nhược trần nói tuyệt diệu thiền nữ lắc đầu nói ngươi nói chính là một sư huynh khác ta nói vị sư huynh kia là hắc ám thần điện điện chủ. Trương Nhược Trần đã không nói thêm gì nữa, lâm vào thật sâu rung động. Hắn vốn cho rằng, vô cương vị sư phụ thần bí mà cổ lão kia, chính là hắc ám thần điện điện chủ. Tại hắc ám thần điện, còn có so hắc ám thần điện điện chủ càng tồn tại cổ lão. Trương Nhược Trần nói, tuyệt diệu thiền nữ nói, lấy tuổi của người cùng tu vi, đương nhiên không có khả năng biết được bí mật này, thần linh thế giới so trong tưởng tượng của người càng thêm đáng sợ. Mà vô cương vị sư phụ kia, tại toàn bộ địa ngục giới, đều là cấm kỵ đồng dạng tồn tại, mỗi cái nguyên hội chỉ lấy một người đệ tử. Hiện tại, người biết chính mình chọc bao lớn phiền toái A. Trương Nhược Trần nói, vậy ta liền không rõ, vị tồn tại cổ lão kia, nguyên hội này, vì cái gì thu vô cương làm đệ tử. Đây chính là mấu chốt của vấn đề, người chỉ biết phụ thân của vô cương là văn thông đại thần, có biết mẫu thân của vô cương là ai. Tuyệt diệu thiền nữ hỏi, Trương Nhược Trần lắc đầu, tuyệt diệu thiền nữ nói, phụ thân của vô cương, rõ ràng là minh điện đại thần, mà lại có có như vậy một tia cơ hội cạnh tranh thiếu điện chủ vì sao vô cương lại không tại minh điện tu luyện mà là tại hắc ám thần điện tu luyện trương nhược trần nói cùng hắn mẫu thân có quan hệ mẹ của hắn là thân phận gì tuyệt diệu thiền nữ lắc đầu không có nói cho trương nhược trần nói cho tu vi ngươi đến tự nhiên sẽ biết được những bí mật của thần linh thế giới này ta hiện tại nói cho ngươi là đem ám vực thiên la cho ta để ta tới gánh chịu giết chết vô cương ma ha viêm khúc u đại sư trách nhiệm của bọn hắn chẳng khác gì là cứu được ngươi một mạng ngươi không cảm thấy xem như hoàn lại hỏa thần khải giác ta cảm thấy ngươi chỉ là đơn thuần muốn ám vực thiên la trương nhược trần nói tuyệt diệu thiền nữ nói dù sao cũng so ngươi mang theo ở trên người cũng không dám sử dụng mạnh hơn a à. mà lại minh điện cùng hắc ám thần điện bởi vì việc này tranh đấu đứng lên ngươi chẳng lẽ có thể rất vui vẻ không cần phải nói đến như thế minh a à. trương nhược trần thở dài một tiếng lấy ra ám vực thiên la đưa cho nàng nói ngươi nói rất đúng món đồ này mang tại trên người của ta là họa không phải phúc. Nhưng, ta muốn trong đạo tràng này một kiện đồ vật. Tuyệt diệu thiền nữ cầm tới ám vực thiên la, trong lòng rất là vui vẻ, không quan trọng nói, trong đạo tràng này, chỉ cần ngươi cầm được đi đồ vật, ngươi cứ việc lấy là được. Trương Nhược Trần cất bước, hướng đạo tràng đi ra ngoài, trên người Phật tổ xá lợi hiện ra sáng tỏ quang hoa. Gặp được Phật quang, từng đạo thiên văn, tự động thối lui. Trương Nhược Trần đi đến ngoài đạo tràng, đi vào tôn kia có khắc yêu đàm bà la hoa đồ án cùng lục tổ phản văn thạch đỉnh bên cạnh, chắp tay trước ngực, khom mình hành lễ, nói a di đà Phật. Ta cùng lục tổ có không giống bình thường duyên Phật, sư phụ ta tu di thánh tăng đối với lục tổ càng là tôn sùng đầy đủ, thế nhưng là trên người của ta nhưng không có một kiện lục tổ di vật. Thạch đỉnh này, mặc dù không phải bảo vật gì, nhưng trung quy là lục tổ lưu lại, ta rất muốn cất giữ. Trường 2850, cuối cùng rồi sẽ đối mặt hết thảy chân tướng. Một vị chư thiên cấp cường giả lưu lại đạo tràng, tự nhiên không phải bình thường thần linh thu được đi. Nhưng, tuyệt diệu thiền nữ không phải bình thường thần linh, càng là sử dụng ám vực thiên la món bảo vật này. Thu lấy đạo tràng, nàng liền rời đi hắc ám chi uyên. Về phần thạch đỉnh kia, ngược lại là để lại cho Trương Nhược Trần. Một tôn thạch đỉnh mà thôi, còn để đặt tại ngoài đạo tràng. Tuyệt diệu thiền nữ sử dụng tinh thần lực dò xét qua, không phải cái gì giấu xảo tại kém cỏi bảo vật, tự nhiên cũng không có làm sao để ở trong lòng. Lần thứ nhất nhìn thấy thạch đỉnh này thời điểm, Trương Nhược Trần mặc dù nhìn ra một chút chỗ kỳ hoặc, nhưng ý nghĩ cùng tuyệt diệu thiền nữ giống nhau. Thế nhưng là, đi một chuyến hoang cổ phế thành, nhìn thấy vu điện dưới cửu đỉnh về sau, Trương Nhược Trần lại cải biến ý nghĩ. Bởi vì thạch đỉnh này hình thái, cùng cửu đỉnh trong đó một đỉnh cực kỳ giống nhau. Đương nhiên, vậy cũng là không được cái gì, dù sao cửu đỉnh 10 phần cổ lão, là trong đỉnh chi tổ. Khẩu thế dựa theo cửu đỉnh kiểu dáng, điêu khắc thạch đỉnh, là chuyện rất bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chân chính để Trương Nhược Trần nghi ngờ là, nếu như nó thật chỉ là một cái bình thường thạch đỉnh vì sao lục tổ sẽ ở phía trên lưu lại phản văn, ấn tuyết thiên tại sao lại ở phía trên lưu lại yêu đàm bà la hoa ấn ký. Hai vị chư thiên cấp nhân vật, nhàm chán như vậy. Tựa như một vị đỉnh cấp người thu thập, nếu như cất giữ tranh chữ, là không thể nào tại trên một bước đồ giỏm lưu lại chính mình con dấu. Lục tổ phản văn cùng yêu đàm bà la hoa không thể nghi ngờ chính là lục tổ cùng ấn tuyết thiên lưu lại con dấu, đại biểu bọn hắn đã từng có được qua thạch đỉnh này. Lại có lẽ, bọn hắn là muốn thông qua phản văn cùng ấn ký ẩn chứa lực lượng, che giấu cái gì chân tướng. Trương Nhược Trần quay chung quanh thạch đỉnh vòng vo mấy vòng, không tiếp tục phát hiện khác văn tự, hoặc là đổ ấn. Nghĩ nghĩ, hai tay của hắn lòng bàn tay tuôn ra tịnh diệt thần hỏa, đặt tại trên thạch đỉnh. Luyện hóa thạch đỉnh, Trương Nhược Trần sở dĩ làm như thế, chính là bởi vì, Ngọc Hoàng Đỉnh lúc trước chính là như vậy mới hiện ra chân chính khí dạng. Ngọc Hoàng Đỉnh tại không có bị tịnh diệt thần hỏa luyện hóa trước đó, chỉ là thánh minh trung ương đế quốc tế tự dùng một ngụm phổ thông đại đỉnh, còn vết gì loang lổ, được xưng là, khai nguyên lộc đỉnh nhưng bên ngoài tầng thanh đồng vết gì kia chỉ là một tầng xác dùng để bảo hộ chân đỉnh mà thôi đúng là như thế trương nhược trần mới có thể suy đoán thạch đỉnh này có thể hay không căn bản không phải thạch đỉnh chỉ là có một tầng bằng đá xác ngoài lấy tịnh diệt thần hỏa hiện tại uy lực đừng nói một tầng ra đá chính là một ngôi sao đều có thể luyện hóa thành nham tương thế nhưng là trương nhược trần luyện hóa hồi lâu thạch đỉnh lại một chút biến hóa đều không có trương nhược trần cũng không có vì vậy mà nhược trí ngược lại nở nụ cười Thạch đỉnh có thể ngăn trở hắn tịnh diệt thần hỏa luyện hóa như thế nào phàm phẩm trong thạch đỉnh cắm có ba cây thất thải sắc nến hương đã từng bị nhen lửa qua đều chỉ thừa gần nửa đoạn trương nhược trần đem nến hương gỡ xuống tinh tế phân rõ nhưng không cách nào hiểu thấu đáo là làm bằng vật liệu gì ba cây nến tàn này tất nhiên là ấn tuyết thiên lưu lại chưa thiên cấp cường giả lấy ra đồ vật cho dù là đồng nát sắt vụn cũng tuyệt đối bất phàm cuống chi trương nhược trần lúc trước sử dụng tịnh diệt thần hỏa luyện hóa thạch đỉnh thời điểm đều không có đưa chúng nó nhóm lửa. Trương Nhược Trần đem ba cây nến tàn rút đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí thu phóng. Sau đó, hắn đem trong thạch đỉnh bụi đất đổ ra, dự định trước thu lại, chờ rời đi hắc ám chi uyên lại chậm chậm nghiên cứu. Xoạt, bụi đất rơi xuống, khói bụi liên miên. Ồ, Trương Nhược Trần kinh ngạc phát hiện, trong đỉnh dưới đáy, đúng là có một mảng lớn văn tự màu đen. Văn tự nhỏ bé, giống như chân ruồi. Đây là ấn tuyết thiên lưu lại thiên văn, là chỉ thuộc về nàng văn tự, bởi vì phía trên lưu lại có khí thức của nàng, trương nhược trần sử dụng tinh thần lực phân tích giải mã nhưng chỉ là phân tích chỉ chốc lát chính là hoa mắt váng đầu thân thể lung lay sắp đổ không được đây là thiên văn không phải ta hiện tại tinh thần lực phân tích được trương nhược trần lập tức thu hồi tinh thần lực tỏa hạ điều tức cũng không phải là mỗi một vị thần linh lưu lại văn tự đều cần cường đại tinh thần lực mới có thể phân tích kỳ thật chỉ cần thần linh tại lưu trữ thời điểm không có tận lực che giấu văn tự bản ý cho dù là người bình thường đều có thể xem hiểu thần linh chữ nếu ấn tuyết thiên đem bản này thiên văn giấu ở trong đỉnh dưới đáy mà lại lấy tự thân tinh thần ý chí che giấu văn tự ý tứ nói rõ thiên văn tự kia tất nhiên phi thường trọng yếu đem bí ẩn nhất đồ vật giấu ở chỗ dễ thấy nhất ấn tuyết thiên này thật đúng là cao minh dám vào nhập hắc ám trị yên tu sĩ tự thân tu vi tất nhiên thập phần cường đại tu sĩ cường đại như thế nào lại để mắt một tôn bầy ra tại ngoài đạo tràng thạch đỉnh? bất kỳ tu sĩ nào chỉ sợ đều sẽ đưa nó xem như một tôn hương đỉnh cắm ở trong đỉnh ba cây nến tàn có thể hay không cũng chỉ là tại lừa dối đến đây tu sĩ dù sao mỗi người đều có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo tâm lý nhưng là thạch đỉnh này còn có trong đỉnh thiên thiên văn kia là lưu cho ai đây này trương nhược trần trong lòng âm thầm suy đoán thạch đỉnh cùng thiên văn đều là lưu cho nàng hậu nhân bởi vì mấy chục vạn năm đến nay chỉ có tuyệt diệu thiền nữ tìm được nơi này tuyệt diệu thiền nữ khẳng định là có đặc thù nào đó biện pháp mới tìm được nơi đây thế nhưng là tuyệt diệu thiền nữ nhìn thấy thạch đỉnh mảy may đều không có muốn đi nghiên cứu ý tứ. Trương Nhược Trần khôi phục lại, dự định sử dụng chân lý chi tâm lại đi phân tích một lần, nhưng khi hắn hướng trong thạch đỉnh bộ nhìn lại thời điểm, lại phát hiện thiên thiên văn màu đen kia biến mất không thấy. Cái này luôn không khả năng chỉ xuất hiện một lần a. À. Không đúng, Trương Nhược Trần lập tức nghĩ tới điều gì, bàn tay đè vào trên thạch đỉnh, phát hiện thạch đỉnh nhiệt độ một lần nữa trở nên băng lãnh. Hẳn là lúc trước sử dụng thần hỏa luyện hóa thạch đỉnh thạch đỉnh nhiệt độ lên cao, thiên văn màu đen mới hiển hiện ra. Trương Nhược Trần đang muốn một lần nữa luyện hóa thạch đỉnh, xác minh trong lòng phỏng đoán. Nhưng, hắn đột nhiên lại ngừng lại, ngược lại xoay người, hướng xa xa vô biên hắc ám nhìn lại, ánh mắt trở nên trước nay chưa có phức tạp. Bạch, trong khoảnh khắc, một mảnh thất thải sắc thần vân bay gần mà đến, lơ lửng trên bầu trời Trương Nhược Trần. Chỉ giao người mặc ỷ la kim y, thần quang vần quanh lưu động, ánh mắt thâm thúy mà bế nghế, mặc dù lãnh khốc đến cơ hồ bất tận nhân tình tình trạng, thế nhưng là, dung nhan tuyệt không thua ở thiên hạ đến đẹp nguyệt thần kia, lại phảng phất có hòa tan thế gian vạn vật lực lượng. Nàng tóc dài đen nhánh trèo cao, có tám cái thần quang sáng rực vũ châm cắm ở phía trên, tựa như một bức cửu thiên thần nữ bức tranh, hiện ra ở trương nhược trần trước mắt. Nhưng nàng trên thân bạo phát đi ra cường hoành thần uy, còn có tích huyết kiếm phát ra sát lục khí tức, thật sự là để cho người ta không rét mà run. Trương Nhược Trần thừa nhận trên người nàng thần uy áp bách, cỗ thần uy này, sau so một ngàn năm trước, tại bái nguyệt ma giáo vô đỉnh sơn thời điểm thần uy, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lúc kia, nàng Thần Uy là thực hiện hướng lúc ấy bái nguyệt ma giáo mỗi một vị tu sĩ, Trương Nhược Trần còn không cách nào đối kháng. Hôm nay, nàng Thần Uy chỉ ép hướng Trương Nhược Trần một người. Ngàn năm sau hiện tại, Trương Nhược Trần đã là thần linh, mặc dù chỉ giao Thần Uy mạnh hơn gấp 10 lần, cũng không có khả năng đem hắn ép tới nhất định phải tự chém hai chân, mới có thể không quỳ. Trương Nhược Trần đem Thạch đỉnh thu vào, nói ta coi là muốn ra hắc ám chi uyên, người mới có thể hiện ra chân thân gặp ta. Nguyên lai like người đã sớm đoán được, ta cùng bàn nhược là cùng một người. Cho nên ngày ấy, người mới có thể cố ý nói ra lời nói kia, nhưng thật ra là muốn thăm dò ta. Chỉ giao ánh mắt lạnh nhạt, trong ánh mắt, thậm chí mang theo một tia khinh thường. Trương Nhược Trần nói, ta không có muốn thử dò xét ý của ngươi, ngày đó nói mỗi một câu nói, đều là phát ra từ đáy lòng. Chỉ giao cười một tiếng dài, giống như đang cười Trương Nhược Trần buồn cười, nói, ngươi cho rằng, ngươi nói như vậy, hôm nay liền có thể bảo trụ tính mạng của mình. Ngươi muốn giết ta, Ta không tin, Trương Nhược Trần nói, xoạt, chỉ giao biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo huyết sắc quang hoa, trong nháy mắt đến Trương Nhược Trần trước ngực. Tích huyết kiếm một kiếm xuyên thấu Trương Nhược Trần lồng ngực, mũi kiếm từ phần lưng thấu qua. Huyết dịch tại trên mũi kiếm chảy tràn, quá nhanh, tốc độ nhanh đến, tinh thần lực đều phản ứng không kịp. Chỉ giao khắp khuôn mặt lại ý cười tàn nhẫn, nói, một kiếm này, không xa lạ gì a à. Hiện tại, người còn cảm thấy, ta sẽ không giết ngươi. Một người, tại cùng một nơi té ngã hai lần, đây là buồn cười biết bao cùng ngu xuân Thấu xương đau đớn, từ ngực truyền đến, Trương Nhược Trần khóe miệng huyết dịch chảy xuôi, nói, người nếu muốn giết ta, một kiếm này, vì sao không trực tiếp đâm vào thánh tâm, hủy ta tinh thần lực. Không trực tiếp đâm xuyên khí hải, phế ta tu vi. Người muốn giết ta, tại côn lôn giới nhiều như vậy cơ hội, vì sao chờ tới bây giờ. Chỉ giao lấy tích huyết kiếm tuôn ra huyết sắc kiếm khí, giam cầm Trương Nhược Trần, nói, người muốn biết nguyên nhân. Ta muốn, Ta nằm mộng cũng nhớ, bao quát năm đó một kiếm, tại sao là ngươi? Vì cái gì? Đây là ta nhất không nghĩ ra địa phương." Trương Nhược Trần nói, chỉ giao nói, tại Côn Lôn giới thời điểm, ta đâu chỉ không muốn giết ngươi, ta còn tại giúp ngươi. Nếu không phải ta áp bách, ngươi có thể lớn lên nhanh như vậy. Nếu không phải mỗi một lần ta đều âm thầm giúp ngươi, ngươi sớm đã bị triều đình cao thủ giết chết, có thể sống đến hiện tại. Người cùng lăng phi vũ bị bất tử huyết tộc đại quân truy sát lần kia, nếu không phải ta phái phái lạc hư đi tiếp ứng, các ngươi có thể chạy thoát. Người thật sự cho rằng, có trùng hợp như vậy, vừa lúc ngay tại trung vực gặp lạc hư cùng sở tư viễn. Người ta mạch tấn phế thời điểm, nếu như không phải ta ở bên người giúp ngươi, ngươi đã sớm thành bất tử huyết tộc đồ ăn. Còn muốn hay không ta nói tiếp đâu, Trương Nhược Trần nói, ngươi cần gì phải giả ra như thế để cho ta chán ghét dáng vẻ. Trang, chỉ giao môi đỏ như lửa, lần nữa nở nụ cười, nói, ngươi cho rằng, ta cứu ngươi cùng giúp ngươi, là vì tốt cho ngươi. Ngươi sai, ta chẳng qua là đang đợi hôm nay, chờ ngươi trưởng thành, đạt tới thần cảnh phía dưới đỉnh tuyệt cảnh giới, dạng này ta liền có thể cướp đoạt tu vi của ngươi, từ đó trở thành cái thứ hai bất động minh vương đại tôn. Không, không đúng, là so bất động minh vương đại tôn tồn tại càng cường đại hơn. Phốc phốc, chỉ giao hướng về sau lùi lại mấy bước, hai tay xòe ra mà ra. Lập tức, 33 khỏa thần tòa tinh cầu xuất hiện tại trong cơ thể nàng, tam thập tam trọng thiên vũ hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, bạo phát đi ra thần uy càng hơn lúc trước. Nàng lấy bao quát chúng sinh đồng dạng ánh mắt, nhìn xem Trương Nhược Trần, mỉa mai mà nói, rất khiếp sợ a. À. Ta 14 tuổi năm đó liền không còn tu thanh chiếu thần công ta tu luyện, mới là bất động minh vương đại tôn năm đó hoàn thiện sau tam thập tam trọng thiên, mà ngươi, ngươi bất động minh vương đại tôn hậu nhân này, tu luyện lại là không chọn vẹn công pháp. Ngươi sở dĩ có thể sống đến bây giờ, bất quá chỉ là ta muốn ngươi sống đến bây giờ. Vốn cho rằng, Người bây giờ tinh thần lực thành thần, trên thân thủ đoạn phong phú, cần phí chút sức lực mới có thể đem ngươi thôn phệ. Không nghĩ tới, ngươi thế mà ngu đến mức tình trạng như thế, ngươi thơ cho là ta sẽ không giết ngươi, để cho ta tùy tiện liền đắc thủ. Đau không, nếu như đau nhức nói ngay, ta cũng là có cảm tình, có thể cho ngươi đã chết mau một chút. Cha tấn ngươi, lộ ra ta quá vô tình, chương 2851, tình đến đã lâu tình phai nhạt. Tích huyết kiếm đâm vào ngực chương nhược trần, huyết quang lập lòe, kiếm khí tung hoành, tại thôn vệ huyết dịch của hắn. Trương Nhược Trần nhẫn thụ lấy đến từ thân thể cùng nội tâm to lớn thống khổ, sắc mặt đau thương mà bình tĩnh, nói, người tu luyện công pháp, là từ đâu lấy được. Ta biết, người nếu không hiểu rõ rõ ràng chuyện năm đó, khẳng định sẽ phi thường không cam tâm. Nói cho ngươi, cũng không sao, chỉ giao nói, tam thập tam trọng thiên công pháp, là ta giết chết ngươi đằng sau, tại thánh minh trung ương đế quốc trên một kiện tổ khí, trong lúc vô tình tìm tới. Buồn cười hoàn chỉnh công pháp một mực tại các ngươi bên người, các ngươi lại hồn nhiên không biết. Trương Nhược Trần cười khổ, chỗ cười là cái gì? Chỉ có chính hắn mới hiểu. đã ngươi tu luyện là công pháp hoàn chỉnh, cần gì phải muốn thôn phệ ta? Ta chỉ là một cái tu luyện không trọn vẹn công pháp võ đạo đại thánh. Đối với ngươi mà nói, có dù là một tia ý nghĩa sao? Hắn nói, chỉ giao u nhiên thở dài, nói, ngươi còn nhớ đến thiên mẫu đã nói, muốn siêu việt bất động minh vương đại tôn, không chỉ cần phải hoàn thiện sau công pháp còn cần cường đại căn cơ. Ta tự nhận, thành thần trước căn cơ, làm sao đều khó có khả năng đạt tới bất động minh vương đại tôn trình độ. Thế nhưng là ngươi trương nhược trần có tu di thánh tăng dốc sức trợ giúp, lại có ta âm thầm phụ trợ, lại có thể đem căn cơ, tu luyện tới sau bất động minh vương đại tôn càng mạnh tình trạng. Bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tựa như là nuôi một gốc thuốc, cây thuốc này, lấy tu di thánh tăng là chất dinh dưỡng, lại có ta vất vả cần cù đổ vào, tự nhiên có thể khỏe mạnh trưởng thành. Hiện tại, thuốc thành thục, chính là hái thuốc thời điểm. Trương Nhược Trần nói, cho nên, ta có thể tu luyện tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, là của người an bài. Không sai, hỗn độn vạn giới sơn cùng khư giới chiến trường tế tự, từ vừa mới bắt đầu, chính là vì ngươi dựng, vì ngươi có thể đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cảnh làm chuẩn bị. Buồn cười thiên hạ tu sĩ, còn tưởng rằng ta là muốn thống nhất vực ngoại khư giới, mới mở ra khư giới chiến trường. Chỉ giao nói, Trương Nhược Trần nói, tu luyện ngũ hành hỗn độn thể các loại bảo vật, cũng là ngươi đã sớm an bài tốt. Chỉ giao nói, nếu không đông vực thánh viện vòng thứ ba khảo hạch, vì sao cùng giới trước không giống với? Vì sao không ở trong thánh viện cử hành, mà là đi khư giới chiến trường? Mà lại, vừa lúc hay là ngũ hành khư giới, ngươi cho rằng, thật là thượng thiên đang giúp ngươi, giúp ngươi tu luyện ngũ hành hỗn độn thể. Ngươi vốn hẳn nên biết, thánh viện cùng võ thị, đều là nghe lệnh của ta. Trương Nhược Trần nói, trầm uyên cổ kiếm đâu? Trầm uyên cổ kiếm sẽ vừa lúc xuất hiện tại vân võ quận quốc, nhưng thật ra là ngươi phóng tới nơi nào đây? đây không phải chuyện trọng yếu gì. Chỉ giao nói, Trương Nhược Trần nói, người đã sớm biết, ta sẽ ở 800 năm sau vân võ quận quốc sống lại, cho nên, từ vừa mới bắt đầu, ta liền tại trong tầm mắt của ngươi. Dù sao ta phải cam đoan, người mỗi cái cảnh giới muốn tu luyện đến mạnh nhất, đánh xuống trước nay chưa có căn cơ. Còn muốn cam đoan, người không thể chết tại tu sĩ khác trong tay. Chỉ giao nói, Trương Nhược Trần nói, đã người đem đây hết thảy đều nhận xuống tới, vậy người khả năng trả lời ta tiếp xuống mấy cái nghi vấn. Dù sao đều là phải chết người, để cho ngươi làm quỷ minh bạch, thì thế nào? Ngươi hỏi, Trì Giao nói, Trương Nhược Trần nói, đã ngươi biết được, ta 800 năm về sau, sẽ ở vân võ quận quốc sống lại. Như vậy, ngươi khẳng định biết, ta vì cái gì có thể sống đến đây đi? Trì Giao không nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi nếu không biết trả lời, ta tới giúp ngươi trả lời. Bởi vì, ngươi giết chết ta đằng sau, Tu Di Thánh Tăng liền dẫn đi linh hồn của ta, đưa đến 800 năm về sau, đánh vào chết đi cử vương tử thể nội. Người sở dĩ biết cửu vương tử chính là ta hẳn là tu di thánh tăng nói cho ngươi a? À. Chỉ giao vẫn như cũ không nói. Trương Nhược Trần nói ngươi không phủ nhận như vậy nói rõ ta nói không sai. Như vậy xem ra tu di thánh tăng cũng tham dự kế hoạch này vẫn luôn đang giúp ngươi. Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Ta chính là người tu di thánh tăng chọn chúng chỉ có ta có thể cứu vớt côn lôn giới. Chỉ giao nói Trương Nhược Trần nói tu di thánh tăng nếu là một người như vậy lại thế nào có thể trở thành phật tổ? Huống chi. Người có lẽ còn không biết, Tu Di Thánh Tăng là bất động minh vương đại tôn nhi tử, là chúng ta tổ tiên của trương gia. Chỉ giao lông mày thật sâu nhân lại, cái này nàng thật đúng là không biết. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, cho nên, người công pháp tu luyện, căn bản không phải từ trên tổ khí gì đạt được, mà là Tu Di Thánh Tăng truyền cho ngươi. Chỉ giao đang muốn mở miệng, Trương Nhược Trần lại nói, nghi vấn thứ hai, ngươi vì cái gì điều động vạn triệu ức, tại ta cùng yên trần đại hôn cùng ngày, đem ta bắt đi. Thật sao, có chuyện này, vạn triệu ức bắt ngươi thời điểm, thế mà còn là đặc biệt như vậy thời gian. Người tuyệt đối đừng hiểu lầm, bản hoàng căn bản không có tận lực chọn thời gian. Chỉ giao nói, Trương Nhược Trần nói, ta không có hiểu lầm cái gì, chỉ là không rõ, người lúc đó bắt ta ý nghĩa là cái gì. Ta lúc ấy cũng không phải thần cảnh phía dưới đỉnh phong, còn chưa tới người hái thuốc thời khắc. Chỉ giao thần sắc đã là có chút mất tự nhiên, rất khó lại cười được đi ra. Trương Nhược Trần nói, nghi vấn thứ ba, người nếu chỉ là đem ta xem như một gốc thuốc, vì sao còn muốn biến thành vàng yên trần bộ dáng, độ tình kiếp của chính mình. Không có tình, từ đâu tới kiếp, không có tình, người cần gì phải đem côn luôn cùng khổng nhạc sinh ra tới. Chỉ giao nói, mỗi người, đều là mâu thuẫn kết hợp thể. Đối với ngươi, ta là có cảm tình, nhưng, cùng lực lượng cường đại so ra, cùng ta muốn đi theo đuổi cảnh giới so ra, ngươi nhưng lại lộ ra không có ý nghĩa. Muốn thành đại sự người, liền phải tâm ngoan một chút. Rất tốt, đã ngươi như vậy tâm ngoan, vì sao biết rõ ngược ta dung hợp phật tổ xá lợi lại tu luyện thành tuyệt đối nhục thân đạo hóa còn một kiếm đâm về bộ ngực của ta trương nhược trần hỏi chỉ dao vác tại sau lưng tay trái năm ngón tay gấp vặn bị trương nhược trần hỏi được đều nhanh đầu óc trống rỗng trương nhược trần cúi đầu nhìn thoáng qua tích huyết kiếm nói bởi vì ngươi biết có phật tổ xá lợi hộ thể một kiếm này là vô luận như thế nào đều không đâm vào được ngược lại bởi vì chính ngươi toàn lực ứng phó xuất thủ sẽ bị phật tổ xá lợi lực lượng phản kích từ đó bị thương nặng Ngươi muốn tự thương hại, ngươi sợ ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi sợ ta không giết được ngươi. Đáng tiếc, tại ta tu luyện tới tuyệt đối nhục thân đạo hóa thời điểm, chính là đã tâm thể hợp nhất. Sự biến động trong lòng, thể chỗ động, Phật tổ xá lợi dung nhập thân thể của ta, cũng thụ ta tâm niệm khống chế. Ta cố ý để cho ngươi một kiếm đâm xuyên thân thể, chính là muốn xáo trộn ngươi ngay từ đầu quy hoạch, để cho ngươi suy nghĩ biến loạn, như vậy mới có thể chính mình bộc lộ ra sơ hở. Cần gì chứ, sao giao, giao, nghe được hai chữ này, chỉ giao thân thể mềm mại, như bị sét đánh, đột nhiên run lên. Năm đó, Trương Nhược Trần đã là như thế gọi nàng. Hai chữ này, là như vậy cửu viễn, lại là như vậy làm cho người hồi ức, đại biểu cho nàng vui vẻ nhất, thuần chân nhất một khoảng thời gian. Lúc kia, nàng mới cảm giác, chính mình là một người, có thể tự do biểu đạt thất tình lục dục. Tu vi cường đại, trí cao vô thượng hoàng vị, thần linh đã lâu tuổi thọ. Đây đều là dễ dàng bỏ qua, chỉ có thỏa thiếu thời đoạn ký ức ngắn ngủi, mông lung, mỹ hảo kia, đã dung nhập linh hồn, đang không ngừng trong hồi ức tan ra, tại mỗi một cái thống khổ cô độc ban đêm làm bạn, khi nhìn rõ thế giới này đằng sau, còn có thể kiên cường sống sót. Bởi vì, nghĩ đến nó, nó sẽ để cho ngươi với cái thế giới này một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Cuối cùng, đoạn hồi ức kia, ấp ủ thành thế gian vật chân quý nhất, thần khí không đổi, thần công không đổi, chính là toàn bộ thiên hạ đưa tới cũng không đổi. Xoạt, trương nhược trần trên thân Phật quang nở rộ, đem tích huyết kiếm đánh bay ra ngoài, xâm nhập thể nội kiếm khí toàn bộ đều bị tịnh hóa ngực thương thế, trong khoảnh khắc khép lại, Trương Nhược Trần đi hướng chỉ giao, chỉ giao không ngừng lùi lại, Trương Nhược Trần nói, người giả ra như vậy làm ta căm hận dáng vẻ, chẳng qua là muốn ta ra tay giết ngươi, sau đó, dưới cơ duyên xảo hợp, do ta đem ngươi một thân tu vi hấp thu. Dạng này, ngươi liền có thể công thành lui thân, sau đó, đem vô tận đau khổ, đều để lại cho ta, để cho ta cả một đời đều sống ở thảm thiết nhất trong bóng tối. Không, không đúng, ta giết chết một người làm ta căm hận, một người muốn thôn phệ ta, như thế nào lại thống khổ chứ? Ta hẳn là phi thường thoải mái mới đúng, đến từ báo thù thoải mái. Đây chính là ngươi muốn sao? Chỉ giao lui đến càng nhanh, hốc mắt đỏ lên, tiếng quát nói, ngươi không được qua đây. Ngươi cho rằng ta thật sẽ không giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi nhìn thấu tất cả chân tướng? Trương Nhược Trần dừng bước lại, nói, vậy ngươi nói cho ta biết, cái gì mới là đúng? Chân tướng chính là, chỉ giao nói đến đây, lại nói không đi xuống? trương nhược trần nói kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể nói không giữ lại chút nào đi ra cũng không cần dùng nhiều như vậy biện pháp che giấu bởi vì đã nhiều năm như vậy ngươi trong lòng ta sớm đã chỉ là một người xa lạ quen thuộc ta đối với người hận đã không có đối với người yêu cũng đã sớm ma diệt ngươi hẳn là minh bạch yêu cùng hận một số thời khắc là lẫn nhau hận cũng không có nói rõ cũng sớm đã không thương tựa như hỏa diễm sở dĩ sẽ dập tắt là bởi vì tân hỏa đã đốt sạch chẳng biết tại sao Nghe được Trương Nhược Trần nói ra câu nói này, chỉ giao mặc dù đau lòng đến muốn mạng, đau tận xương cốt đồng dạng, lại đột nhiên một chút trở nên dễ dàng, ánh mắt có chút mờ mịt, tự lầm bầm thì thầm, thật sao? Trương Nhược Trần lấy khẳng định ánh mắt, nói, ngươi trong lòng ta, ngay cả bàn nhược cũng không bằng, cũng không có cách nào cùng phạm tâm, khanh nhi, la xa, linh hy các nàng đánh đồng. Tại trong lòng ngươi, tình là kiếp, là thế gian khó khăn nhất độ kiếp. Tại ta chỗ này, tình có thể phân cho mỗi một nữ nhân, tình nhạt như nước. Ngươi như cảm thấy, ta y nguyên vẫn yêu lấy ngươi, lại bởi vì cái chết của ngươi mà thống khổ, ngươi chính là căn bản không hiểu nam nhân, càng không hiểu ta. Ngươi mới là thế gian ngu xuẩn nhất nữ nhân kia, cho nên ngươi dùng những thủ đoạn này, trong mắt của ta không gì sánh được buồn cười cùng ngây thơ. Tất cả mọi người là người sống hơn ngàn năm, không bằng trực tiếp một chút, nói cho ta biết công pháp chân tướng, nói cho ta biết đến cùng tại sao muốn làm như thế. Nói rõ ràng đằng sau, ta nhất kiếm nữa giết ngươi, cướp đoạt ngươi một thân tu vi, chẳng phải là đơn giản trực tiếp. Lần này, đến phiên chỉ giao đau thương cười khổ, run giọng tình đến đã lâu nhẹ chuyển mỏng, bây giờ chính xác hối hận đa tình. Nguyên lai, like, vẫn luôn là chính ta mong muốn đơn phương, ta mới là ngu nhất một kẻ kia. Chân tướng đã không trọng yếu, đánh đi, đã ngươi như vậy vô tình, vậy liền một trận chiến định sinh tử. Bên thắng, thu hoạch được tu vi của đối phương, kẻ bại, đem thi cốt vĩnh viễn lưu tại hắc ám tri uyên. Trương Nhược Trần không nghĩ tới chính mình như vậy kích nàng, chỉ giao nhưng như cũng không chịu nói ra chân tướng, quá quật cường, quá kiên cường. Bởi vì, không có bị hắn phiên lời nói vô tình nhất, đả thương người nhất, thậm chí có chút nhục nhã kia đánh ngã. Nàng không nói ra chân tướng, cũng liền đại biểu trận chiến này nàng căn bản không có nghĩ tới muốn thắng, là muốn đem chính mình thi cốt lưu tại hắc ám chi uyên. Có lẽ Trương Nhược Trần mà nói, đối với nàng mà nói đã không trọng yếu. Trương Nhược Trần yêu hay không yêu nàng, là Trương Nhược Trần sự tình. Nàng yêu hay không yêu Trương Nhược Trần, mới là chuyện của nàng. Một người nếu là nhất định phải đi quá nghiêm khắc, chính mình yêu một người, người này cũng nhất định phải yêu nàng. Vậy cái này khẳng định không phải yêu, là tham muốn giữ lấy. Yêu, cho tới bây giờ đều không phải là lẫn nhau, là sự tình của riêng mình. Trương Nhược Trần không có rút kiếm, chợt hỏi, người có muốn hay không biết, ta ở trong túc mệnh chỉ nhìn thấy cái gì. Trương 2852, triệt để đánh tan. Chỉ giao cho tới bây giờ đều không muốn làm một cái kiên cường nữ tử, càng không muốn làm cái gì trí cao vô thượng nữ hoàng, thế nhưng là, không có lựa chọn khác, qua nhiều năm như vậy, đã thành thói quen chính là quen thuộc kiên cường cũng không có cái gì có thể đem nàng đánh ngã khi trương nhược trần nâng lên túc mệnh trì thời điểm trì giao trái tim kiên định không thay đổi kia rốt cục buông lỏng buông lỏng nguyên nhân là bởi vì trong nội tâm nàng sinh ra thật sâu hiếu kỳ đúng a à, hết thảy đều là bởi vì túc mệnh trì mà lên mỗi một người đến túc mệnh trì bên cạnh đều có thể tại trong ao nhìn thấy chính mình người để ý nhất số mệnh trương nhược trần lại nói ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta người để ý nhất chính là ai cùng ta có liên can gì dừng một chút trì giao lại nói người muốn nói liền nói bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio chúc bạn nghe chuyện vui vẻ trương Nhược trần nói người nói cho ta biết trước người ở trong túc mệnh chỉ nhìn thấy chính là ai nhìn thấy hình ảnh là cái gì sau đó ta sẽ nói cho người biết trì giao vẫn như cũ còn đắm chìm tại nội tâm trong bi thương cùng thương cảm lắc đầu nói nếu tại trong lòng ngươi tình nhạt như nước cần gì phải nhất định phải đi biết những này đều đến một bước này đều che giấu nhiều năm như vậy chịu nhiều như vậy tội, tại cuối cùng này thời khắc, kỳ thật đã không có nói ra được tất yếu. Có chút bí mật, liền để nó vĩnh viễn biến thành bí mật đi. Trương Nhược Trần đành phải dùng ra sau cùng biện pháp, nói, kỳ thật ngươi không nói, quan hệ cũng không lớn. Bởi vì, bàn nhược sớm đã đem hết thảy đều nói cho ta biết. Chỉ giao nói, điều đó không có khả năng, vì cái gì không có khả năng. Trương Nhược Trần lấy giọng mỉa mai ngữ khí, nói ra, yên trần từ vừa mới bắt đầu, chính là ta đưa đến bên cạnh ngươi, nàng có thể trở thành giới tử, có thể bái ngươi làm thầy, đều là trợ giúp của ta. Ta vì cái gì làm như thế? Đương nhiên là bởi vì, ta cần tại bên cạnh ngươi xếp vào một cái người của mình. Mà lại người này, ta nhất định phải đầy đủ tín nhiệm, tuyệt sẽ không bị ngươi xúi dục. Trừ thê tử của ta yên trần, còn có ai có thể đảm nhiệm? Ngươi thành thần ngày ấy, tại tử vi cung trước, ta là cố ý cùng yên trần diễn một trận khổ tình đùa giỡn. Cái gì cắt bảo đoạn nghĩa, bất quá chỉ là dùng để tê liệt ngươi mà thôi, để cho ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm nàng không có khả năng, chỉ giao ngữ khí khẳng định. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, người đương nhiên sẽ không tin tưởng, bởi vì chúng ta khổ tình trình diễn đến thật sự là quá thật. Người biết, Yên Trần vốn là rất am hiểu ngụy trang chính mình, đi vào địa ngục giới về sau, ngay cả địa ngục giới chư thần đều có thể giấu giếm được, còn trở thành vận mệnh thần điện thần nữ. Chính ta sở dĩ diễn tuồng vui này, đó là bởi vì ta biết rõ chính mình tu vi thấp, làm sao đều khó có khả năng là đối thủ của ngươi. Nhưng ta lại muốn biết rõ ràng năm đó chuyện phát sinh, tự nhiên chỉ có thể để Yên Trần lấy được tín nhiệm của ngươi, để nàng giúp ta cha. Ta là thật không nghĩ tới, ngươi làm nhiều năm như vậy đế hoàng, thống lĩnh toàn bộ côn lôn giới, tuy nhiên lại không thể nhìn thấu thủ đoạn của chúng ta. Ngươi quả nhiên trung kế, mang theo Yên Trần đi túc mệnh trì, để nàng nhìn thấy ta số mệnh. Đúng là như thế, nàng quả quyết tiến vào quỷ môn quan, đi địa ngục giới, trở thành bàn nhược. Nàng đi địa ngục giới, tiến vào vận mệnh thần điện, chính là muốn vì ta nghịch thiên cải mệnh, để cho ta vận mệnh thay đổi. Kỳ thật, Côn Lôn giới công đức chiến bộc phát về sau, Bàn Nhược lần thứ nhất tiến vào Côn Lôn giới, nàng liền cùng ta bí mật liên lạc qua, đem tất cả mọi thứ đều nói cho ta biết. Nếu không, ta làm sao có thể biết? Bàn Nhược chính là yên trần. Cho nên, vì cái gì ta có thể sớm biết hết thảy? Vì cái gì ngươi bây giờ bị động như vậy? Toàn bộ đều là bởi vì Bàn Nhược, nàng đã sớm phản bội ngươi. Ngươi tại sao phải thất bại trong gan tắc? Đó là bởi vì, ngươi thế mà lại tin tưởng mình vị hôn phu thê tử. Ngươi chẳng lẽ không rõ nữ nhân ở giữa tranh đấu, mới nhất âm u, nhất khó lòng phòng bị. Chỉ giao rốt cuộc nói không nên lời, không có khả năng, ba chữ. Cũng không phải là Trương Nhược Trần sách lược đến cỡ nào cao minh, chỉ là bởi vì hắn nói ra mỗi một câu nói, đều có lý có cứ, hơn nữa còn thật liền biết hắn tuyệt đối không có khả năng biết đến bí ẩn. Nàng vì sao như vậy? Chỉ giao trên mặt đã không còn một tia kiên cường cùng quật cường, thay vào đó đắng chát cùng thống khổ, là thất bại trong gang tất thất lạc. Nàng không hận Hoàng Yên Trần, chẳng qua là cảm thấy chính mình cả đời này quá mức buồn cười, cũng quá mức thất bại. Giờ phút này, chỉ muốn hỏi mình một câu, thật đáng giá không? Trương Nhược Trần thay nàng hỏi lên, nói, ngươi có nghĩ tới hay không, mình làm nhiều chuyện như vậy, đến cùng là vì cái gì? Thật đáng giá không? Đáng giá, chỉ cần là đã làm sự tình, ta đều không hối hận. Chỉ giao ánh mắt, lần nữa trở nên cố chấp cùng kiên định, chỉ bất quá khóe mắt lại có nước mắt trượt xuống. Đây là côn lôn giới tu sĩ, tuyệt đối không thể nào thấy được một màn chỉ giao nữ hoàng lại có như vậy nhu nhược một mặt. Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi ở trong túc mệnh chỉ đến cùng nhìn thấy cái gì. Ngươi không phải đều biết sao, chỉ giao nói, ta chỉ biết là một phần trong đó, ta muốn biết đến là tất cả, là ai đã giết ta. Ngươi hẳn là so yên trần biết được càng nhiều mới đúng. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cái gì cũng không biết, bàn nhược cũng không có cái gì nói cho hắn biết. Hết thảy đều là Trương Nhược Trần suy đoán của chính mình. Đầu tiên, Hoàng Yên Trần sở dĩ đi địa ngục giới, tất nhiên là cùng túc mệnh trì có quan hệ điểm này tại trương nhược trần cùng tiểu hắc đi túc mệnh trì thời điểm thanh âm thần bí kia liền nói cho hắn lấy hoàng yên trần ngay lúc đó tu vi là thế nào đến túc mệnh trì trừ trì giao mang nàng đi không có khả năng có loại thứ hai khả năng thứ yếu tại tam đồ hà bờ thời điểm bàn nhược khi biết trương nhược trần chúng chảm đạo chú tại lúc tuyệt vọng cùng trương nhược trần giảng rất nhiều cái này khiến trương nhược trần ý thức được người bàn nhược ở trong túc mệnh trì nhìn thấy là hắn mà lại hắn nhất định là phát sinh thật không tốt sự tình, rất có thể là bị giết chết. Cho nên, bàn nhược mới có thể nghĩa vô phản cố tiến vào địa ngục giới, tiến vào vận mệnh thần điện, muốn cải biến trương nhược trần vận mệnh. Chỉ tiếc, bàn nhược hiển nhiên là kiên định không thay đổi cùng chỉ giao đứng chung một chỗ, không muốn nói cho trương nhược trần tàn nhẫn chân tướng. Dù sao một người nếu là sớm biết, chính mình sẽ chết, sẽ làm như thế nào chết, đó là cỡ nào tàn nhẫn cùng thống khổ một sự kiện. Mỗi một ngày, đều đang đợi chết, chết chưa chắc là một chuyện đáng sợ, nhưng, còn sống chờ chết cũng rất đáng sợ này sẽ để một người triệt để trở nên tiêu cực trở nên sa đọa cuối cùng vận mệnh còn không có đến chính mình trước tiên ở trong sa đọa chết đi bàn nhược có thể làm chính là đi cải biến đây hết thảy dù là lực lượng của mình không có ý nghĩa dù là căn bản không cải biến được kết cục nhưng nếu không hề làm gì chẳng phải là sao chờ chết người càng dày vò trương nhược trần có thể tha thứ bàn nhược cũng là bởi vì biết được khổ cho của nàng biết được nàng làm hết thảy cũng là vì hắn nàng không có tham dự nghĩ cách cứu viện vẫn thần đảo chủ kế hoạch, nàng không có nghe từ nữ đế an bài rời đi địa ngục giới, vẫn như cũng bốc lên nguy hiểm to lớn lưu tại vận mệnh thần điện, chính là vì hắn Trương Nhược Trần. Nhiều khi, Trương Nhược Trần thực tình cảm thấy mình không xứng, không có tư cách tiếp nhận các nàng bỏ ra. Chỉ giao giống như là đột nhiên bỗng chốc, đã mất đi tất cả khí lực, ngồi vào trong hư không tối tăm thổi qua trên một tảng đá lớn, cánh tay mềm nhũn dẫn theo kiếm, tự diễu giống như cười nói, không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy, hết thảy lại về tới nguyên điểm. Yên Trần a, à, Yên Trần, ngươi vì sao như vậy hồ đồ? Đáng tiếc bàn nhược không ở chỗ này chỗ, không có cách nào nói cho nàng chân tướng. Chỉ giao nói, đã ngươi đã biết nhiều như vậy, đem tất cả mọi thứ nói cho ngươi, ngược lại là chuyện tốt. Đúng a, à, ta như biết được là ai giết ta, ta cũng có thể nhiều một phần cảnh giác, có lẽ có thể chính mình cho mình cải mệnh." Trương Nhược Trần nói, Chỉ Giao lắc đầu, nói, ngươi hỏi ta cũng vô dụng, ta cũng không biết là ai. Ở trong túc mệnh trì, có thể nhìn thấy chỉ là một cái vô tận bàn tay khổng lồ một trường vỗ ra, không biết bao nhiêu đại thế giới hủy diệt, không biết bao nhiêu tinh thần trụy lạc, căn bản không thể đỡ. Dù chưa nói rõ, thế nhưng là Trương Nhược Trần lại nghe đi ra, chỉ giao ở trong túc mệnh chỉ nhìn chính là hắn. Là số mạng của hắn, trong lòng nàng người để ý nhất, từ đầu đến cuối đều là hắn Trương Nhược Trần. Chỉ giao tiếp tục nói, ta mặc dù không biết là ai, thế nhưng là ta cuối cùng so bàn nhược biết được càng nhiều, đại khái có thể đoán được một chút. Đột nhiên, nàng hỏi, người biết vì sao thánh tăng chọn chúng ngươi? mà lại không tiếc bất cứ giá nào muốn giúp ngươi tu luyện tới cực hạn nhất cảnh giới người có lẽ coi là hắn làm như vậy cũng là vì côn lôn giới nếu như ngươi thật như vậy nghĩ chỉ có thể nói người đánh giá thấp một vị phật tổ tầm mắt cùng cách cục thiên mỗ nói không sai hắn là đem thời đại này giao cho ngươi trương nhược trần chăm chú nghe không cắt đứt nàng chỉ giao ánh mắt ẩn chứa vô biên khổ sở nói ngươi cho rằng chỉ có chính ngươi không có tương lai sao kỳ thật tất cả mọi người không có tương lai đây hết thảy từ 30 vạn năm trước cũng đã bắt đầu. Có lẽ sớm hơn, trong thiên địa này, có một cỗ cường đại mà không biết lực lượng, muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ, đại phá diệt đã tới. Trương Nhược Trần đã sớm ngờ tới, hôm nay nhất định có thể nghe được kinh thiên bí văn, nhưng, khi chỉ giao nói ra câu nói này thời điểm, tâm vẫn như cũ chấn động mãnh liệt, liền vội vàng hỏi đây là suy đoán của ngươi, hay là thánh tăng trong tương lai nhìn thấy cảnh tượng. Chỉ giao nói, một ngàn năm trước, đi hướng con đường tương lai, liền đã gãy mất. Một ngàn năm trước, rõ ràng là quá khứ, vì sao là tương lai? Rất nhanh, Trương Nhược Trần hiểu rõ ra, chỉ giao trong miệng nói tới, một ngàn năm trước, là tu di thánh tăng thời gian. Tu di thánh tăng là mười vạn năm trước vẫn lạc, hắn lúc ấy đi hướng tương lai, chỉ có thể đến một ngàn năm trước. Cũng liền nói vân võ quận quốc cửu vương tử sống lại điểm thời gian. Lại sau này, con đường tương lai, liền gãy mất. Trương Nhược Trần Tâm, đột nhiên trở nên đặc biệt khó chịu. Hắn vốn cho rằng, tu di thánh tăng coi như đã chết đi, nhưng ở tương lai lưu lại vô số dấu chân, có lẽ còn có thể tương lai nhìn thấy hắn. Chỉ cần là dạng này, như vậy, cùng còn sống khác nhau ở chỗ nào? Nhưng, ảo tưởng trong lòng phá diệt, Tu Di Thánh Tăng tại chợ sau khi hắn sống lại, liền hoàn toàn biến mất trên thế gian, tương lai không thể gặp, thế gian lại không vị lai Phật. Trương Nhược Trần nói, cho nên, người bây giờ nói tới hết thảy, cũng chỉ là suy đoán. Cũng không phải là chỉ là suy đoán, chỉ giao nói, địa ngục giới cùng thánh giới chiến tranh, là từ 30 vạn năm trước bắt đầu đúng lúc là nhị thập tứ chư thiên thảm bại đằng sau. Giữa thiên địa, có cái gì lực lượng, có thể cho cường đại nhất 24 người tiến đến, chỉ còn ba người còn sống trở về. Mà lại, địa ngục giới tử linh các tộc, sau đó phát động chiến tranh. Bọn hắn phát động chiến tranh mục đích là cái gì đâu. Có phải hay không là bị người sai xử, tử linh cùng sinh linh vốn là đối lập, 30 vạn năm trước, địa ngục giới tử linh các tộc thừa dịp thánh giới suy yếu phát động chiến tranh, không tính là gì sự tình kỳ quái. Trương Nhược Trần cảm thấy chỉ giao nói ra lý do, chân đứng không vững. Chỉ giao nói, thế nhưng là, lúc kia, thánh giới mặc dù suy yếu, nhưng như cũ cường đại. Không phải chỉ dựa vào địa ngục giới tử linh các tộc, liền có thể đối kháng. Đúng là như thế, 10 vạn năm trước, vốn là bảo trì trung lập vận mệnh thần điện, trong lúc bất chợt sinh mệnh cùng các tường hai đại thần tôn vẫn lạc, đối ngoại công bố là bị vấn thiên quân cùng tu di thánh tăng giết chết, sau đó hướng thiên đình vạn giới tuyên chiến, chính thức do trung lập chuyển thành chủ chiến thần tôn nào có dễ dàng như vậy bị giết chết, hơn nữa còn là tại vận mệnh thần điện, muốn tại vận mệnh thần điện giết chết hai vị thần tôn, đừng nói vấn thiên quân cùng tu di thánh tăng, chính là lại nhiều mấy vị thần tôn cấp cường giả, đều khó có khả năng làm được. Trừ cái đó ra, vốn là chủ hòa diêm la tộc tộc trưởng diêm hoàn vũ, bị người dẫn tới hắc ám chi uyên, chưa bao giờ tung tích không rõ. Sau đó, diêm la tộc cũng hướng thiên đình vạn giới tuyên chiến. Sinh mệnh thần tôn, các tường thần tôn, diêm la tộc tộc trưởng, cái nào là kẻ vớ vẩn, vì sao nhau nhau gặp nạn. Phía sau này, tất nhiên là có một cỗ cường đại mà không biết lực lượng, tại thanh trừ chiến tranh trở ngại. Chiến tranh kết quả, tất nhiên là hủy diệt, tất nhiên là hai thua. Là ai tại thôi động đây hết thảy, mục đích là cái gì? Kỳ thật cũng không khó đoán, 10 vạn năm trước, nghịch thần tộc vận mệnh đã nói cho chúng ta biết đáp án. chương 2853, nghịch thần tộc. Nghịch thần tộc, trương nhược trần trong lòng đại động, lần nữa nghe được cái tên này. Lần trước, là không chí nhận ra nghịch thần bia, hô lên, nghịch thần tộc, ba chữ này. Nghịch thần tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần hỏi, chỉ giao nói, ngươi chưa nghe nói qua nghịch thần tộc, kỳ thật rất bình thường. Bởi vì, đây là 10 vạn năm trước, một cái bị chư thần triệt để xóa đi cổ tộc, tại thần linh thế giới đều là cấm chỉ lời đàm luận đề. 10 vạn năm qua đi, trừ thế hệ trước thần linh, biết nghịch thần tộc đã từng tồn tại qua tu sĩ, đã là ít càng thêm ít. Coi như người biết, cũng không dám dẫn theo ba chữ. Tại thế giới phàm nhân, chỉ cần mấy chục năm, liền có thể đem một người tồn tại qua vết tích xóa đi. Dù là người này, đã từng thanh danh lan xa, người tu luyện thọ nguyên rất dài, thế nhưng là thời gian 100.000 năm vẫn như cũ quá lâu, đại thánh đều đã chết mấy đời. Chính là 10 vạn năm trước thần linh, tuyệt đại đa số đều đã thọ nguyên hao hết mà chết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù sao, tuyệt đối đa số thần linh, đều chỉ có một cái nguyên hội thọ nguyên. Trương Nhược Trần nói, tại sao muốn xóa đi nghịch thần tộc tồn tại qua vết tích? là ai, muốn xóa đi đây hết thảy, là hạo thiên, là tứ đại chúa tể thế giới, là vận mệnh thần điện, là địa ngục thập tộc, là trong thiên địa này tất cả thần linh. Chỉ có chư thần ý chí, mới có thể để cho 10 vạn năm trước uy chấn thiên địa nghịch thần tộc, hoàn toàn biến mất. liền ngay cả tất cả sách liên quan tới nghịch thần tộc, đều bị đốt cháy hầu như không còn. Chỉ giao nói, trương nhược trần tâm tình, đã không thể dùng rung động để hình dung, cảm giác mình sắp ngạt thở. Liền xem như năm đó côn lôn giới, đều không có gặp đối xử như vậy đây quả thực so diệt tộc còn muốn hung ác. Trương Nhược Trần nói, nghịch thần tộc đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, thế mà bị đối xử như thế. Nghịch thần tộc chẳng những không có làm người người oán trách sự tình, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngược lại là tại 10 vạn năm trước, cứu vất thiên đình chư giới. Chỉ giao nói, Trương Nhược Trần càng thêm mê mang. Chỉ giao nói, nghịch thần tộc tại 10 vạn năm trước, kỳ thật được xưng là thánh tộc, là thánh giới dân bản địa. Thánh giới, chính là thiên đình đã từng danh tự, là 10 vạn năm trước, mới cải thành thiên đình, Mười vạn năm trước, thiên địa đại kiếp, trong vũ trụ các đại thế giới kém một chút toàn bộ hủy diệt, vạn tộc chúng sinh suýt nữa chết hết. Trong đó, được xưng là vạn giới chi tâm thánh giới, gặp phải tính hủy diệt đả kích, số lớn thần linh vẫn lạc, thánh cảnh tu sĩ tử thương vô số, thần sơn hủy diệt, thần mạch hủy hoại, trong đó thánh tộc càng là tử thương thảm trọng. Trương Nhược Trần nghe Hải Đường bà bà đã từng nói qua việc này, nghe nói, lúc ấy côn lôn giới đều hóa thành một viên hỏa cầu, thiêu đốt ròng dã ba tháng, suýt nữa diệt giới đại thế giới khác lại càng không cần phải nói, tất nhiên gặp phần luyện. Lúc đó hải đường bà bà từng suy đoán, đây hết thảy, đều là 30 vạn năm trước, nhị thập tứ chư thiên trinh chiến kéo dài, là đối phương trả thù. Trương Nhược Trần nói, đây hết thảy, cùng trong truyền thuyết vũ trụ đại phá diệt, ngược lại là có chút tương tự. Ta cảm thấy, đây chính là một trận vũ trụ đại phá diệt, chính là có một cỗ lực lượng không biết mà thần bí muốn diệt đi toàn bộ sinh linh, mở ra kế tiếp vũ trụ kỳ nguyên. Chỉ bất quá, phát sinh một loại nào đó chúng ta không biết ngoài ý muốn, đại phá diệt mới tại sau 3 tháng kết thúc. Bao quát côn lồn giới bên trong, vũ trụ các giới tu sĩ mới có kéo dài hơi tàn cơ hội. Chỉ giao nói, Trương Nhược Trần nói, cho nên, sau đó côn lôn giới lập tức mở ra đồng hồ nhật quỹ, tiến vào trên trời một ngày trên mặt đất một năm điên cuồng nhất đại tu luyện thời đại. Thế nhưng là, người mới vừa nói, thánh tộc chỉ là tử thương thảm trọng, cũng không có bị diệt tộc. Chỉ giao nói, 3 tháng khủng bố thời kỳ đi qua sau, các đại thế giới đều tổn thất nặng nề, liền ngay cả thần linh đều lâm vào trong kinh hoàng cùng sợ hãi, coi là tận thế đã đến tới. Mà đồng thời, địa ngục giới phái trung lập cùng phái chủ hòa, trong sinh linh bất tử huyết tộc cùng la sát tộc nội bộ các đại thế lực cũng là ba vân quỷ quyệt, không chỉ có phát sinh sinh mệnh thần tôn cùng các tường thần tôn thảm án, còn có rất nhiều huyết án, đều là lúc kia bộc phát. Cuối cùng, địa ngục thập tộc thống nhất ý thức, chính thức toàn diện mở ra hình thức chiến tranh, hướng thánh giới chỗ vũ trụ phát khởi tiến công. Trương Nhược Trần từng nghe Hải Đường bà bà nói qua, 30 vạn năm, chiến tranh sơ kỳ, tích cực tham chiến chính là hắc ám thần điện, minh tộc, quỷ tộc, cốt tộc, thạch tộc, tu la tộc, bởi vì bọn hắn có thể tại trong giết chóc trưởng thành, tử vong cùng giết chóc sẽ chỉ làm bọn hắn trở nên càng mạnh. Về sau, trong tử linh tộc đàn tử tộc, thi tộc, cũng lần lượt tham chiến. Chỉ có hoàn toàn là sinh linh bất tử huyết tộc cùng la sát tộc, còn có diêm hoàn vũ thống lĩnh diêm la tộc, có đủ loại lo lắng, một mực trung lập, hoặc là khuyên giải. Chỉ giao nói, cho tới nay, đều là thánh giới lãnh tụ các đại thế giới thánh giới hủy diệt các đại thế giới đều bị thương căn bản không phải thời gian ngắn có thể khôi phục địa ngục thập tộc ở thời điểm này công tới tự nhiên là dễ như trở bàn tay những nơi đi qua từng tòa đại thế giới hóa thành tử từ giới từng khỏa sinh mệnh tinh cầu hóa thành tu la tràng đây là một trận thu hoạch đối với toàn bộ vũ trụ thu hoạch thu hoạch hết thảy sinh mệnh chính là tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này là thánh tộc đại trưởng lão đứng dậy bằng vào thánh tộc từ xưa đến nay lực ảnh hưởng nắm lấy một tấm bia đá đi khắp các giới liên là các giới thần linh cùng một chút ẩn thế thần linh, thành lập thiên đình, thành lập thiên cung. Chư thần vốn là đề cử đại trưởng lão đảm nhiệm thiên cung chi chủ, nhưng đại trưởng lão lại cho là tu vi của mình cùng tư lịch không đủ để hiệu lệnh vạn giới, sợ không phục chúng. Thủ đại trưởng lão mời, 30 vạn năm trước nhị thập tứ chư thiên một trong hạo thiên, đảm nhiệm đời thứ nhất thiên cung chi chủ. 30 vạn năm trước, nhị thập tứ chư thiên chỉ có hạo thiên cùng lục tổ còn sống trở về, mặc dù truyền thuyết, còn có người thứ ba, thế nhưng là, thân phận của người này, nhưng đến nay đều là một cái mê. Lục tổ viên tịch về sau, thế gian Chư Thiên chỉ còn Hạo Thiên một người. Vô luận là lực ảnh hưởng hay là tu vi, Hạo Thiên đều là do chi không thẹn thiên hạ đệ nhất, tăng thêm thánh tộc đại trưởng lão đề cử, hắn làm Thiên cung chi chủ, tự nhiên là không người dám không phục. Theo Thiên Đình thành lập, chư giới lực lượng chỉnh hợp đứng lên, rốt cục không còn là năm bè bảy mảng, ngăn cản lại địa ngục giới công phạt cùng giết chóc. Trương Nhược Trần ngạt thở cảm giác hóa giải một chút, thở hồn hển một hơi, cảm thán nói: Hạo Thiên cố nhiên cường đại, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, uy ra tứ hải. Nhưng, thánh tộc đại trưởng lão lại càng khiến người ta khâm phục, có thể lực lãm sóng to, lại có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tiến cử hiền giả. Loại khí phách này, loại lòng dạ này, không phải người thường có thể có. Thế nhưng là, thánh tộc vì sao lại được xưng là nghịch thần tộc? Chỉ giao nói, bởi vì, 30 vạn năm trước thiên tôn, cũng chính là đời cuối cùng thiên tôn, chính là xuất thân thánh tộc, được xưng là nghịch thần thiên tôn nhị thập tứ chư thiên, đều là tại nghịch thần thiên tôn dẫn đầu xuống, đi làm sự kiện kia. Thánh tộc đại trưởng lão sở dĩ có thể thuyết phục các giới thần linh, không chỉ có là bởi vì thánh tộc lực ảnh hưởng, càng là bởi vì nghịch thần thiên tôn dư uy. Đại trưởng lão tiến đến du thuyết các giới thần linh mang theo bia đá, chính là lục tổ mang về, là nghịch thần thiên tôn trước khi chết, giao cho lục tổ. Chỉ giao không có khả năng gặp qua chân chính lục tổ, càng không khả năng gặp qua thánh tộc đại trưởng lão, nàng sở dĩ có thể chắc chắn như thế nói ra những lời này, hiển nhiên là vẫn thần đảo chủ, tu di thánh tăng hoặc là long chủ giảng thuật. Thánh tộc đại trưởng lão du thuyết các giới, làm sao có thể không thấy côn lôn giới mấy vị này đại nhân vật. Chỉ giao nói, tấm bia đá này, được mệnh danh là nghịch thần bia. Mỗi một vị đồng ý thành lập thiên đình thần linh, đều sẽ trên nghịch thần bia lưu lại một cái chữ, coi đây là tin, không thể bội ước. Thiên đình chính là lấy nghịch thần bia làm tín vật tạo dựng lên, sau đó thánh tộc càng là đổi tên là nghịch thần tộc. Trương Nhược Trần nắm giữ lấy nghịch thần bia tàn bia, luôn cảm thấy, Nghịch thần bia ý nghĩa, tuyệt sẽ không chỉ giống chỉ giao nói, là thiên đình thành lập tín vật đơn giản như vậy. Bởi vì, 30 vạn năm trước, phát sinh chuyện lớn như vậy, nhị thập tứ chư thiên đi, chỉ có 3 người về. Duy nhất mang về đồ vật, chỉ có một tấm bia đá. Mà lại là thiên tôn lúc sắp chết, giao cho lục tổ, có thể nghĩ tấm bia đá này tầm quan trọng. Thậm chí Trương Nhược Trần cũng hoài nghi, tấm bia đá này căn bản không thuộc về nghịch thần thiên tôn, mà là nghịch thần thiên tôn đang làm sự kiện kia thời điểm đạt được bọn hắn đến cùng đi làm chuyện gì, đi địa phương nào, tấm bia đá này, lại có ý nghĩa gì, mà lại, chư thần trên nghịch thần bia lưu lại chính mình văn tự ấn ký, thật chỉ là ước định thành lập thiên đình mà thôi. Có thể hay không, còn có cái gì khác ước định. Còn có một chút, Trương nhiều Trần có chút nghi hoặc, bởi vì hắn nắm giữ trên khối tàn bia này, hết thảy đều có ngàn cái văn tự, nhưng là ẩn chứa áo nghĩa khí tức, chỉ có bốn hai cái. Những văn tự ẩn chứa áo nghĩa khí tức này chủ nhân, sẽ có hay không có cái gì khác ước định vì cái gì như vậy đặc thù, Trương Nhược Trần Minh Bạch chỉ giao biết hết thảy, đều là nghe người khác giảng thuật, căn bản không thể nào giải những bí ẩn này. Muốn biết nghịch thần bia chân chính bí mật, có lẽ chỉ có thể đi côn luôn giới, hỏi thăm thái sư phụ. Trương Nhược Trần Lâm vào trầm tư thời điểm, chỉ giao tiếp tục giảng thuật nói, địa ngục giới cùng thiên đình vạn giới chiến tranh, kéo dài rất nhiều năm, không biết bao nhiêu thần linh vẫn lạc, không biết bao nhiêu đại thế giới hủy diệt, song phương đều tổn thất nặng nề. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, địa ngục giới cùng thiên đình đưa ra ngưng chiến. Ngay tại hiệp nghị đình chiến ký tên thời điểm, nghịch thần tộc trong vòng một đêm bị diệt tộc, sau đó, vô luận là thiên đình các giới, hay là địa ngục thập tộc thần linh, đều hạ xuống thần chỉ, đốt cháy tất cả cùng nghịch thần tộc có liên quan điển tịch, cấm chỉ đàm luận liên quan tới nghịch thần tộc hết thảy, nếu không, ắt gặp thần phạt mà chết. Mười vạn năm qua đi, trừ thế hệ trước thần linh, đã không có người nhớ kỹ nghịch thần tộc đã từng tồn tại qua. Thậm chí ngay cả tên nghịch thần thiên tôn, đều bị liệt vị cấm kỵ, không có khả năng đề cập. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy trong lòng đè nén khó chịu, nói hẳn là cùng Hiệp Nghị Đình Chiến có quan hệ. Địa ngục giới ngưng chiến điều kiện, chính là nghịch thần tộc nhất định phải diệt tộc. Chỉ giao nhẹ nhàng lắc đầu, nói ai cũng không biết lúc ấy đến cùng chuyện gì xảy ra, sợ là biết bí mật này thần linh đều ít càng thêm ít. Nhưng, nghịch thần tộc diệt tại Hiệp Nghị Đình Chiến ký tên thời gian mẫn cảm này, không có khả năng chỉ là trùng hợp. Chư thần hạ lệnh cấm chỉ đàm luận, càng là càng che càng lộ. Cuống chi? cả sự kiện hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì nghịch thần thiên tôn theo nghịch thần tộc diệt tộc hết thảy lại tạm thời lắng lại tựa hồ có một loại nào đó nhân quả quan hệ duy nhất để cho người ta khó có thể lý giải được chính là địa ngục giới chư thần thái độ còn có một loại khả năng thiên đình nội bộ khẳng định cũng có vấn đề trương nhiều trần ngực chắn đến khó chịu đối với lịch sử giải đến càng nhiều càng là khó chịu bởi vì trong lịch sử có quá nhiều không bình đẳng điều ước một đầu so một đầu hoang đường một đầu so một đầu khuất nhục. Người chân chính muốn làm việc, đều bị người một nhà đánh chết. Người có cốt khí, dám chống lại, toàn bộ bị đánh gãy sống lưng. Còn có người, quỳ trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Người nói, phía sau này, nếu không có một cố cường đại mà không biết lực lượng, nghịch thần tộc như thế nào rơi vào kết quả như vậy. Chỉ giao nói, chương 2854, công pháp bí mật. Khi trời sập xuống, cao to đều bị đè chết thời điểm. Khi nguy cơ giáng lâm, không có khả năng chống cự thời điểm. Khi chính mình ngưỡng vọng cường giả, cũng chết không nơi chôn thây thời điểm. Khi thiên băng địa liệt, lui không thể lui thời điểm. Con đường của chúng ta, ở phương nào? Khi dưới chân, đã không có đường, trừ dũng cảm tiến tới, đi chống lại, trở nên cường đại, để cho mình biến thành trèo chống thiên địa sống lưng, không còn có những biện pháp khác. Bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi mái hiên sụp đổ, không chỗ tránh mưa thời điểm. Chúng ta chỉ có thể đứng dậy, bước chân, trực diện băng lãnh mưa gió. Bởi vì, người hai tay ôm đầu, cuốn rúc vào địa, mưa gió vẫn như cũ sẽ đánh vào trên người ngươi. Chỉ giao nói, 10 cái nguyên hội trước, bất động minh vương đại tôn truy tra trường sinh bất tử giả, biến mất nhân gian. 30 vạn năm trước, chư thiên trinh chiến ba người về, thiên cốt trôn tha hương, không cách khỏa thi về. 10 vạn năm trước, thiên địa đại kiếp, chư giới thiêu đốt, thánh giới hủy diệt. Mà bây giờ, địa ngục giới cùng thiên đình vạn giới chiến tranh, lại bạo phát. Trương Nhược Trần, kỳ thật ngươi tại bị tu di thánh tăng chọn chúng thời điểm, vận mệnh liền đã nhất định. Người muốn sống sót, muốn thoát khỏi vận mệnh ách nạn, chỉ có thể trở nên mạnh hơn, so bất động minh vương đại tôn đều càng mạnh. Cái này, chính là tu di thánh tăng kỳ vọng, Trương Nhược Trần đã là từ trong tâm tình bị đè nén khôi phục lại, nói tu di thánh tăng chọn chúng, không phải người sao. Chỉ giao đối xử lạnh nhạt chầm chầm đi qua, cảm thấy Trương Nhược Trần là đang giả ngu. Trương Nhược Trần lại nói, đây là chính ngươi mới vừa nói. Mà lại, người tu luyện, mới là hoàn thiện sau công pháp, mà ta tu luyện lại là không chọn vẹn công pháp. Rất hiển nhiên, Thánh Tăng là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người của ngươi, hắn đem thời đại này đều giao cho ngươi. Chỉ giao không muốn giấu giếm nữa, cũng đã không có tất yếu kia. Nàng nói, người căn bản không hiểu tam thập tam trọng thiên, loại công pháp này, lấy bất động minh vương đại tôn như thế kinh diễm tuyệt luân thiên tư, đều chỉ có thể tu luyện tới 27 trọng thiên vũ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, chỉ bằng một người lực lượng, coi như giống người bây giờ dạng này căn cơ, vẫn như cũ xa xa không có khả năng tu luyện tới tam thập tam trọng thiên vũ. Nhất định phải hai người cùng một chỗ tu luyện, một tu thực, một tu hư. Thực cùng hư, giống như người nhục thân cùng linh hồn, chỉ có cả hai hợp nhất mới có thể chân chính viên mãn. Mà lại tu luyện tam thập tam trọng thiên thực quyển cùng hư quyển hai người, phải là một dương một âm, một nam một nữ, mà lại một người trong đó nhất định phải làm ra hy sinh, thành toàn một người khác. Thì ra là thế, Trương Nhược Trần tự nói thì thầm chỉ giao rốt cuộc nói ra công pháp bí mật đây là trương nhược trần vẫn muốn biết rõ ràng nghi hoặc nhưng nếu không kích nàng nếu không buộc nàng nếu không để nàng nản lòng thoái chí nàng cho dù là chết đều khó có khả năng đem những này nói ra bởi vì một khi nói ra tiếp cận hai ngàn năm qua giấu giếm cũng liền đã mất đi ý nghĩa đây là đối với nàng mà nói đối với trương nhược trần mà nói minh bạch điểm này trong lòng nỗi băn khoăn liền toàn bộ giải khai hết thảy hết thảy rõ ràng đều là nguồn gốc từ công pháp nguồn gốc từ cỗ lực lượng không biết cùng cường đại kia áp bách. Muốn sống sót, nhất định phải có một vị cường giả đứng ra, chống lên vùng thiên địa này. Muốn bồi dưỡng được một cường giả như vậy, nhất định phải tu luyện tam thập tam trọng thiên, nhất định phải đạt tới so bất động minh vương đại tôn càng mạnh tu vi. Đây có lẽ là tu di thánh tăng có thể nghĩ tới duy nhất cứu thế chi pháp. Chỉ ít hắn muốn dạng này một loại phương pháp, mà thần linh khác, tại 10 vạn năm trước trận đại kiếp kia đằng sau, đều bị dọa đến thất kinh cùng sợ hãi bất an vô luận là mở ra đồng hồ nhật quý hay là tại tương lai chọn chúng trương nhược trần cùng chỉ giao ít nhất nói rõ tu di thánh tăng là người không sợ hung hiểm tích cực đối mặt trời sập đại tâm tính dù là hy sinh chính mình không sai tu di thánh tăng chọn chúng không chỉ có chỉ là trương nhược trần cũng là chỉ giao như lựa chọn là một nữ tử khác làm sao có thể nguyện ý hy sinh chính mình thành toàn trương nhược trần làm sao có thể cho trương nhược trần giảng nhiều đồ như vậy chỉ sợ tại trương nhược trần đạt tới thần cảnh phía dưới thời khắc đỉnh cao nàng đã sử dụng thủ đoạn đánh lén, đem Trương Nhược Trần giết chết, cướp đoạt hắn hết thảy, sau đó thành toàn mình. Từ 14 tuổi đến bây giờ, chỉ giao tâm một mực không có đổi, đã là phi thường khó được. Trương Nhược Trần cảm thán nói, muốn hy sinh chính mình, thành toàn một người khác, ai làm được đâu. Chỉ giao đứng dậy, toàn thân thần quang phóng đại, tích huyết kiếm huyết quang đem hắc ám chiếu dọi thành màu đỏ, nói, không sai, không có người có thể ngăn cản được trở thành thế gian trí cường dụ hoặc, cho nên, bản hoàng cho ngươi một cái công bằng cơ hội, dùng chiến đấu thắng bại đến quyết định ai sống ai chết đợi một chút trương nhược trần nói ta rất không minh bạch vì sao nhất định phải đi tu luyện tam thập tam trọng thiên vũ chẳng lẽ ta mới vừa nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao trì giao nói trương nhược trần nhẹ gật đầu nói rất rõ ràng chính là ngươi ở trong túc mệnh trì nhìn thấy ta chết tại một cái vô tận bàn tay khổng lồ phía dưới cho nên trận chiến này căn bản không cần đánh ta thắng chắc sau đó ta hấp thu ngươi một thân tu vi luyện thành hoàn chỉnh tam thập tam trọng thiên tại không biết bao nhiêu năm sau bị đánh chết. Là như thế này ha, à? chỉ giao nghe ra Trương Nhược Trần trong giọng nói châm chọc, nói khi thu vi đủ cường đại là có thể cải biến tương lai, túc mệnh chỉ trông được đến, chưa hẳn chính là nhất định, chỉ là một loại lớn nhất khả năng. Nếu là ngươi không đủ cường đại, tương lai mới là thật bị đã chú định, căn bản không có khả năng đào thoát sự an bài của vận mệnh. Trương Nhược Trần từng bước một tiến về phía trước, gọi ra trầm uyên cổ kiếm, trong mắt dần dần hiện ra sát cơ, nói, người nói rất đúng, nhưng trận chiến này, ta cảm thấy không cần thiết. Bởi vì thần chiến một khi bộc phát, nhất định tác động đến rất xa, sẽ đem vô số quỷ thú dẫn tới, đến lúc đó chúng ta đều được táng thân hắc ám chi uyên. Cho nên, không bằng, người thành toàn ta đi, hai người đứng tại hư không, cách xa nhau bất quá hơn 10 bước, trên thân tiêu tán đi ra khí kình đã là đụng vào nhau. Nhìn thấy Trương Nhược Trần thời khắc này bộ dáng, chỉ giao thật sự là không thể tin được, lời nói này đều là từ, Trần ca, trong miệng nói ra, trong lòng đau đớn đến cực điểm, so những năm này chịu thống khổ cộng lại đều đau hơn. Trong đầu, hiện ra Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi, kỳ phạm tâm cùng một chỗ hình ảnh, tâm trở nên đau hơn. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, nàng rất muốn huy kiếm, hướng Trương Nhược Trần chém tới. Nhưng, chính là trong chấp nhóm này, nàng lại nghĩ tới rất nhiều, nghĩ đến lúc trước nàng cùng Trương Nhược Trần đứng ở trước mặt tu di thánh tăng hình ảnh, nghĩ đến chỉ côn lôn cùng trì khổng nhạc, nghĩ đến đã từng có được qua Mỹ hảo tuế nguyệt. Người thay đổi, chỉ giao trong mắt nước mắt, lần nữa rơi xuống, nàng phát hiện chính mình mỗi một lần rơi lệ, rõ ràng đều là bởi vì Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, người đều là sẽ thay đổi, người như kỳ vọng ta còn có thể giống 16 tuổi năm đó như thế ngây thơ, chính là làm khó ta. Nhưng, ta có thể cam đoan với ngươi, tương lai của ta nếu là tu vi đại thành, nhất định không phụ tu di thánh tăng kỳ vọng, nhất định vì thời đại này làm ra thuộc bổn phận sự tình, cũng sẽ cả đời đều cảm kích ngươi. Ngươi yên tâm đi chính là, ta sẽ chiếu cố tốt côn luôn cùng khổng nhạc, sẽ không chính là ta giết chết người bí mật nói cho bọn hắn, miễn cho bọn hắn thương tâm cùng thống khổ. Chậm rãi, Trương Nhược Trần giơ lên trầm uyên cổ kiếm. Kiếm khí trùng thiên, chỉ giao nước mắt như suối tuôn ra đồng dạng, rất muốn nhấc lên kiếm trong tay, cùng Trương Nhược Trần chiến cái long trời lở đất, thế nhưng là, giờ phút này lại ngay cả nhấc lên kiếm tới lực lượng đều không có. Khi một người tâm chết rồi, cường đại tới đâu lực lượng đều dùng không ra ngoài. Chỉ giao hai mắt nhắm lại, cuối cùng nhìn thấy hình ảnh là Trương Nhược Trần diện mục âm độc, một kiếm vung chém xuống tới. Thôi được, suốt cục có thể giải thoát, chỉ ít ta không có phụ 16 tuổi năm đó ngươi. Bành, một đạo chói tai tiếng nổ đùng đoàng vang lên, chỉ giao chỉ cảm thấy cánh tay kịch liệt đau đớn, vốn là nắm trong tay tích huyết kiếm, tuột tay bay ra ngoài. Nàng mở ra hai con ngươi, phát hiện tích huyết kiếm bị trầm uyên kiếm đánh bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Nhược Trần một đôi thon dài mà ấm áp hai tay, đưa nàng ôm chặt lấy. Chỉ giao như điện giật đồng dạng, toàn thân run lên, mờ mịt một cái trước mắt, sau đó trên thân còn sót lại không nhiều lực lượng cũng biến mất, thân thể phảng phất giã rời phải hòa tan tại trương nhược trần trong ngực. Nơi xa, màu đỏ tích huyết kiếm cùng màu đen trầm uyên kiếm, quấn quyết nhau lấy, giống như hai đầu kiếm long, quay chung quanh bọn hắn phi hành, phát ra từng đạo êm tai kiếm minh, vui sướng đến cực điểm. Trương Nhược Trần ngửi ngửi nàng bên tai sợi tóc ở giữa mùi thơm, cảm thụ nàng mềm mại mà lửa nóng thân thể, chưa từng có một khắc giống như bây giờ, có thể rõ ràng cảm giác được nàng tồn tại ngươi vốn hẳn nên minh bạch ta coi như lại thế nào biến yêu ngươi tâm nhưng lại chưa bao giờ biến qua cho dù là hận ngươi nhất thời điểm trương nhược trần nhắm hai mắt tại nàng bên tai thấp giọng nói ra chỉ giao biết được chính mình lúc trước là bị trương nhược trần xem như đồ ngốc đồng dạng trêu đùa chẳng biết tại sao rõ ràng tức giận đến muốn mạng nhưng trong lòng lại như cùng ăn giống như mật đường ngọt nàng nói ngươi không phải nói hận cũng không có yêu cũng không có sao ai nói hai người yêu nhau ở giữa nhất định phải có hận hận không có khúc mắc cũng liền giải khai chỉ còn lại có yêu trương nhược trần nói chỉ giao thể nội thần khí vận chuyển tránh ra trương nhược trần ôm ấp nói dù sao làm sao ngươi cũng có một bộ lý do thoái thác ngươi là thật thay đổi trở nên lợi hại không chỉ có chỉ là tu vi trương nhược trần biết được trong nội tâm nàng nhất định rất giận buồn bực dù sao lúc trước hắn nói ra một ít lời thực sự quá hại người thậm chí thương tổn tới nàng tự tôn cùng tình cảm trương nhược trần hai mắt nhìn thẳng nàng nói ta ở trong túc mệnh trì nhìn thấy chính là ngươi chỉ giao thân thể mềm mại run rẩy câu nói này an dưỡng nàng trong lòng tất cả thương nhưng lại càng khí kỳ thật khi đó ta thật rất hận ngươi ở trong túc mệnh chỉ thấy được ngươi để cho ta minh bạch chính mình sở dĩ như thế hận đều là bởi vì yêu quá sâu trương nhược trần tiếp tục nói lúc trước ta sở dĩ làm như vậy có buộc ngươi nói ra chân tướng nguyên nhân nhưng cũng là muốn nói cho ngươi một cái đạo lý vô luận là bởi vì cái gì bị người mình thương nhất tổn thương kỳ thật thật rất khó chịu người bây giờ có thể minh bạch ta mấy năm nay tới thống khổ sao. Chỉ giao im lặng, không thể không nói, nàng đích xác chưa bao giờ đứng tại trương nhược trần góc độ cân nhắc vấn đề, vẫn cảm thấy chính mình làm hết thảy, đều là tại bỏ ra, cũng là vì hắn. Thế nhưng là, loại phương thức này, thật được không? Trương Nhược Trần tiếp tục nói, côn luôn cùng khổng nhạc, vốn hẳn nên có một cái khoái hoạt tuổi thơ, người không nên nói cho bọn hắn, ta là cửu nhân của bọn hắn. Người biết, bọn hắn tới tìm ta báo thù thời điểm, ta sau so ngươi lúc trước đều càng thêm thống khổ, cho nên ngươi là cố ý đang trả thù. Chỉ giao nói, Trương Nhược Trần nói, ta không có muốn trả thù ý tứ, ta là đang giảng đạo lý. Chỉ giao nói tốt, ta liền cùng ngươi nói đạo lý. Bản hoàng không có phá hư tuổi thơ của bọn họ, nhưng cũng không thể tùy tiện tìm người làm phụ thân của bọn hắn. Như vậy, phụ thân của bọn hắn là ai đâu? Ngươi diệt lăng tiêu thiên vương phủ, bao nhiêu chỉ gia tộc nhân bị ngươi giết chết, toàn bộ hoàng tộc tử đệ cùng ngươi là huyết hải thâm cừu, khổng nhạc cùng côn luôn cùng bọn hắn cùng nhau lớn lên, đã sớm xem ngươi là cửu nhân. Bản hoàng bước vào thần cảnh đằng sau, không chỉ có muốn củng cố tu luyện, còn muốn an dưỡng thương thế, càng phải cùng thế lực khắp nơi tranh đấu, căn bản không có tinh lực chiếu cố bọn hắn. Tăng thêm thần linh không cách nào nhúng tay thế tục, chỉ có thể tìm một cái lý do, đem bọn hắn đưa đến bên cạnh ngươi, do ngươi đến hóa giải trong lòng bọn họ cừu hận cùng chiếu cố bọn hắn. Chỉ có để bọn hắn gặp được ngươi, do ngươi nói cho bọn hắn chân tướng, trong lòng bọn họ hoang mang cùng cừu hận, mới có thể chân chính hóa giải trương nhược trần nghĩ sâu xa một lát ngượng ngùng nói tóm lại phương pháp của ngươi không đúng chỉ giao cũng biết chính mình có làm được chỗ không ổn biết mình đã từng đem trương nhược trần bị thương rất sâu thế là không còn cưỡng từ đoạt lý ôn nhu nói ngươi ở trong túc mệnh chỉ nhìn thấy cái gì trương nhược trần nói ta chưa bao giờ tin vận mệnh đến cùng nhìn thấy cái gì vô luận tốt xấu bản hoàng đều có thể tiếp nhận bản hoàng chỉ coi vừa rồi đã bị ngươi một kiếm giết chết còn có thể có cái gì sau đây càng hỏng chỉ giao cố ý biểu hiện ra thoải mái bộ dáng. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn về phía trên không, nói, trừ phi ngươi đáp ứng trước ta, vô luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không cần đi tu luyện cái gì tam thập tam trọng thiên. Chỉ giao ánh mắt thâm trầm, nói, ngươi là chăm chú sao? Ngươi làm như thế, chính là cô phụ thánh tăng đối với ngươi kỳ vọng. Coi như cô phụ thánh tăng, ta cũng không muốn cô phụ ngươi. Lần này, đến phiên Trương Nhược Trần giả ra thoải mái bộ dáng, nói, ai nói nhất định phải tu luyện tới tam thập tam trọng thiên vũ, Ai nói bằng chính ta lực lượng không có khả năng tu luyện tới tam thập tam trọng thiên vực. Lại nói, cái gọi là tam thập tam trọng thiên, chỉ là một loại phỏng đoán. Liền ngay cả túc mệnh chỉ trông được đến, cũng chỉ là một loại dự đoán. Vì sao chúng ta không có khả năng trước sống ở lập tức? Chỉ cần chúng ta đầy đủ cố gắng, tương lai liền có thể cải biến. Chỉ giao vẫn còn đang suy tư thời điểm. Được rồi, ta trước phá cảnh thành thần, triệt để gãy mất ngươi tưởng niệm. Trương Nhược Trần thu hồi trầm uyên cổ kiếm, triển khai trên lưng kim dực, hóa thành một đạo kim quang, hướng hắc ám chi uyên phương hướng lối ra bay đi. Kỳ thật Trương Nhược Trần không biết là, tại hắn đem chỉ giao ôm vào trong ngực thời điểm, khi hai người hiềm khích lúc trước tận thả thời điểm, khi hắn nói ra, yêu nhất, hai chữ thời điểm, chỉ giao vẫn không có dũng khí chết. Chương 2855, khủng bố thần kiếp. Hắc ám chi uyên diêm thị tộc nhân, tuyệt đại đa số đều ở tại Vân Ám Tinh. Đây là một viên khoảng cách Hắc ám chi uyên không xa cấp 8 tinh cầu, hiện lên ám lam sắc, cùng băng vương tinh lớn nhỏ tương cận, tinh cầu đường kính vượt qua ngàn vạn dặm, so rất nhiều hành tinh đều muốn to lớn, có thể ở lại 10.000 tỷ tu sĩ. Xung quanh sinh mệnh tinh cầu rất nhiều, tạo thành một mảnh cỡ nhỏ tinh vực. Nhưng, thụ lực lượng hắc ám ảnh hưởng, mảnh tinh vực này tài nguyên tu luyện rất cằn cỗi. Lớn nhất tài nguyên tu luyện chính là quỷ thú, nhưng là muốn săn giết quỷ thú, lại nguy hiểm không gì sánh được. Hắc ám chi uyên diêm thị những năm này, trải qua cũng không tốt, mỗi ngày đều tại chống lại cùng phấn đấu. 10 vạn năm trước, Vân Ám Tinh là hắc ám thần điện dưới cờ tinh vực lãnh địa, nhưng lại bị Ngũ Thanh Tông dẫn đầu một chi này Diêm La tộc tộc nhân chiếm cứ, song phương cừu hận bởi vậy kết xuống. Hôm nay, Vân Ám Tinh tới một vị khách nhân tôn quý. Bái kiến thần tôn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. To lớn thần điện phía dưới, huyết đồ cùng hắc ám chi uyên Diêm thị chư thần, cùng nhau khom mình hành lễ. Đối diện với của bọn hắn là một vị đồng nhan tóc đỏ lão giả, mặc thần bào rất lộng lẫy, lạc ấn có ngàn vạn thần thú đổ văn, thế nhưng là, trên thân lại không mang theo một tia thần uy, cho người ta một loại rất thoải mái thân cận cảm giác. Không giống thần tôn khác như vậy thần bí, uy nghiêm, bá đạo, càng giống một vị hỏa ái dễ gần trưởng giả. Chính là vận mệnh thần điện Phúc Lộc Thần Tôn. Phúc Lộc Thần Tôn cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện trước mặt người khác, mỗi ngàn năm thú thiên đại yến, đều sẽ hiện thân một lần. Nhưng, hiện hiện trước mặt người khác, cũng chỉ là một đạo vô cùng to lớn tượng thần. Thánh cảnh tu sĩ, hoặc là bình thường thần linh, muốn gặp được thần tôn chân thân khó như lên trời. Thế nhưng là giờ phút này, phúc lộc thần tôn chân thân lại dáng lâm đến vân ám tinh, xuất hiện ở trước mặt huyết đồ, huyết đồ tự nhiên là rung động cực kỳ. Dù sao, sư tôn hắn tử vong thần tôn chân thân, hắn đều chỉ gặp một lần mà thôi. Thần tôn, sau so cửu thiên thần long đều càng cường đại, thần bí khó lường, khó thể thực hiện. Phúc lộc thần tôn vừa mới rơi xuống mặt đất, vân ám tinh trùng điệp giữa núi non trùng điệp liền tản mát ra phúc trạch thần quang, mọc ra vô số thánh dược từng tòa hồ lớn biển sâu hóa thành màu vàng hà khí trùng trời mảng lớn thủy vực hóa thành linh tuyền đây là thần tôn chúc phúc là vận mệnh chi đạo 12 loại lực lượng một trong nhất nghiệp cải thiên hoán địa lấy mệnh vận lực lượng lấy vô thượng pháp lực cải biến không biết bao nhiêu vạn dặm đại địa lòng đất dựng dục ra linh mạch thánh mạch thiên địa quy tắc xuất hiện biến hóa thích hợp tu luyện hơn huyết đồ bước vào thần cảnh a xem ra hắc ám chi uyên người ngược lại là đến đúng rồi vận mệnh thần điện lại lấp một bộ thần vị Phúc Lộc Thần Tôn trên mặt mỉm cười, đánh giá huyết đồ. Ở trước mặt Thần Tôn, huyết đồ chỗ nào cuồng được lên, vội vàng khiêm tốn nói, đều là Thần Tôn lão nhân ra ngươi thần niệm phúc phận, tiểu tử mới có thể thành công độ kiếp phá cảnh. Vô số đạo ánh mắt, rất khinh bỉ đi qua, trong thần linh lại có như vậy không biết xấu hổ tồn tại. Ngũ Thanh Tông tự mình ra nghênh tiếp, Phúc Lộc Thần Tôn cùng Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị hiển nhiên quan hệ thân cận, nếu không ngàn năm trước, cũng sẽ không cho Diêm Vô Thần cùng bàn nhược tứ hôn, lấy thông ra phương thức che chở Diêm Vô Thần. Ở đây, trừ thần linh bên ngoài, chỉ có số ít mấy vị vô thượng cảnh đại thánh. Ở trước mặt thần tôn, áp lực của bọn hắn đều rất lớn. Phúc Lộc thần tôn cùng Ngũ Thanh tông ngay tại nói chuyện với nhau thời điểm, huyết đồ ánh mắt rơi vào Hứa Như Lai cùng Cung Nam Phong trên thân. Hai người này là cùng Phúc Lộc thần tôn cùng đi đến Vân Ám Tinh. Ở trong Hắc Ám Chi Uyên, huyết đồ cảm giác được qua hai người bọn họ khí tức. Phúc Lộc thần tôn nói, Hắc Ám Chi Uyên trở về, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần khẳng định là muốn phá cảnh thành thần hai người bọn họ đều là từ ngàn xưa kỳ tài, là thời đại này hy vọng. Huyết tuyệt tại phía sa tinh không chiến trường, tỏa chấn tam sinh giới, không cách nào tự mình chạy đến, cho nên đem lão phu mời tới. Hai người bọn họ như đạt thần cảnh, nhất định có thể tấn mãnh tinh tiến, không cần quá lâu thời gian, nhất định có thể thẳng tới vô lược, phong vương xương tôn. Ngũ Thanh Tông nói, huyết đồ đi theo phía sau bọn họ, vụng trộm nghe, trong lòng đã là sáng tỏ, nguyên lai phúc lộc thần tôn chân thân giá lâm, lại là bởi vì trương nhược trần cùng diêm vô thần quá làm cho người ta hâm mộ, độ cái thần kiếp mà thôi, thần tôn tự mình chạy đến hộ giá hộ tống. Thần tôn đệ tử, đều không có đãi ngộ này, văn trừ tâm sự nặng nề, sắc mặt ủ rột, nói thần tôn, trong hắc ám chị Uyên phát sinh rất nhiều chuyện, trương nhược trần chỉ sợ. Phúc lộc thần tôn biết được hắn muốn nói cái gì, không có vẻ lo âu, cười nói, bản tôn đã đi qua hắc ám chị Uyên lối vào, sử dụng thiên su châm dò xét một phen, trương nhược trần hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Thiên su châm, là thần khí, lấy thần tôn lực lượng, điều khiển thần khí tìm kiếm, cho dù Trương Nhược Trần thân ở Hắc Ám Chi Uyên, cũng có thể dò xét ra một hai. Nghe đến lời này, Diêm La tộc mấy vị thần linh quét qua trong lòng một ngạt, tinh thần đại chấn. Dù sao, ở trong Hắc Ám Chi Uyên, Trương Nhược Trần là vì bọn hắn mới có thể cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ cùng rời đi, tiến về hiểm cảnh, rơi vào không rõ sống chết hạ tràng. Trong lòng bọn họ đều rất áy náy, ta liền hiểu, Trương Nhược Trần dạng này có đại khí vận ra thân tuổi trẻ anh kiệt, không có khả năng chết Hắc Ám Chi Uyên một vị tính cách phóng khoáng diêm la tộc thần linh cười to nói trương nhược trần là chúng ta hắc ám trị uyên diêm thị bằng hữu chân chính thật sự là chờ mong trương nhược trần thành thần ngày đó cũng không biết hắn bước vào thần cảnh đằng sau đến cường đại đến mức nào ngũ thanh tông trong thần điện bày xuống thần yến thần đang treo trên cao vui vẻ hòa thuận chư thần nhao nhao tiến đến hướng phúc lộc thần tôn thỉnh giáo trên việc tu luyện nghi nan phúc lộc thần tôn rất có kiên nhẫn vì bọn họ từng cái giải đáp mỗi người đều có thu hoạch thần sắc hưng phấn sau đó Phúc Lộc Thần Tôn cùng Ngũ Thanh Tông mật đàm, lấy thần cảnh thế giới ngăn cách, không người biết được bọn hắn đến cùng đang đàm luận cái gì. Bỗng dương, trong thần điện chư thần, sinh ra cảm ứng, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thiên ngoại, hắc ám chi uyên chỗ tinh không. Là sư huynh của ta khí tức, ha ha, hắn quả thật xông qua gian nan hiểm trở, từ trong hắc ám chi uyên trốn thoát. Huyết Đồ đứng dậy, nâng chén cười dài, ngồi tại Huyết Đồ bên cạnh Diêm Đình, sắc mặt biến hóa, nói, không đúng, Giữa thiên địa lực lượng, làm sao đều hướng hắc ám chi uyên vị trí hội tụ đi qua. Chuyện gì xảy ra, ngươi liền không hiểu được a? À. Đây là sư huynh của ta sẽ phải độ tinh thần lực thần kiếp, thiên địa chi lực hóa thành thiên kiếp, đánh giết hết thảy muốn tinh thần lực thành thần tu sĩ. Nhưng, nếu có thể ngăn trở thiên kiếp, liền có thể tẩy luyện tự thân, thánh tâm lột xác thành thần tâm, tinh thần lực suy nghĩ thoát biến thành tinh thần lực thần niệm. Đến lúc đó, chỉ bằng tinh thần lực, sư huynh liền có thể đối kháng chân thần. Huyết Đồ Hâm mộ nói ra, Trương Nhược Trần vừa mới bay ra hắc ám chi uyên, lập tức bị giữa thiên địa một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường bắt được, giống như từng sợi sợi tơ vô hình đem hắn khóa chặt. Hắn tăng thêm tốc độ phi hành, tận lực cách hắc ám chi uyên cửa vào càng xa một chút. Võ đạo thành thần, thần kiếp đều có khác biệt, nhưng tinh thần lực thành thần chỉ có một loại kiếp nạn, chính là thiên kiếp. Tinh thần lực thần kiếp mặc dù dễ dàng vượt qua, nhưng chỉ là cùng võ đạo thần kiếp cùng so sánh dễ dàng một chút mà thôi. Trên thực tế, vẫn như cũ hung hiểm, chết tại thần kiếp phía dưới tinh thần lực tu sĩ chỗ nào cũng có. Trương Nhược Trần là ở trong hắc ám chi uyên tinh thần lực thành thần, cho nên mới không có bị thiên kiếp phát hiện. Rời đi hắc ám chi uyên, thiên kiếp trong nháy mắt giáng lâm. Vùng vũ trụ này, sôi trào lên, thiên địa chi lực hướng Trương Nhược Trần hội tụ, dẫn tới từng khỏa tinh thần rung động, hàng tinh quang mang trở nên ảm đạm, từ 100 triệu giảm, 1 tỷ giảm. Hướng càng xa sôi tinh vực lan tràn, thiên kiếp cùng tâm kiếp, tình kiếp không giống với, là đến từ ngoại giới, đúng là như thế mới có thể tạo thành khủng bố như vậy lực ảnh hưởng, chấn động tinh không, tác động đến mảng lớn vũ trụ. Nhưng trên thực tế, từ trong ra ngoài tâm kiếp cùng tình kiếp, thường thường càng đáng sợ. Thiên địa chi lực ngưng tụ thành 10 vạn giảm kiếp vân, treo tại trương nhược trần đỉnh đầu. Trong kiếp vân, lôi điện như thiên long đồng dạng xoay quấn, phát ra từng đạo điếc tai thanh âm, hiện ra đầu lâu, thần điện, ma sơn. Vân vân cổ quái cảnh tượng, không có quy luật có thể nói, là tự nhiên hình thành. Trương Nhược Trần lấy tốc độ nhanh hơn phi hành, rời xa hắc ám chi uyên phụ cận sinh mệnh tinh cầu không muốn bởi vì chính mình thần kiếp đối với sinh linh khác tạo thành tổn thương ầm ầm chói mắt lôi điện vạch phá vạn dám hư không rơi xuống trương nhược trần trên thân xuyên thấu nhục thân thẳng tới thánh tâm toàn diện mỗi một cái lỗ chân lông đều bị dâng lên điện quang trương nhược trần trong thánh tâm như là có một tòa nội thế giới bên trong ầm ầm sóng dậy hỗn độn một mảnh tinh thần lực suy nghĩ là lấy vạn mà đếm trương nhược trần bộ dáng tắm rửa tại trong sấm sét rèn luyện tự thân Đến hay lắm, Trương Nhược Trần thét dài một tiếng, phóng xuất ra Lục Đại Thánh Tướng, vần quanh thân thể bốn phía. Thánh hồn là cùng Thánh Tướng tương dung, đúng là như thế, Trương Nhược Trần dự định mượn tinh thần lực thần kiếp, rèn luyện Thánh Tướng, đem thánh hồn rèn luyện thành thần hồn. Kể từ đó, độ võ đạo thần kiếp, tất nhiên muốn nhẹ nhõm một chút. Oanh, oanh, lít nha lít nhít lôi điện, từ trong kiếp phân bay ra, mỗi một đạo đều có thể chém nát một viên tinh cầu. Những lôi điện này, toàn bộ đều rơi trên người Trương Nhược Trần khiến cho Trương Nhược Trần trên người quang mang càng ngày càng sáng tỏ, như là một viên hàng tinh, quang mang chiếu rọi toàn bộ tinh vực. Tia sáng này là lấy tốc độ ánh sáng truyền ra ngoài, nếu như tiếp tục đến đầy đủ lâu, chính là tại một năm ánh sáng đại khái 20.000 tỷ dặm bên ngoài đều có thể trông thấy một điểm sáng. Đây là thần linh, mới có khủng bố năng lượng, là để thiên hạ sinh linh đều kính úy lực lượng. Thần linh nhất nhiệm, có thể diệt giới. Văn Trử đứng tại vân ám tinh trên tầng khí quyển không, nhìn ra xa xa 10 vạn giảm kiếp vân, nói tinh thần lực thần kiếp làm sao lại khủng bố như thế. Trong truyền thuyết, tinh thần lực thần kiếp muốn so võ đạo thần kiếp yếu đến nhiều. Hắn là độ thiên kiếp võ đạo thành thần, nhưng, trải qua thiên kiếp, lại không cách nào cùng giờ phút này trương nhược trần thiên kiếp so sánh. Cái này rất bình thường, trương nhược trần tinh thần lực không phải nửa cấp 69, mà là cấp 71 đỉnh phong, dẫn tới tinh thần lực thần kiếp tự nhiên cường độ phải lớn hơn nhiều, sẽ không thua võ đạo thần kiếp. Ngũ Thanh Tông nói, cũng có khác một chút thế lực thần linh, từ chỗ tối đi tới, trông về phía xa kiếp vân phương hướng. Bọn hắn đều là tới này phiến tinh vực giết Trương Nhược Trần, cướp đoạt áo nghĩa cùng trí tôn thánh khí, nhưng, không dám giống quỷ tứ, vô cương bọn hắn một dạng tiến vào hắc ám chi uyên, cho nên, đợi tại hắc ám chi uyên bên ngoài. Cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản, Trương Nhược Trần liền muốn bước vào thần cảnh. Hy vọng chảm đạo chú có thể chém hắn, vạn nhất chảm đạo chú chém không được hắn, Trương Nhược Trần tinh thần lực cùng võ đạo cùng nhau thành thần, ai còn đoạt được trên người hắn áo nghĩa. Núp trong bóng tối, các đại thế lực thần linh đều đang thở dài, biết được bỏ qua cơ hội cuối cùng. Hiện tại, bọn hắn nơi nào còn dám xuất thủ, lơ lửng trên bầu trời vân ám tinh đạo vận mệnh chi môn kia, chừng cao 3 triệu dặm, bộc phát ra trấn nhiếp tinh hà thần uy, hiển nhiên là có thần tôn chân thân tọa trấn nơi đó. Chương 2856, Thiên Yên Kiếp. Không người dám tới gần kiếp vân chỗ tinh không, một khi bị thiên kiếp bắt được khí tức mạnh hơn tu vi, cũng sẽ gặp nạn. Tại sao có thể như vậy? Lại một mảnh kiếp phân ngưng tụ ra, có diêm la tộc thần linh kinh ngạc nói. Huyết đồ nói, là sư huynh tại rèn luyện trầm uyên, muốn mượn tinh thần lực thần kiếp lực lược, để trầm uyên của kiếm thoát biến thành trí tôn thánh khí. Thần linh cũng muốn chấp trưởng cùng mình tâm niệm linh thông nhất trí tôn thánh khí, mới có thể bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Quá nguy hiểm, hắn không nên như thế lỗ mãng, tinh thần lực của hắn thần kiếp, vốn là xa so với tinh thần lực thần linh khác lợi hại, tràn đầy nguy hiểm bây giờ rèn luyện trầm uyên đưa tới trí tôn thánh khí thiên kiếp lưỡng kiếp điệt ra uy lực tất nhiên càng khủng bố hơn diêm đình nói tuyệt diệu thiền nữ đứng tại một mảnh xa xôi mà trong tinh không hắc ám dưới chân là một đầm treo trên bầu trời minh tuyền khóe miệng có chút mỉm cười mảy may đều không nghi ngờ trương nhược trần có thể vượt qua thiên kiếp dù chưa võ đạo thành thần nhưng hắn lại kinh hãi thế tục chiến lực có thể so với chân thần nguyên hội cấp thiên tài cùng hắn so ra đều kém quá nhiều coi như lưỡng kiếp điệt ra thì như thế nào bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có khả năng uy hiếp đạt được tính mạng của hắn. Mười vạn giảm kiếp phân dưới, Trương Nhược Trần trên thân hỗn độn khí, biến thành hải dương, tại lôi điện oanh kích bên dưới bốc lên cuồng vũ, như là mặt nước không ngừng nổ tung. Trầm Uyên cổ kiếm lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn, tắm rửa tại trong lôi kiếp. Kiếm thể bị đánh đến biến thành xích hồng sắc, ánh lửa sáng tỏ, từng đạo minh văn, như là kim tuyến đồng dạng chướng mắt, dày đặc kiếm thể trương nhược trần đang đối kháng với thiên kiếp đồng thời còn có dư lực đem một kiện lại một kiện quân vương thánh khí đánh về phía trầm uyên do nó luyện hóa hấp thu quân vương thánh khí nội bộ minh văn binh khí tinh luyện chất liệu chỉ có tạp chất hóa thành bụi bặm bay lên ra ngoài nhưng chỉ bằng hấp thu quân vương thánh khí trầm uyên cổ kiếm muốn lột xác thành trí tôn thánh khí hay là kém một chút đến cuối cùng trương nhược trần đem trí tôn thánh khí cấp bậc xích tử kiếm cùng mấy món dựng dục ra trí tôn minh văn đỉnh cấp quân vương thánh khí toàn bộ ném ra ngoài một màn này, để nơi xa những thần linh ngắm nhìn kia, đều nghiến răng nghiến lợi. Vì một kiện trí tôn thánh khí, lại tổn thất vài kiện có cơ hội lột xác thành trí tôn thánh khí trí bảo cùng một kiện chân chính trí tôn thánh khí, dạng này phá sản sự tình, bất kỳ cái gì thần linh nhìn thấy, cũng không thể nhịn. Tại lôi kiếp rèn luyện dưới, trương nhược trần trái tim, như thần cổ đồng dạng nhảy lên, thanh âm có thể truyền đến ngoài vạn dặm Thánh tâm xuất hiện thần vận, tinh thần lực suy nghĩ ngưng thực như thật. Thiên kiếp ngay tại để tinh thần lực của hắn, phát sinh lột xác kinh người. Cùng lúc đó, thủ thiên kiếp tẩy lễ, trong cơ thể hắn thánh đạo quy tắc không ngừng lớn mạnh, dựng dục ra thần tính lực lượng. Suốt cục, tại một đoạn thời khắc, thể nội thánh đạo quy tắc cùng nhau đạt tới điểm giới hạn. Trương Nhược Trần toàn thân siết chặt, ý thức được, võ đạo thần kiếp sắp đến. Là tinh thần lực thần kiếp, đem võ đạo thần kiếp cùng nhau mang đến. Võ đạo thần kiếp sở dĩ đáng sợ, ở chỗ nó có thể trực kích tu sĩ nội tâm, tu sĩ trong lòng càng là sợ cái gì, tới chính là kiếp gì. Ta võ đạo thần kiếp sẽ là gì chứ? Tâm kiếp, tình kiếp, dục kiếp, không trần kiếp, trương nhược trần thầm nghĩ. Tuy nói, tu sĩ trong lòng sợ cái gì, thần kiếp chính là cái gì. Nhưng là, thế gian khó khăn nhất biết rõ ràng, chính là mình nội tâm. Tại một cái chớp mắt này, trương nhược trần trên thân áp lực bạo tăng, chỉ cảm thấy chung quanh tinh vực không gian trở nên ngưng kết, như đem một người sống, phong tiến vào khối băng. Thiên địa chi lực bạo động đến càng thêm lợi hại, toàn bộ hướng kiếp phân hội tụ tới. Kiếp phân trồng chất, do 10 vạn giảm tăng trưởng đến 20 vạn dặm, 30 vạn giảm. Kiếp vân sắc thái, do tím biến đỏ, do đỏ biến thành đen. Thế mà, là thiên kiếp, không ít thần linh, đều cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật tuyệt đại đa số võ đạo thần linh, đều hy vọng chính mình thần kiếp là thiên kiếp. Thiên kiếp mặc dù khủng bố, nhưng là có dấu vết mà lần theo, có thể nghĩ biện pháp ngăn cản. Như là, huyễn kiếp, hồng trần kiếp, loại hình kiếp nạn, căn bản không biết lúc nào liền sẽ giáng lâm, thường thường người độ kiếp đều đã chết không minh bạch. Chỗ tốt duy nhất, chính là có thể rơi vào toàn thây ngũ thanh tông cảm thán một tiếng trương nhược trần kẻ này khó lường a à, thế mà dẫn tới là thiên kiếp điều này nói rõ hắn ở dưới thần cảnh tu luyện hoàn mỹ mà viên mãn tâm cảnh không tì vết ý chí cường đại thần kiếp cũng không tìm tới sơ hở của hắn chỉ có thể lấy thiên kiếp diệt hắn văn trừ từ đáy lòng cao hứng nói chẳng phải là nói trương nhược trần hôm nay nhất định có thể độ kiếp thành công ngũ thanh tông trầm mặc không nói ánh mắt trở nên ngưng trọng mấy phần nói kiếp vân không màu thiên địa tính nghịch quần tinh không ánh sáng, không gian phong cố. Phúc lộc thần tôn đọc lên mặt khác hai câu, tùy theo thở dài một tiếng, tràn ngập bất đắc dĩ. Đứng tại phụ cận diêm la tộc chư thần, quả nhiên phát hiện, trong tầm mắt, rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì tinh thần quang hoa. Có thần linh, nếm thử xé rách không gian, lại không thể làm đến. Xé không ra, không gian đã phong cố, đây là phòng ngừa người độ kiếp chạy đến không gian hư vô, ngăn chặn hết thảy đường lui. Mặc dù, chạy đến hư không không gian, cũng sẽ chết. Hứa như Lai nói. Huyết đồ nói thiên kiếp đáng sợ sao như vậy, đây không phải thiên kiếp, là thiên yên kiếp. Hứa như lai nói, huyết đồ sừng sốt một lát, nói có khác nhau sao. Hứa như lai nói thiên yên kiếp được xưng là đáng sợ nhất thần kiếp, có thể chôn vùi thế gian hết thảy. Bình thường thần linh độ thiên kiếp cũng chỉ có cửu trọng, mà thiên yên kiếp lại có 81 tầng, một trọng so một trọng cường đại. Giấu ở chỗ tối các đại thế lực thần linh, cùng nhau sôi trào lên. Thiên yên kiếp giáng lâm, trương nhược trần chết chắc, xem ra chảm đạo chú hay là rất lợi hại, căn bản sẽ không cho hắn thành thần cơ hội chỉ có chảm đạo chú mới có thể dẫn tới thiên yên kiếp trương nhược trần hay là quá mức khinh cuồng đánh giá thấp thần kiếp đáng sợ thiên yên kiếp tinh thần lực thần kiếp trí tôn thiên kiếp tam kiếp hợp nhất xưa nay hiếm thấy có thể giết hết thảy sinh linh rất nhiều thần linh đều thở dài một hơi bọn hắn không hy vọng trương nhược trần phá cảnh giống trương nhược trần nhân kiệt như vậy so với tuổi trẻ lúc thiên tôn đều muốn kinh diễm một khi bước vào thần cảnh tất nhiên sẽ cải biến thần linh thế giới cách cục kiếp phân ngưng tụ thành tam kiếp hợp nhất oanh đạo thứ nhất lôi điện rơi xuống chừng ngọn núi lớn như vậy tráng như là thiên địa cột sáng đánh vào trương nhược trần đỉnh đầu xuyên qua toàn bộ thân thể từ hai chân dũng xuất ra ngoài trương nhược trần nhục thân bị đánh đến giống như thiên đăng đồng dạng sáng tỏ oanh không có bất kỳ cái gì thỉnh thoảng đạo thứ hai lôi điện lần nữa bổ xuống trương nhược trần không có tận lực đi đối kháng mặc cho thiên địa chi lực ngưng tụ ra lôi điện gột rửa thân thể đối với thiên yên kiếp hắn tự nhiên là có hiểu biết nhưng trong lòng không sợ nhiều như vậy đường gian nan đều đi tới nhiều như vậy bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ thời khắc đều chịu đựng không có đạo lý đổ vào thành thần trước một bước cuối cùng chín đạo lôi điện một đạo so một đạo tráng kiện trong khoảnh khắc toàn bộ rơi xuống trương nhược trần khóe miệng mang theo tơ máu thét dài một tiếng dưới thân hỗn độn khí hải dương xoay tròn vòng xoáy đường kính đạt tới vạn dặm ầm ầm sóng dậy hóa thành một đạo cột sáng chủ động hướng lên bầu trời kiếp phân trùng kích đi qua quá hung hãn chân thần khác, bị chín lượt thiên kiếp oanh kích, coi như chịu đựng, cũng đã hấp hối. Nhưng sư huynh nhưng như cũ long tinh hổ mãnh, thế mà chủ động công kích kiếp vân. Vì sao, vì sao thần kiếp của ta không phải thiên kiếp, huyết đồ kích động đến có chút nói năng lộn xộn, cảm thấy trương nhược trần thật sự là quá làm náo động. Hắn thời điểm độ kiếp, từ cảm giác hung hiểm không gì sánh được, giờ phút này vừa so sánh, nhưng lại cảm thấy độ đến thường thường không có gì lạ không đủ uy phong, hận không thể một lần nữa độ một lần. Trương Nhược Trần dẫn động hỗn độn khí, hóa thành khí kình cột sáng, trực kích mà lên. Trong kiếp vân, đạo thứ 10 lôi điện rơi xuống, hình thái như rồng, phát ra chấn thế long ngâm, một mực truyền đến bên ngoài trăm triệu giảm vân ám tinh. Lôi điện hình rồng, cùng hỗn độn khí trụ đụng vào nhau. Bành, hỗn độn khí trụ nổ tung, lôi điện hình rồng xuyên qua trầm uyên cổ kiếm, sáu đạo thánh tướng, rơi thẳng trên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thân thể, phát ra, lốp ba lốp bốp, thanh âm, huyết nhục cùng xương cốt như cùng ở tại thiêu đốt, đau đớn đến cực điểm. Lực lượng lôi điện, xuyên thấu qua khí hải vách tường, tiến vào khí hải, cùng thông thiên hà trùng kích cùng một chỗ. Đối với thần linh mà nói, khí hải sẽ chuyển hóa làm thần hải. Khí hải vách tường sẽ biến mất, thần hải do thần linh thần hồn, tinh thần ý chí. Vân vân sức mạnh huyền diệu duy trì, hình thành một loại cùng loại trận vực tồn tại. Chỉ cần thần hải không phá, thần nguyên không nát, chính là thần linh nhục thân bị đánh bạo thành huyết vụ, đều có thể không chết. Một khi thần hải bị đánh phá, thần nguyên bị đánh nát, thần linh coi như còn có thể giữ được tính mạng, cũng sẽ mất đi thần cảnh tu vi. Đúng là như thế, muốn giết chết một vị chân thần, thường thường trước muốn ma diệt thần hồn cùng tinh thần ý chí mới được. Đạo thứ 11 lôi điện, đạo thứ 12 lôi điện. Liên tiếp 9 đạo lôi điện rơi xuống, mỗi một đạo đều như thần long. Trương Nhược Trần làn ra biến thành màu trái đen, cho dù tuyệt đối đạo hóa sau nhục thân cũng khó cản, nhưng ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ ngang nhiên, trên lưng kim dược triển khai, chủ động phóng tới kiếp phân. Oanh, oanh, đạo lôi điện thứ 19 hạ xuống, hình như đầu lâu, mỗi một cái khô lâu đều có hành tinh lớn nhỏ, đường kính ngàn dặm. Không chỉ có lôi điện xen lẫn, mỗi cái đầu lâu còn thiêu đốt nóng rực thần hỏa. Trương Nhược Trần thân thể bị đầu lâu va chạm đến rơi xuống, liền ngay cả hỗn độn khí hình thành hải dương đều bị nện xuyên, sau đó cháy hừng hực đứng lên. Thiên Yên Kiếp, chín đạo lôi điện là một đợt, mỗi một đợt cũng không giống nhau, mà lại càng ngày càng mạnh. Chờ đến đạo lôi điện thứ 55 rơi xuống, đã là hóa hình là thần sơn hình thái, sức mạnh bùng lên, không thua chân thần một kích. Đáng sợ như vậy lôi điện, chính là nguyên hội cấp thiên tài tại không có bước vào thần cảnh thời điểm, chỉ cần một kích liền có thể thần hình câu diệt. Trương Nhược Trần liên tiếp chịu đựng lấy 9 đạo thần sơn lôi điện oanh kích, liên tiếp phun ra chín thanh huyết dịch, thể nội tạng phủ vỡ vụn, huyết nhục trở nên cháy đen, nhục thân diện tích lớn thành than. Xiêm La tộc chư thần, toàn bộ đều thần kinh căng thẳng, sắc mặt hết sức khó coi. Ngũ Thanh Tông cùng Phúc Lộc Thần Tôn như đồng hóa vì hai tôn tượng thần, không nói một lời, lông mày lại là làm sao đều giãn ra không ra, Chính là đối với Trương Nhược Trần lòng tin 10 phần tuyệt diệu thiền nữ, cũng cũng không cười nổi nữa, bị Thiên Yên kiếp rung động, đồng thời, dự cảm đến không ổn, thần kiếp này căn bản không có khả năng qua được. Lúc này mới giáng xuống 63 trọng, phía sau thập bát trọng, nhất định so thần sơn hình thái lôi điện càng mạnh. Trương Nhược Trần vốn là thân thể trái đen, nổ bắn ra từng đạo chói lọi thần quang, vốn là nằm bộ dáng, đứng thẳng lên, tinh khí thần sung mãn, hét lớn một tiếng, chỉ cần giết không được ta, sẽ chỉ làm ta trở nên càng thêm cường đại thiên yên kiếp thì như thế nào, đến A, chiến, chương 2857, thần uy như vậy. Chương nhược trần thân thể trái đen, rất nhiều nơi đều thành than, mất đi sức sống, rơi xuống bụi bẩm, nhưng cũng nội quẩn sung mãn lực lượng như là trong cho tàn bị che giấu minh than. Lôi điện thứ 64 rơi xuống, là hình người, sau so 100 tòa núi lớn cộng lại đều cao lớn hơn, như cự thân lôi thần, diện mạo dữ tợn, ẩn chứa diệt thế thần uy. Xoạt, thông thiên hà từ chương nhược trần thể nội bay ra, trong sông bốn mai thánh nguyên tại chìm nổi liên tiếp lục đại thần quang sáng láng thánh tướng bay thẳng trời cao tuôn hướng cự thân lôi thần thông thiên hà là thánh đạo quy tắc hội tụ thành dòng sông tại trong lôi kiếp tất cả quy tắc đều đã tiếp cận thần hóa bốn mai thánh nguyên đều phát ra thần quang khoảng cách hóa thành thần nguyên chỉ thiếu chút nữa nhưng không chịu nổi cự thân lôi thần trùng kích thông thiên hà vỡ nát đại lượng thánh đạo quy tắc chôn vùi lục đại thánh tướng xuất hiện tàn phá dấu hiệu thiên kiếp mặc dù tại hủy diệt hết thảy nhưng cũng tại rèn luyện thánh nguyên, thánh tướng, quy tắc, bao quát trương nhược trần nửa thành than nhục thân, đều đang thay đổi mạnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là đại thánh đến thần linh thuế biến quá trình, rất nhanh, chín đạo lôi thần hình thái lôi kiếp toàn bộ lạc dưới, đem trương nhược trần tu luyện ra được thánh đạo quy tắc, phá hủy hơn phân nửa. Sáu đạo thánh tướng toàn bộ vỡ nát, hóa thành hồn vụ. Nhục thân biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn thân thể tàn phế khối vụn, tung bay ở xích hồng sắc hư không. Vùng không gian kia nhiệt độ bởi vì thiên kiếp tàn phá bừa bãi đạt tới mấy triệu cấp trở lên đại thánh nhích tới gần sẽ trong nháy mắt bốc cháy lên xiêm la tộc chư thần toàn bộ nín hơi ngưng khí trong mắt không khỏi lộ ra bi thống mà tiếc hận thần sắc trời cao đố kỵ anh tài văn trừ thanh âm nghẹn ngào nước mắt tuôn đầy mặt trong lòng sầu não thiên yên kiếp thật là đáng sợ cái này không phải thần kiếp quả là nhanh muốn vượt qua nguyên hội kiếp nạn huyết đồ tâm tình nặng nề đồng thời âm thầm may mắn chính mình vượt qua thần kiếp trước đây đem thần kiếp nghĩ đến quá đơn giản đã kết thúc rồi à ngũ thanh tông giống như là nói một mình lại như là cực không cam tâm rất nhiều thần linh đều cảm thấy ngũ thanh tông nhất định hy vọng trương nhược trần chết thảm kể từ đó diêm vô thần liền có thể cái thế vô song nhưng ngũ thanh tông nhất là quý tài hết sức rõ ràng một người cường đại dựa vào là tự thân cố gắng mà không phải giết chết đối thủ coi như muốn giết chết đối thủ cũng phải dựa vào chính mình lực lượng chỗ tối thần linh lại có không ít đều bật cười lần này điện chủ có thể yên tâm thân chúng chảm đạo chú Trương Nhược Trần, không có khả năng vượt qua thần kiếp. Đừng nói Trương Nhược Trần, chính là hạ vị thần đứng tại thiên yên kiếp kiếp phân dưới, cũng phải hôi phi yên diệt. Cuối cùng không có uổng phí đến, chỉ ít gặp được trong truyền thuyết thiên yên kiếp. Từng vị thần linh, đánh ra đưa tin thần phù, đem tin tức truyền đi. Nhưng, đưa tin thần phù vừa mới bay ra, dưới kiếp phân, vốn là ảm đạm bốn mai thánh nguyên, dần dần trở nên sáng tỏ cuối cùng hóa thành bốn quả chói mắt tinh thần, phát ra mạnh mẽ thần vận. Trương Nhược Trần sinh mệnh ba động xuất hiện lần nữa. Cái gì? Thoát biến thành thần nguyên, bốn mai thần nguyên. Điều đó không có khả năng. Thiên yên kiếp còn chưa kết thúc, Trương Nhược Trần làm sao có thể bước vào thần cảnh? Tại chư thần dưới ánh mắt khó có thể tin. Kiếp phân dưới thân thể tàn phế khối vụn, một lần nữa ngưng tụ hóa thành nhân hình. Thân ảnh cháy đen không cao lớn lắm, lại khí thế kinh người kia, hai tay nâng lên, dưới chân xuất hiện không gì sánh được to lớn âm dương thái cực ấn ký thân thể bốn phía, gió nổi mây phun, sáu đám vòng xoáy phong bạo tạo ra. Tản ra đi ra hồn vụ, hình thành từng tòa thần quang khói cầu, hội tụ tại trong sáu đám vòng xoáy phong bạo. Sáu tôn thánh tướng một lần nữa ngưng tụ ra. Không, thánh tướng đã là hóa thành thần tướng, thánh hồn đã là lột xác thành thần hồn, tóc đen nhánh, mọc ra như màu đen thần quang thác nước. Thân thể cháy đen, rơi xuống một tầng thật dày xác, hiển lộ ra tiên ngọc đồng dạng làn da. Thật mạnh thần uy, Trương Nhược Trần bước vào thần cảnh. Văn trừ cánh tay run rẩy, một kích động, đem trong tay tẩu thuốc đều ném ra ngoài. Xong, sư huynh phá cảnh, một thân chiến lực tất nhiên tuyệt thế vô song, nguyên hội này tân thần ai có thể cùng hắn khiêu chiến. Huyết đồ mặc dù ngoài miệng nói, xong, nhưng là, trên mặt lại đều là vẻ hưng phấn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hứa như lai cảm thán một tiếng, ngũ thanh tông cùng phúc lộc thần tôn lướt nhau, đều là lộ ra ý cười, không thể không nói, lúc trước bọn hắn đều có chút xem thường trương nhược trần. Thiên yên kiếp muốn giết hắn, tựa hồ cũng không phải một kiện chuyện dễ tuyệt diệu thiền nữ bật cười mắt ngọc mày ngài, nhưng nghĩ đến chính mình là đại thần là phật tu không có khả năng hớn hở ra mặt thế là khẽ cắn môi dừng ý cười đây cũng là võ đạo chân thần lực lượng sao trương nhiều trần cảm ứng được toàn thân mỗi một khỏa hạt nhỏ đều đang thiêu đốt thể nội ngũ hành hỗn độn thánh khí hoàn toàn chuyển hóa làm ngũ hành hỗn độn thần khí hắn ngẩng đầu nhìn một chút hai mắt thần quang sáng rực bắn ra hai đạo dài mấy trăm giảm tính thực chất cột sáng phía trên kiếp vân màu đen, giống như một mảnh mặc hải, lật trời lăn đất, tại uẩn dục uy thế càng mạnh thần lôi thiên hỏa, thanh âm ông chìm. Tiếp đó, đến phiên ta, tay phải năm ngón tay nắm chặt, phát ra lôi bạo thanh âm, trong khe hở tràn ra lôi điện như long xà đồng dạng bay múa đầy trời. Trương Nhược Trần biết được, chỉ có vượt qua cuối cùng cửu trọng thiên kiếp, mới tính triệt để bước vào thần cảnh. Thần hồn cùng thần nguyên, còn kém sau cùng rèn luyện. May mắn, hắn có tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể, lại tuyệt đối nhục thân đạo hóa, cho nên nhục thân sớm hóa thành thần khu, lại có bạch thương huyết thổ trợ hắn khôi phục nhanh chóng thương thế. Lôi điện rèn luyện, càng làm cho Phật tổ xá lợi triệt để hòa tan vào thân thể, tinh thần lực tăng vọt, trước một bước thành thần. Thánh tâm, biến thành thần tâm, chính là những đủ loại ưu thế này, để hắn thực lực tăng nhiều, chân đạp âm dương thái cực ấn ký, phóng tới kiếp phân. Trong kiếp phân, đạo lôi điện thứ 73 rơi xuống, hình như thần nhãn, như mặt trời rơi xuống. Liệt diễm ngập trời, lôi hỏa sen lẫn. Bành, Trương Nhược Trần trong miệng thét dài, một quyền đem lôi điện thần nhãn đánh nát, hóa thành ngàn vạn hỏa cầu, như mưa sao băng đồng dạng phi hành vũ trụ bát phương. Tiếp tục hướng bên trên, thần nhãn thứ hai rơi xuống, Trương Nhược Trần đánh ra quyền thứ hai, quyền kình cương mãnh kịch liệt, nương theo rồng ngâm hổ gầm, thế như trẻ tre. Cái thứ ba thần nhãn rơi xuống, bành, bành, liên tiếp đánh ra chín quyền, Trương Nhược Trần toàn thân dương cương chi khí bá đạo hùng tráng khỏe khoắn, thân thể như xích hồng thần thiết, đem không ngừng rơi xuống thần nhãn đánh nát. Đánh ra cuối cùng một quyền thời điểm, hắn đã là xông vào kiếp phân. Quyền thứ 9, tiếng quyền một ngạt, nhưng lại kinh thiên động địa, xé rách đường kính mấy chục vạn giảm kiếp phân. Toàn bộ không gian vì đó chấn động, trở nên lồi ủi, lan tràn ra phía ngoài. Kiếp phân vỡ vụn, hóa thành mấy chục cái đám mây, lôi điện như là giang hà xuyên qua từng cái đám mây. Trương Nhược Trần anh tư bừng bừng phấn chấn, đứng tại trên kiếp phân phá toái, thông thiên hà cùng bốn mai thần nguyên vần quanh thân thể lưu động. Hóa thành chí tôn thánh khí trầm uyên cổ kiếm tại trong vũ trụ phi hành, dẫn động mấy trăm vạn đạo kiếm khí. Thiên địa chi lực cũng không tán đi, đều là hướng thông thiên hà hội tụ, hóa thành thần khí. Thiên địa quy tắc chuyển hóa làm quy tắc thần văn, tất cả ở phía xa ngắm nhìn tu sĩ, toàn bộ đều chấn kinh đến trợn mắt hốc ngồm. Còn có thể dạng này độ thần kiếp, trong truyền thuyết thiên yên kiếp, chính là chân thần đều vô cùng kiêng kỵ, lại bị Trương Nhược Trần chín quyền đả tán. Không sai, chính là bị đánh tan, một vị sống gần 10 vạn năm thượng vị thần, nói quá kinh khủng, còn không có hoàn toàn thành thần, liền như thế cường hãn. Một khi ngưng tụ ra tinh hồn thần tỏa, lại tu luyện ra thần cảnh thế giới, đến cường đại đến mức nào? Đại thần phía dưới, còn có mấy người đè ép được hắn. Trương Nhược Trần vừa rồi sức mạnh bùng lên, để thượng vị thần đều không thể không coi trọng. Chúng ta thật bỏ qua cơ hội cuối cùng, sớm biết Trương Nhược Trần thành thần sau cường hoành đến nước này, lúc trước, coi như lại nguy hiểm, cũng muốn tiến vào hắc ám chi uyên, đem hắn bóp chết tại cái nôi. Một vị thi khí rất nặng thần linh, thở dài nói vân ám tinh phía trên tầng khí quyển ngũ thanh tông gặp trương nhược trần vượt qua thần kiếp ngược lại trở nên lạnh nhạt rất nhiều cười nói đưa tin ra ngoài đem tin vui này nói cho huyết tuyệt chiến thần đi tin tưởng ra hỏa kia một mực đang mong đợi một ngày này đâu sau này không biết muốn đắc ý thành bộ dáng gì vâng văn trừ cười tủm tỉm đánh ra đưa tin thần phù trương nhược trần đem thông thiên hà cùng bốn mai thần nguyên thu nhập khí hải khoanh chân ngồi xuống hắn mới vừa vặn vượt qua thần kiếp bước vào thần cảnh khí hải còn không có chuyển hóa làm thần hải, cần một cái lĩnh hội cùng quá độ thời gian. Trước tạo dựng đệ thập trọng thiên vũ, tu luyện minh vương kinh không cô động tinh hồn thần tỏa, mà là tu luyện thiên vũ. Tinh hồn thần tọa rất khó tùy thân mang theo, nhưng thiên vũ lại có thể như bóng với hình, không chỉ có thể chứa đựng thần khí, còn có thể làm tác chiến binh sử dụng, có thể nói huyền diệu tuyệt luân. Đây là bất động minh vương đại tôn một mình sáng tạo. Minh vương kinh chỉ có cửu trọng, bước vào thần cảnh về sau, liền không có công pháp, hết thảy đều cần dựa vào chính mình mở ra sáng tạo đã như vậy hết thảy tùy tâm thầm nghĩ chính là cái gì để thập trọng thiên vũ chính là cái gì trương nhược trần trong đầu trước tiên hiện ra chân lý thần điện hình thái cao tới nguy nga thần thánh hùng vĩ lúc trước cho hắn tạo thành ấn tượng không thể xóa nhòa để thập trọng thiên vũ lợi dụng chân lý thần điện làm nguyên mẫu tạo dựng xoà cửu trọng ngưng thực thiên vũ tại trương nhược trần đỉnh đầu hiển hiện ra thiên địa quy tắc liên tục không ngừng hướng cửu trọng thiên vũ càng phía trên hơn hội tụ ngưng tụ thành thần trụ, ngọc tường, hồng lương. Ngũ Thanh Tông nhìn về phía hư không một phương nào vị, sầm mặt lại, hét lớn một tiếng còn không hết hy vọng. Thần âm truyền khắp mảnh tinh vực này, đem dấu ở chỗ tối chư thần giật nảy mình, coi là Ngũ Thanh Tông là đang quát tháo bọn hắn. Chỉ gặp, vô tận xa xôi thâm không, một mảnh thiêu đốt lên tinh cầu, hóa thành tinh vũ, thẳng hướng Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng phương vị bay đi. Phía trước nhất 13 viên tinh cầu, đường kính vượt qua trăm vạn dặm, là 13 viên hàng tinh. Có không biết cường đại thần linh, lấy đại thần thông, đốt lên một tinh vực ép hướng Trương Nhược Trần. Diêm La tộc chư thần tiến vào trạng thái chiến đấu, như lâm đại địch. Ngũ Thanh Tông tốc độ nhanh như ánh sáng, bay ra ngoài, rơi xuống trên tinh hồn thần tỏa của chính mình, dẫn động tất cả thần tỏa tinh cầu lực lượng, kết xuất một vệt thần quang lè lẻ vô biên thủ ấn, đem bay tới tinh vũ ngăn trở. Chính là đường kính trăm vạn giảm hàng tinh, cũng không có thủ ấn một phần mười lớn nhỏ. Bành bành, tinh thần đụng vào trên thủ ấn, toàn bộ sụp đổ mở khoảng cách vân ám tinh không biết bao nhiêu bên ngoài trăm triệu dặm hắc ám thần điện trên không tinh vụ hội tụ hấp dẫn tới hơn vạn hành tinh cùng tinh vụ cùng một chỗ ngừng tụ thành một cây tinh vụ minh mông thông thiên thần trụ thông thiên thần trụ này vung ra trực tiếp nghiền nát tinh vực vượt qua xa xôi không gian bổ về phía trương nhược trần đúng toàn bộ tinh vực không gian đều vỡ vụn hóa thành nửa chân thực nửa hư vô hỗn độn thiên địa mấy tỷ giảm cũng có thể là mấy chục tỷ giảm không gian như là giấy đồng dạng vỡ vụn trừ thần tôn cấp bậc tồn tại không ai biết nguồn lực lượng này đến cùng lực hủy diệt mạnh bao nhiêu tác động đến đến cỡ nào rộng lớn mảnh tinh vực này toàn bộ sinh linh bao quát thần linh toàn bộ đều không bị khống chế toàn thân run dày điện chủ tu hành trăm vạn năm tồn tại thế mà hướng một tên tiểu bối xuất thủ không khỏi quá mất thân phận đi phúc lộc thần tôn ánh mắt run lên thân hình biến mất trên bầu trời vân ám tinh chống lên vận mệnh chi môn cùng chém ra xuống thông thiên thần trụ đụng vào nhau mảnh tinh vực này không gian triệt để nổ tung phá thành mảnh nhỏ rất nhiều diêm la tộc sinh mệnh tinh cầu trong nháy mắt hôi phi yên diệt trên mỗi một hành tinh đếm bằng ước nhớ sinh linh liên phát phát sinh sự tình gì cũng không biết chính là hóa thành bụi bặm thần chiến phía dưới không chứng lành nếu không có tu vi cường đại chính là loại hạ tràng này là hắc ám thần điện điện chủ tự mình xuất thủ làm sao đến mức này a à, chỉ là một cái tân thần mà thôi tuyệt diệu thiền nữ vừa mới sinh ra đạo suy nghĩ này chính là hai mắt ngưng tụ chỉ gặp toàn bộ vũ trụ đều vỡ ra một phân thành hai không phải vũ trụ chân chính vỡ ra, là tuyệt diệu thiền nữ trong tầm mắt tinh không hoàn toàn vỡ ra, hình thành sợ hãi cảnh tượng. Tại phía trên hai nửa vũ trụ, một đạo thân ảnh màu lam hiển hiện ra, thanh âm vang vọng đất trời, nói thời đại này, không cần cái thứ hai bất động minh vương đại tôn. soạt bóng người màu xanh lam một chỉ điểm ra, một đạo cực hạn mà cô động trùm sáng, từ đầu ngón tay bay ra, so tốc độ ánh sáng đều càng nhanh. Tại Phúc Lộc Thần Tôn đối kháng hắc ám thần điện điện chủ thông thiên thần trụ thời điểm, đánh chúng Trương Nhược Trần đầu lâu vừa mới ngưng tụ thành hình thập trọng thiên vũ, toàn bộ sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Trương Nhược Trần đầu lâu hóa thành huyết vụ, khí hải, thần nguyên, thông thiên hà, thần hồn toàn bộ bạo liệt, chỉ còn một bộ không đầu thân thể, bồng bềnh tại hỗn loạn thần khí trong triều tịch. Phúc Lộc thần tôn, lão phu nể mặt ngươi, không giết hắn. Nhưng hắn sau này liền chỉ tu tinh thần lực đi, lão phu dẫn hắn đi thiên nam, tự mình dạy hắn. Bóng người màu xanh lam từ trước tới giờ không biết xa xôi bao nhiêu thời không bên ngoài, nhô ra một cái dài đến ngàn vạn ức giảm thần thủ, lấy hai nửa phá vỡ vũ trụ là thông đạo, đem Trương Nhược Trần thân thể không đầu bắt đi. Phúc Lộc Thần Tôn vốn là tính cách ôn hòa, giờ phút này lại giận tới cực điểm, tóc đảo nghịch, song đồng huyết hồng, đánh nát thông thiên thần trụ, đuổi theo, cắn răng nói, hủy người tu vi, còn muốn đoạt nhân thể phách. Hôm nay, người mơ tưởng mang đi Trương Nhược Trần, Trương 2858, chư thần đều muốn cướp đoạt bảo tàng. Phung tinh không này trở nên rách dưới mà hỗn độn, chân thực cùng hư vô cùng tồn tại, liền ngay cả vũ trụ đều vỡ ra, quá nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thấy xa xôi thời không bên ngoài bóng người màu xanh lam kia, chư thần đều sợ hãi. Vị tồn tại trong truyền thuyết kia, vậy mà xuất thủ, một vị đứng ngạo nghế thế giới trị đỉnh nhân vật, lại đối với một vị vừa mới bước vào thần cảnh tiểu bối xuất thủ, tuyệt đối là so hai vị thần tôn giao phong càng rung động. Điều này nói rõ, vị tiểu bối kia, để trí cường đều cảm giác được uy hiếp. Ngũ thanh tông bi vẫn không gì sánh được, quát ầm lên, Trương Nhược Trần chỉ là vừa mới phá cảnh thành thần mà thôi, có tội gì, thiên nam vì sao bá đạo như vậy, ngay cả một cái tân thần đều dung không được. Thiên nam sinh tử khư lực uy hiếp thật đáng sợ, trừ ngũ thanh tông, thần linh khác bị dọa đến chỉ có thể giật, lại không há miệng nổi. Chính là không sợ trời không sợ đất huyết đồ, giờ phút này, sắc mặt cũng thâm trầm không gì sánh được, bờ môi nhếch chỉ cảm thấy đẻ nén khó chịu, nhưng lại không dám mắng lối ra. Cũng không phải là đảm lượng không đủ, mà là đối phương quá mức cấm kỵ, bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối phương trong lúc vô hình tinh thần ý chí, liền có thể ép tới chư thần biến thành câm niếc, chỉ có ngũ thanh tông cường giả như vậy, có thể phá vỡ tinh thần ý chí giận dữ mắng mỏ đối phương. Không chỉ cần phải gan, càng cần hơn tu vi cường đại. Thật là lợi hại, nam thiên sinh tử khư không hổ là vũ trụ chúa tể cấp tồn tại, một khi xuất thủ, liền phá càn khôn, định sinh tử, thần tôn cũng không thể đỡ. Chính là đại thần, cũng không có tư cách chết tại vị kia trong tay hôm nay, Trương Nhược Trần cho dù vẫn lạc, cũng đủ để danh truyền vạn cổ. Địa ngục giới trên sử sách, tất có hắn một bút. Chỗ tối chư thần, đã là rung động, nhưng lại mừng thầm. Có ngụy thần, quỳ gối tinh không, lễ bái bóng người màu xanh lam kia, trong mắt tràn ngập kính sợ. Phúc lộc thần tôn thân hình, tại tinh vực ở giữa lấp lẽ, dọc theo phá toái vũ trụ đuổi theo. Mỗi một lần lách mình, đều vượt ngang một tinh vực. Thần uy lướt qua, tất cả tinh vực trên từng tinh cầu tu sĩ, toàn bộ quỳ dạp trên đất. Chém, thiên su châm bay ra ngoài, như châm, lại như xoay tròn cấp tốc thần đao, dẫn tới vật đổi sao rời, đem thần thủ kia chặt đứt, biến thành hai đoạn. Trong đó, bắt lấy trương nhược trần thần thủ giấu năm ngón tay, rơi vào trong tinh vực phá toái mà hỗn độn, trực tiếp nổ tung, hóa thành từng sợi thần khí. Mặc dù đối phương tu vi lại cao hơn, đứng tại xa xôi thời không bên ngoài, cũng không có khả năng từ một vị thần tôn dưới mí mắt đem người bắt đi. Chân thân tự mình giáng lâm, nhưng lại là hai chuyện. Xoạt, một phương hướng khác, do tinh vụ cùng hơn vạn hành tinh ngưng tụ thành thông thiên thần trụ lần nữa vung xuống ngăn cản phúc lộc thần tôn tới gần trương nhược trần hắc ám thần điện một giọng già nua vượt qua không gian truyền đến trương nhược trần trên thân biến số quá nhiều không thể để cho hắn trở thành cái thứ hai bất động minh vương đại tôn hắn sau này chỉ tu tinh thần lực mới tốt khống chế phúc lộc thần tôn lửa giận trong lòng vạn trượng nghênh kích đi lên nói năm đó ngươi sơ đạt thần cảnh thời điểm có thể có người đối ngươi như vậy có thể có người phế bỏ tu vi của ngươi để cho ngươi sau này chỉ tu tinh thần lực. Âm ầm, hai đại thần tôn lực lượng va chạm, hình thành tinh hải triều tịch, làm mất đi đầu lâu Trương Nhược Trần, hướng nơi xa đánh tới, biến mất tại trong không gian hư vô. Trong hắc ám, nhiều vị không biết cường giả, lần nữa phát động công kích. Bọn hắn không giống thiên nam sinh tử khư chủ nhân, tự kiềm chế thân phận, tự nhận là đức cao vọng trọng, cho nên chỉ phế không giết. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, ý tại triệt để giết chết Trương Nhược Trần, không lưu bất luận cái gì tai họa ngầm nếu như có thể thừa cơ cướp đi trương nhược trần trên người áo nghĩa tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhưng ngũ thanh tông sao lại để bọn hắn toại nguyệt khống chế tinh hồn thần tỏa đem những cường giả này sức mạnh công kích toàn bộ cản lại một đám bọn chuột nhất có gan hành hung cũng không dám lộ diện hôm nay đừng trách ta đại khai sát giới ngũ thanh tông cách không một quyền đánh nát không gian mấy chục ngôi sao tùy theo tinh hạch phá toái một vị ẩn thân tại trên một viên nham thạch tinh cầu từ tộc đại thần bị đánh đến thần huyết phiêu tán rơi dụng kêu thảm một tiếng, cấp tốc hướng nơi xa trốn chạy mà đi. Hắn nhìn ra Ngũ Thanh Tông là thật nộ huyết sôi trào, tràn ngập sát ý, tiếp tục lưu lại vùng tinh không này, có thể bị đuổi giết đến chết. Tại Phúc Lộc Thần Tôn cùng Hắc Ám Thần Điện điện chủ cách không đấu pháp, không rảnh phân thân thời điểm, Trương Nhược Trần không đầu thần khu, tại trong không gian hư vô càng tung bay càng xa. Mà lại, lực lượng hư vô tại ăn mòn thân thể của hắn, làn da trở nên trong suốt, sắp hư vô hóa. Các đại thế lực thần linh, rốt cục vẫn là chịu đựng không được to lớn lợi ích dụ hoặc, không để ý vẫn lạc nguy hiểm thi triển thủ đoạn xâm nhập không gian hư vô đuổi hướng trương nhược trần không đầu thân thể đây không phải là một thân thể là thiên nam sinh tử hư chủ nhân đều muốn mang đi vô thượng bảo tàng đương nhiên hắc ám chị uyên diêm thị chư thần cũng bay ra ngoài muốn nghĩ cách cứu viện trương nhược trần thật sự là vô sỉ a à. a à miêu a à cầu nào đều muốn cướp đoạt sư huynh của ta bảo vật trên người ta huyết đồ cái thứ nhất không đáp ứng huyết đồ hóa thân thành cự thân thần khu cao tới mấy vạn dặm trên lưng tám đôi huyết rực triển khai mặt mũi tràn đầy nộ ác, bộc phát ra ưu thế tốc độ, bay ở phía trước nhất. Trương Nhược Trần không đầu thân thể chỗ không gian hư vô, một đạo không gian ba động truyền ra, hình thành màn sáng gợn sóng. Một vị mang theo mặt nạ kim loại áo bảo đen thần linh, từ trong gợn sóng không gian đi ra, là nhân loại hình thái, trên đầu trong mũ liền màu đen, có tóc trắng rủ xuống tới. Hắn là hắc ám thần điện 12 linh thần xếp hạng thứ hai tồn tại, ma yết. Là hắc ám thần điện bằng vào điện lợi ưu thế, từ thần điện, sử dụng không gian truyền tống trận trực tiếp truyền tống tới thế lực khác cách quá xa không gian truyền tống trận đều không thể vượt qua trương nhược trần về hắc ám thần điện sở hữu toàn bộ các ngươi đều thối lui đi ma yết cầm trong tay một cây pháp trượng đen nhánh thanh âm ngạo mạn không có đem chạy tới chư thần để vào mắt sư huynh của ta há lại ngươi muốn mang đi liền có thể mang đi ta đại đồ chiến thần hoàng cái thứ nhất không phục huyết đồ thần khu khổng lồ như huyết sắc ma sơn vung ra dài mấy ngàn dặm bàn tay hướng ma yết đập ép mà đi Người có một cái lợi hại sư tôn, cho nên cho dù người mạo phạm ta, vẫn như cũng có thể sống. Ma yết nhẹ nhàng phất tay, tinh thần lực bạo phát đi ra, cũng không cùng huyết đồ đánh ra bàn tay tiếp xúc, nhưng huyết đồ cao mấy vạn dặm thần khu, lại như là con ruồi đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, cũng không biết rơi hướng về phía trong hư vô nơi nào. Hắc ám chị uyên diêm thị chư thần đồng loạt ra tay, đánh ra thần thông cùng trí tôn thánh khí. Đã sớm muốn tiêu diệt các người hắc ám trị uyên diêm thị, nhưng hôm nay không muốn phức tạp, Ma Yết trong tay pháp trượng đánh ra ngoài, lít nhà lít nhít hắc ám trùm sáng, đánh xuyên chư thần đánh ra thần thông, đánh bay chí tôn thánh khí, đem hắc ám chi uyên diêm thị chư thần toàn bộ bước lui ra ngoài, trong đó bao quát một vị đạt tới thái chân cảnh đại thần. Lấy sức một mình, đánh lui bộ tộc thần linh, Ma Yết tinh thần lực cường đại có thể nói nghe giận cả người. Trương Nhược Trần trên thân chí tôn thánh khí cùng áo nghĩa nhiều như vậy, hắc ám thần điện muốn nuốt một mình, còn phải hỏi qua chúng ta có đồng ý hay không trong hư vô, một đội toàn thân thiêu đốt u lam quỷ hỏa kỵ sĩ, cấp tốc chạy tới. Những kỵ sĩ này, từng cái không có đầu lâu, trên thân thi khí rất nặng, sát khí trùng thiên. Lính đội vị kỵ sĩ kia, mặc dù không có đầu lâu, lại mọc ra sáu cánh tay, mỗi một cánh tay lòng bàn tay, đều có một cái con mắt màu đỏ như máu. Thi tộc, vô thủ thiên thi kỵ sĩ, ma ít trong giọng nói, thiếu một tia khinh miệt, lục tí vô đầu kỵ sĩ trưởng, nói trương nhược trần bị thiên nam đánh nát đầu lâu, chính là trong cõi u minh nhất định, muốn trở thành vô thủ thiên thi kỵ sĩ một thành viên. Hôm nay, ai dám ngăn ta mang đi hắn, thiên thi kỵ sĩ cùng giết chi. Một mảnh mấy ngàn dặm cuồn cuộn quỷ vân, tràn vào không gian hư vô. Vu hải đại thần đứng tại trong quỷ vân tâm, diện mục dữ tợn, dung mạo khô cạn, khạc khạc cười nói, bản tỏa cùng huyết tuyệt chiến thần có thù không đợi trời chung, trương nhược trần là ngoại tôn của hắn, bản tọa giết hắn thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi muốn tranh áo nghĩa cùng trí tôn thánh khí, chờ bản tọa giết hắn rồi nói sau quỷ vân cấp tốc hướng về phía trước lan tràn, bao phủ lại trương nhược trần. Ma yết, lục tí vô đầu kỵ sĩ trưởng làm sao tin hắn chuyện ma quỷ, cùng nhau phóng tới trương nhược trần, không cho vu hải đại thần đến gần cơ hội. Liên tại tam đại cường giả đều hướng trương nhược trần phóng đi thời điểm, một đạo người mặc thần hỏa khải giáp thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trương nhược trần bên cạnh, lấy tay sờ tại ngực trương nhược trần. Một cỗ đáng sợ tử khí tuôn ra, trùng kích tại trên bàn tay nàng. Là thiên nam sinh tử khư chủ nhân một sợi tàn kinh nàng vội vàng thu tay lại ánh mắt nhìn chăm chú về phía vu hải đại thần ma yết lục tí vô đầu kỵ sĩ trưởng dẫn động áo giáp lực lượng lập tức ba nghìn loại khác biệt thần hỏa từ trong khải giáp tuôn ra đem không gian hư vô biến thành vô tận biển lửa xoẹt xoẹt vu hải đại thần xông lên phía trước nhất ngưng tụ ra mấy ngàn dặm quỷ vân trong nháy mắt bị thần hỏa đốt cháy hầu như không còn a à, đây là hỗn kim thiên hỏa có thần hỏa rơi vào vu hải đại thần trên quỷ thể đem quỷ thể đốt xuyên trong miệng phát ra chói tai bén nhọn tiếng kêu. Lục tí vô đầu kỵ sĩ trường thần cảnh thế giới cùng ma yết tinh thần lực tràng vực, bị thần hỏa phần luyện xuyên thấu. Nóng rực sóng lửa, thẳng hướng thân thể của bọn hắn bao phủ tới, cả kinh bọn hắn sắc mặt đại biến, lập tức lui lại. Chờ đến bọn hắn đem thần hỏa toàn bộ luyện hóa, phát hiện thân ảnh người mặc thần hỏa khải giáp kia, đã mang theo chương nhược trần rời đi. Một bộ áo giáp mà thôi, lại có thể trong nháy mắt phóng xuất ra 3.000 loại thần hỏa, giữa thiên địa, chỉ có một kiện bảo vật, có như thế uy lực côn lôn giới hỏa thần khải giáp, phu hải đại thần trong giọng nói tràn ngập kiêng kỵ, lại cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Mà ít nói, là côn lôn giới thần linh, cứu đi Trương Nhược Trần. Không có khả năng, côn lôn giới trừ long chủ cùng vẫn thần đảo chủ. Chẳng lẽ là thiên cốt nữ đế, lục tí vô đầu kỵ sĩ trưởng nói, có khả năng, mặc dù mặc hỏa thần khải giáp, che giấu dung mạo cùng khí tức, nhưng là, thân hình nhìn qua hoàn toàn chính xác giống như là một nữ tử. Mà lại, thiên cốt nữ đế ngay cả vận mệnh thần vực cũng dám xông, quả thực là đem địa ngục giới trở thành nhà mình, chỉ có nàng mới có đảm phách như thế, tại hắc ám thần điện điện chủ, thiên nam sinh tử khư chủ nhân những trí cường thần niệm này khóa chặt phía dưới cứu người. Phu hải đại thần có chút kích động nói, ma ít nói, quá tốt rồi, lần này, liền để nàng có đến mà không có về, đem thời gian áo nghĩa cùng một chỗ cướp đoạt. Thiên cốt nữ đế mới tu luyện 10 vạn năm mà thôi, những lão bối đại thần sống mấy chục vạn năm này, không có bị nàng vừa rồi thủ đoạn hù sợ, tìm lưu lại khí tức, đuổi theo. Côn lôn giới vẫn thần đảo chủ trạm tại quỷ môn quan dưới bờ túc mệnh trì. Từ khi Trương Nhược Trần truyền về tin tức, Hoàng Tuyền Tinh Hà khả năng lần nữa khởi động, phóng tới côn lôn dưới chỗ tinh không, hắn liền tới ở đây, ra cố tinh không đại trận. Thân hình hắn già nua, mặt mũi nhăn nheo, rất là mỏi mệt, không còn 10 vạn năm trước hăng hái. Bỗng nhiên, tâm hắn sinh cảm ứng, sắc mặt kinh biến, nhìn về phía trên không dòng sông màu vàng đồng dạng tinh hệ, run giọng nói cuối cùng vẫn là khó thoát kiếp số sao. Không, có lẽ còn có cơ hội, trong nháy mắt này vẫn thần đảo chủ tuổi già sức yếu thân hình trở nên tinh khí sung mãn hai mắt như là hai viên thần tinh lấp lóe không 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 năm cầm tù nỗi khổ ma diệt hắn không ít tinh thần lực nhưng ma diệt không được hắn tinh thần hắn không cách nào đi hướng địa ngục giới tự mình đem trương nhược trần mang về nhưng lại có thể điều động cường đại tinh thần lực nhiễu loạn thiên cơ chặt đứt thiên nam sinh tử khư vị kia tinh thần lực cùng thần niệm để trương nhược trần tung tích biến mất chỉ cần thiên nam sinh tử khư vị kia không cảm ứng được trương nhược trần khí tức Trương Nhược Trần liền có chạy thoát cơ hội. Miễn là còn sống, liền còn có hy vọng. Thiên Nam sinh tử khư, một vị làn da màu xanh lam lão giả, đứng tại bờ biển, vốn là dự định xuất thủ lần nữa, phá vỡ thời không, đánh ra kích thứ hai. Nhưng chính là lúc này, hắn đối với Trương Nhược Trần cảm ứng, biến mất không thấy gì nữa. Suốt cục vẫn là xuất thủ sao? Tốt, lão phu liền tới nhìn xem, tinh thần lực của ngươi còn lại bao nhiêu. Lão giả màu lam nở nụ cười, về phần Trương Nhược Trần, ngược lại bị hắn để đặt một bên, không tiếp tục để ý. Dù sao võ đạo tấn phế, đã là không đủ gây sợ. Một trận vượt ngang vũ trụ tinh thần lực giao phong, tại trong lúc vô hình bộc phát. chương 2859, tức giận khó bình. Tam sinh giới hóa thành tu la tinh trụ giới hậu phương căn cứ chiến tranh về sau, huyết tuyệt chiến thần liền đem thần điện di chuyển đến giới này, tự mình tỏa chấn. Huyết thiên bộ tộc đại tộc tề thần điện, mặc dù không bằng bất tử thần điện, vận mệnh thần điện đồng dạng to lớn tuyệt thế, nhưng cũng cao lớn nguy nga, so tam sinh giới ngọn núi cao nhất đều cao hơn mấy chục lần, thần quang chiếu dọi mấy vạn dặm. Tại thần điện khí tức ảnh hưởng dưới, xung quanh địa vực đều là hóa thành huyết vực. Vô định thần hải, thập giới chi chiến, Trương Nhược Trần ngàn năm trở về, thật sự là quá kinh diễm, che đậy thiên đình địa ngục tất cả mọi nhân kiệt, được xưng là vạn cổ quy nhất thần thoại. Bên ngoài tôn năng có thành tựu như thế này, làm được hắn đã từng không có làm được sự tình, huyết tuyệt chiến thần tự nhiên là vui mừng không gì sánh được, giống như làm kiêu ngạo, giống như là kỳ lân con cháu, đúng là như thế đường đường bộ tộc đại chúa tể mới có thể hạ mình đi vào tam sinh giới tỏa chấn. rất nhiều lão hữu đều mỉm cười nói nói hắn cao ngạo lòng giả bị con cái cùng con cháu làm hao mòn tùy tiện cùng bá đạo khí thế bị thân tình trói buộc đã không phải là đã từng huyết việt chiến thần càng giống là một cái chuẩn bị an hưởng tuổi già lão đầu tư mỗi lần như vậy huyết việt chiến thần cũng không giận biết được bọn gia hỏa này là trong lòng hâm mộ ngược lại thích thú huyết tuyệt chiến thần coi như tăng thêm ở trong thời gian trận pháp thời gian tu luyện Kỳ thật, cũng vẫn chưa tới 20 vạn tuổi, tại hắn trong thần linh loại cấp bậc này, xem như trẻ tuổi nhất, cùng, lão đầu tử, ba chữ căn bản không dính nổi một bên, chỉ từ trên bề ngoài nhìn, càng giống là minh vương huynh trưởng kiếm nghi mắt ưng, tị nhược huyền đảm, tự mang một cỗ lạnh lùng khí thế. Bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xoạt, một đạo đưa tin thần phù bay tới, tiến vào thần điện, rơi vào nghe tuyên thị trong tay. Nghe tuyên thị đã là vượt qua thần kiếp, bước vào thần cảnh, nhìn thấy trên thần phù nội dung, trên mặt xinh đẹp lộ ra một đạo ý cười. Huyết tuyệt chiến thần nói, khí tức này là hắc ám chi uyên diêm thị văn chử truyền đến tin tức. Nhìn ngươi biểu lộ, tựa hồ có gì vui sự tình. Cũng không phải là mỗi vị thần linh đều có thái thượng mạnh mẽ như vậy tinh thần lực, có thể cảm ứng được giữa vũ trụ khí tức. Mà hắc ám chi uyên cùng tam sinh giới thực sự cách xa nhau quá xa, tin tức truyền bá cần thời gian. Nghe tuyên thị đem đưa tin thần phù, đưa cho huyết tuyệt chiến thần, nói thiên đại hỷ sự, nhược trần tại hắc ám chi uyên, vượt qua tinh thần lực thiên kiếp cùng võ đạo thần kiếp, chính thức bước vào thần cảnh. Huyết tuyệt chiến thần nhất quán không thích che giấu mình cảm xúc, là vui chính là vui, là giận chính là giận, nghe nói như thế, tự nhiên là mừng rỡ, uy vũ thân thể đứng lên, tiếp nhận thần phù. Xem hết trên thần phù nội dung, lập tức, hắn cất giọng ha ha cười dài. Thảo tiểu tử, ngay cả thiên yên kiếp đều vượt qua, ta đã sớm đoán được, cái gì chảm đạo chú, làm sao có thể đè ép được hắn. Huyết tuyệt chiến thần tâm tình thư sướng, nụ cười trên mặt đều muốn tràn ra tới. Nghe tuyên thị nói, người đã sớm đoán được, người rõ ràng rất lo lắng tốt ra, bằng không, làm sao lại lặng lẽ đi bái kiến diêm la tộc thái thượng. Huyết tuyệt chiến thần cười không nói, nói, đem tin tức truyền cho thanh dẫn, nàng hẳn là cũng còn lo lắng đến. Để thanh thịnh chuẩn bị thăng thần yến, lần này thăng thần yến nhất định phải đầy đủ trọng thể mới được. Đúng, tin tức nhất định phải lập tức truyền cho la diễn, nói cho hắn biết, lại không tự mình đến thương lượng hôn sự, nói không chừng liền bị nhà khác nhanh chân đến trước huyết tuyệt chiến thần liên tiếp phân phó mấy kiện sự tình, nghe tuyên thị đang chuẩn bị đi ra thần điện, an bài xong xuôi. Ngoài điện, một đạo huyết sắc thần quang cấp tốc bay tới, ngưng tụ ra huyết diệu thần quân thân hình. Huyết diệu thần quân sắc mặt nghiêm túc, đi vào thần điện, nói, đại tộc tể, xảy ra chuyện. Nói ra mấy chữ này về sau, thanh âm của hắn giống như là kẹp lại, không biết nên như thế nào nói tiếp. Rất hiển nhiên, đại tộc tể giờ phút này chính là cao hứng thời điểm, hẳn là vừa mới thu đến trương nhược trần thành thần tin tức huyết tuyệt chiến thần cùng huyết diệu thần quân lúc tuổi còn trẻ chính là hảo hiếu, gặp hắn trực tiếp gọi mình là đại tộc tể, thần sắc còn khẩn trương như vậy, lập tức ý thức được không ổn. Nói đi, chuyện gì? Huyết tuyệt chiến thần thu hồi dáng tươi cười, nghe tuyên thị không vội mà rời đi, dừng ở cửa thần điện. Bởi vì nàng cũng cảm giác được huyết diệu thần quân không thích hợp, một vị vượt qua nguyên hội kiếp nạn đại thần, làm sao lại thành như vậy lo lắng cùng sợ sệt dáng vẻ. Huyết diệu thần quân nói, vô luận chuyện gì xảy ra, người đều phải tỉnh táo. Huyết Tuyệt Chiến Thần đã không cách nào tỉnh táo, có chút bất an, nói: Hắc Ám Chi Uyên bên kia hay là xảy ra chuyện rồi. Trương Nhược Trần vốn là đã vượt qua Thiên Yên Kiếp, nhưng là có không ít chí cường không hy vọng hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ cùng Thiên Nam Sinh Tử Khư Chủ Nhân Tuần tự xuất thủ, ngoài ra còn có một số nhân vật lợi hại giấu ở chỗ tối xuất thủ. Ngũ Thanh Tông cùng Phúc Lộc Thần Tôn Trung Quy là không cách nào khống chế cục diện. Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần tu vi bị phế sạch huyết diệu thần quân hiểu rõ huyết tuyệt chiến thần tính tình, cho nên, nói ra những lời này thời điểm, chỉ cảm thấy, chính mình cũng nhanh khẩn trương đến hít thở không thông. Nghe tuyên thị sắc mặt biến đổi lớn, nơi nào còn dám rời đi, hướng huyết tuyệt chiến thần nhích tới gần. Huyết tuyệt chiến thần nói, chỉ là tu vi bị phế sao? Hắn còn sống không? Cháu ngoại của ta còn sống không? Hỏi ra câu đầu tiên thời điểm, hắn còn có thể cưỡng ép ngăn chặn tâm tình của mình. Hỏi ra câu thứ ba thời điểm, huyết tuyệt chiến thần trên người lửa giận, đã là triệt để bộc phát, giống như một tòa dâng lên tử vong nham tương núi lửa, ai cũng không cách nào đem nó áp chế. Huyết diệu thần quân nói, còn sống, được người cứu đi. Nhưng, có không ít thế lực thần linh, muốn cướp đoạt trên người hắn áo nghĩa cùng các loại trí bảo, có lẽ còn muốn triệt để giết hắn, lấy trừ hậu hoạn. Hắc ám thần điện đúng không? Thiên nam sinh tử khư đúng không? Huyết tuyệt chiến thần trên thân một bộ thần giáp nổi lên, vai treo đầu kỳ lân, lân phiến thiêu đốt màu đỏ sậm thần hỏa, hét lớn một tiếng, khinh người quá đáng. Thần âm dường như sấm sét truyền ra ngoài, Bên ngoài thần điện đại địa không ngừng nứt ra, toàn bộ tam sinh giới tu sĩ đều là dọa đến nhiếp nhiếp phát run, quỳ trên mặt đất. Không có ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại biết, đây là huyết tuyệt chiến thần tiếng giống. Vị này gần nhất một cái nguyên hội, quật khởi đến nhanh nhất bất tử huyết tộc thần linh, giờ phút này nhất định là lửa giận mút trời. Huyết Diệu thần quân trấn an huyết tuyệt chiến thần cảm xúc, sợ hắn đánh tới hắc ám thần điện cùng Thiên Nam sinh tử khư, nói trước mắt cứu Trương Nhược Trần mới là đệ nhất trọng yếu sự tình. Thiên Nam sinh tử khư chủ nhân chỉ là phế đi hắn tu vi võ đạo, không có phế tinh thần lực của hắn, tương lai vẫn như cũ đều có thể. Huyết tuyệt chiến thần trợn mắt tròn xoe, nhìn hầm hầm đi qua, nói, nhiều năm khổ tu, một khi phế tận, loại thống khổ này, càng hơn bị trực tiếp giết chết. Ta huyết tuyệt gia tộc kỳ lân con cháu bị khi nhục, hôm nay không giết cái long trời lở đất, sau này ta huyết tuyệt còn mặt mũi nào làm đại tộc tể, còn mặt mũi nào xưng chiến thần. Nghe tuyên thị lo lắng huyết tuyệt chiến thần bị cừu hận che đậy lý trí, làm ra quá kích sự tình, nói thiên nam sinh tử khư là tử tộc cấm địa, vị chủ nhân kia, càng là địa ngục giới tồn tại trí cao vô thượng, không phải chúng ta chiêu chọc được, thậm chí khả năng cho huyết thiên bộ tộc cùng huyết tuyệt gia tộc đưa tới đại họa. Coi như muốn báo thù, làm gì gấp tại nhất thời. Tương lai, còn dám nói nhiều một câu, đưa người trục xuất huyết tuyệt gia tộc. Phước xuống câu này để nghe tuyên thị sắc mặt tái nhật lời nói, huyết tuyệt chiến thần bay ra thần điện, trong chốc lát, hiển hóa ra cự thân thần khu, trên lưng 14 đôi kim dược triển khai, già thiên tế địa mang theo sát ý ngút trời bay lên mà đi toàn bộ tinh không có không ít thần linh đều cảm ứng được huyết tuyệt chiến thần sát khí khủng bố nhìn thấy hắn bóng người to lớn cùng bao phủ tinh hải huyết vụ huyết tuyệt chiến thần cả đời cuồng ngạo làm sao có thể nuốt được một hơi nuốt không trôi thì như thế nào đối phương là thiên nam sinh tử khư huyết tuyệt chiến thần nhất định chỉ có thể chịu đựng một núi vẫn còn so sánh một núi cao thiên nam sinh tử khư chính là cao nhất tòa kia chỉ là phế đi một cái tân thần mà thôi một kiện việc nhỏ vẫn là hy vọng việc này không nên nháo quá lớn, có thể mau chóng lắng lại. Không phải vậy, tất bị thiên đình thừa lúc, Huyết Tuyệt Chiến Thần trên thân sát ý ngập trời, chuyện này đã không còn là việc nhỏ. Huyết Tuyệt Chiến Thần chỉ là tức giận khó bình, cũng không mất lý trí. Đúng là như thế, hắn đi trước vận mệnh thần sơn. Chư thần đều là coi là Huyết Tuyệt Chiến Thần muốn đi vận mệnh thần điện tố khổ, muốn xin mời vận mệnh thần điện chủ trì công đạo. Nhưng, Huyết Tuyệt Chiến Thần chỉ là đi vận mệnh thần điện thiên vận thi, xin mời thiên vận thần linh suy tính Trương Nhược Trần tung tích, muốn trước cứu Trương Nhược Trần. Đáng tiếc, thiên vận tôn giả không tại thần điện, thần linh khác suy tính không ra Trương Nhược Trần vị trí. Sau đó huyết tuyệt chiến thần lại đi bất tử thần điện. Chư thần đều là coi là, hắn là không có đạt được vận mệnh thần điện duy trì, chỉ có thể về bất tử thần điện tìm kiếm ủng hộ lực lượng. Nhưng, huyết tuyệt chiến thần đi bất tử thần điện, chỉ là trả lại đại tộc tể ấn, từ đây không còn làm huyết thiên bộ tộc đại tộc tể. Hắn biết rõ thiên nam sinh tử hư là địa phương nào, khủng bố cỡ nào năng lượng, vì không tạo thành địa ngục giới nội loạn vì không đem tai nạn dẫn tới huyết thiên bộ tộc hắn chỉ có thể làm như thế huyết tuyệt nghĩ lại mà làm sao trong bất tử thần điện vang lên một đạo sâu thẳm mà thanh âm hùng hậu huyết tuyệt chiến thần quay đầu nhìn thoáng qua cười một tiếng dài gặp được chuyện gì đều nghĩ lại mà làm sao nhất định cả đời đều sợ đầu sợ đuôi tiên nam sinh tử khư nếu là giảng công đạo ta liền hướng bọn hắn đòi công đạo nếu là chỉ nói lực lượng cùng bá quyền ta liền chiến đến một giọt máu cuối cùng việc này không có quan hệ gì với bất tử huyết tộc, sẽ không tạo thành địa ngục giới dung chuyển lớn. Kích đến, gọi ra huyết long chiến kích, hắn thẳng hướng thiên nam sinh tử khư mà đi. Có không ít thần linh, muốn đi theo phía sau hắn, tiến đến xem kịch vui. Toàn bộ đều cút cho ta, ai còn dám theo ở phía sau, ta liền giết ai. Hôm nay, ta ai cũng dám giết, huyết tuyệt chiến thần vung ra huyết long chiến kích, huyết quang như thần long bay ngang qua bầu trời, đem theo ở phía sau thần linh, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Có tại ho ra máu, có thần hồn gặp thương tích. Huyết tuyệt chiến thần nổi điên, không người còn dám đuổi theo, chương 2860, giết tới thiên nam. Tử tộc, thượng tam tộc một trong, tử tộc chỗ tinh vực, 10 phần rộng lớn, phân bố có đại lượng tử linh tinh cầu cùng hoàng vụ đại giới. Tử thần điện là tử tộc trí cao vô thượng nhất trung tâm quyền lực, tất cả tử tộc tu sĩ, bao quát thần linh, đều được nghe theo tử thần điện mệnh lệnh làm việc. Chỉ có thiên nam có thể ngoại lệ, thiên nam, ở vào tử tộc tinh vực cực nam chi địa, tử khí thịnh vượng, Toàn bộ tinh vực đều hiện lên màu vàng nâu. Thiên Nam, Sinh Tử Khư đã là thánh địa, cũng là cấm địa, ẩn tàng có tử tộc bí mật lớn nhất. Đừng nói ngoại tộc tu sĩ, chính là tử tộc tu sĩ, mưu toàn xâm nhập cũng sẽ bị xử tử. Chính là nguyên nhân này, thân là Thiên Nam Sinh Tử Khư truyền nhân Nam Thánh, mới có thể thụ các phương kính ngưỡng, đến một chỗ, vô số tu sĩ tiến đến bái kiến. Dù là chỉ là Thiên Nam đại thánh, sau khi đi ra cũng sẽ tài trí hơn người. Thiên Nam nội địa có một gốc tinh không thụ, không phải chân chính cây là nồng đậm tinh vụ ngưng tụ mà thành, phát họa ra thân cây, nhánh cây, lá cây, có hỗn độn lại tiên diễm khí lưu ở bên trong lưu động. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng kết có vài chi không rõ trái cây, mỗi một quả trái cây đều là một viên tinh cầu, nhỏ dài đến ngàn dặm, lớn dài đến vạn dặm, đều là sinh mệnh tinh cầu, là thích hợp tu luyện bảo địa. Cây này tên là Quang Âm Tử Thần Thụ, là Thiên Nam Trung Tâm, cũng là sinh tử khư lối vào. Đứng tại Thiên Nam bất luận cái gì một tòa đại giới, đều có thể trông thấy nó như thần thụ treo tại tinh không tương lai có cơ hội trưởng thành là trong vô quy xâm lâm ba viên thế giới thụ đồng dạng vũ trụ kỳ quan quang âm tử thần thụ dưới có ba vị ngụy thần thần tướng trông coi bọn hắn đều bị lúc trước thiên nam sinh tử hư chủ nhân lúc xuất thủ bạo phát đi ra cường đại thần uy kinh động đến nay cũng còn rung động nỗi lòng khó bình các phương nghe ngóng đằng sau đã là biết được chuyện gì xảy ra thật bất khả tư nghị qua nhiều năm như vậy kinh tổ một mực không hỏi thế sự không nghĩ tới lần này xuất thủ, lại là bởi vì một cái vừa mới đạt tới thần cảnh tân thần. Chỉ là Trương Nhược Trần vì sao lại có như vậy tư cách? Một vị thần tướng cười nói, Trương Nhược Trần tương lai có thể đạt tới cấp độ gì khó mà nói, nhưng thiên tư hoàn toàn chính xác cao đến dọa người. Trong đó một vị mọc ra hơn 10 mét giao vĩ thần tướng, hừ nhẹ một tiếng, thiên tư lại cao hơn thì như thế nào? Cường giả thế giới, chỉ nói thực lực tuyệt đối, chỉ có kẻ yếu mới giảng thiên tư. Trương Nhược Trần tại cùng thời đại cùng cùng cảnh giới, đều không người có thể so, nhưng kình tổ một chỉ vượt qua tinh không điểm tới, vẫn như cũ để đầu của hắn vỡ vụt, sâu kiến đồng dạng. Các người nói, huyết hậu cùng huyết Việt chiến thần biết được việc này, sẽ là phản ứng gì? Có thể có phản ứng gì? Dám có phản ứng gì? Huyết hậu kia, cũng chỉ là một cái tân thần, dám chọc thiên nam, tùy tiện một vị đại nhân xuất thủ, cũng có thể nhẹ nhõm bóp chết nàng. Còn huyết Việt chiến thần, tốt xấu là đã sống một cái nguyên hội uy tín lâu năm thần linh, hẳn là so thần linh khác rõ ràng hơn thiên nam phân lượng nếu là hắn thức thời sau này có lẽ rất có triển vọng nếu là không thức thời thiên nam sẽ dạy hắn làm sao trung thực làm người chỉ sợ không có đơn giản như vậy chuyện này đã truyền ra tại thần linh thế giới huyên náo xôn xao huyết việt chiến thần tốt xấu có chiến thần tên khắp nơi cho trương nhược trần thông gia khoe khoang chính mình có một vị kỳ lân con cháu việc này Về chính là trương nhược trần rút lại là mặt của hắn hắn có thể nuốt xuống khẩu khí này đúng a à? Huyết Tuyệt Chiến Thần thế nhưng là rất bao che khuyết điểm, mà lại trời sinh tính cuồng ngạo, thần tôn đều không để vào mắt. Vị giao vĩ thần tướng kia cười nói, đó là bởi vì sau lưng của hắn có bất tử huyết tộc, cho nên có thể vô pháp vô thiên. Bây giờ, địa ngục giới cùng thiên đình đã khai chiến, bất tử huyết tộc làm sao có thể bởi vì chỉ là một cái trương nhược trần, giúp đỡ huyết tuyệt chiến thần đối địch với thiên nam sinh tử khư. Này sẽ tạo thành địa ngục giới dung chuyển lớn, các ngươi chờ coi, một hơi này, huyết tuyệt chiến thần nuốt không trôi cũng phải nuốt. A à, có tin tức truyền đến. Xoạt, một đạo truyền tin quang phù, bay qua tinh không, rơi vào giao vĩ thần tướng trong tay. Xem hết trên phù lục nội dung, giao vĩ thần tướng tức giận hừ một tiếng, thật to gan, lại dám đến thiên nam quấy rối Chuyện gì xảy ra, bên cạnh, một vị thần tướng hỏi. Giao vĩ thần tướng nói, thần trạch tinh lọt vào tập kích, bị không biết cường giả đánh nát tinh hạch, trên tinh cầu đếm bằng ước nhớ tử tộc tu sĩ, bị rút đi huyết khí cùng hồn linh. Thần trạch tinh là thiên nam biên giới một viên cấp 4 đại tinh bản thân đi xem một chút, đến cùng là ai sao mà to gan như vậy, chạy đến thiên nam đến thu thập huyết khí cùng hồn linh. Giao vĩ thần tướng bay lên đứng lên, chân đạp thần linh bộ, một bước 129, 600 dặm, ở trong tinh không lấp lóe thẳng hướng thần trạch tinh tiến đến. Chưa đến thần trạch tinh, giao vĩ thần tướng đã là ngừng lại, trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía trước trong vũ trụ đen kịt vô biên, từng khỏa tinh cầu, biến thành thiêu đốt mảnh vỡ. Toàn bộ thế giới đều giống như hủy diệt đồng dạng, đầy trời tinh cầu rơi xuống, có hóa thành lưu tinh, cấp tốc bay ra ngoài. Có còn lại nửa viên, có thể trông thấy trên tinh thể có nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng lớn. Tinh không bị đánh nát, không biết bao nhiêu thiên nam tử tộc tu sĩ vẫn lạc. Đây là một trận tính hủy diệt đại tai nạn, thiên nam tinh không, biến thành màu đỏ như máu. Giao vĩ thần tướng không thể tin được, thiên nam sẽ phát sinh dạng này kiếp nạn, cũng không tin không người nào dám tới thiên nam đại khai sát giới. Đến cùng là ai, không thể nào là đại thánh. Đại thánh không phá được những tinh cầu này hộ tinh đại trận, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, hủy diệt đi nhiều như vậy sinh mệnh tinh cầu. Ngao, điếc tai tiếng long ngâm, tại giao vĩ thần tướng bên phải vang lên. Nơi đó, lơ lửng có một tòa hoàng vụ tử giới, là trong thiên nam tinh vực một tòa đại giới. Một đầu huyết long va chạm mà đi, hoàng vụ tử giới hộ giới đại trận lập tức nổi lên, cũng có đại lượng thần văn ở trong tinh không lưu động. Âm ầm, vô số thần văn bị đánh xuyên, huyết long cùng hộ giới đại trận đụng vào nhau, đem hoàng vụ tử giới chấn động đến rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Huyết Việt chiến thần thân thể cao tới 10 vạn dặm kia, như là tinh không cự nhân đồng dạng, từ từng khỏa tàn tinh mảnh vỡ ở giữa đi ra, bắt lấy huyết long chiến kích, oanh ra kích thứ hai. Bành bành, hoàng vụ tử giới hộ giới đại trận vỡ nát, huyết long chiến kích đâm thẳng mà xuống, đụng vào thế giới trên đại lục bản khối, bộc phát ra kinh thiên thần kinh, cả tòa thế giới lập tức xuất hiện đại lượng hẻm núi vết rách. Tại huyết long chiến kích đâm xuống thời điểm, tiêu tán đi ra thần khí, đã là nghiền nát trong giới vô số tử tộc tu sĩ. Đại thánh phía dưới tu sĩ đối mặt hắn loại cấp bậc này thần linh một kích, ngay cả trào lên khí lưu đều ngăn cản không nổi. Luyện cho ta, huyết việt chiến thần giáng lâm hoàng vụ tử giới, trên thân tiêu tán ra thần hỏa, lấy chính mình là hỏa nguyên, luyện hóa trong tử giới hết thảy sinh linh. Đồng thời, thu thập bọn hắn huyết khí cùng hồn linh. Hắn là từ thiên nam biên giới, một đường giết tới, những nơi đi qua tinh cầu cũng tốt, tử giới cũng được, toàn bộ chôn vùi. Giao vĩ thần tướng kém chút dọa đến ngất đi, lại là huyết việt chiến thần, hắn làm sao dám lớn lối như thế chạy đến thiên nam đại khai sát giới hoàng vũ tử giới kia có hộ giới đại trận lại có thần văn thủ hộ thế mà bị hắn hai kích đánh xuyên qua hoàng vũ tử giới tự nhiên không phải đại thế giới nhưng so khư giới khổng lồ được nhiều lực phòng ngự cường đại bình thường đại thần chính là tiến đánh ba ngày ba đêm đều phá đi không ra giao vĩ thần tướng mặc dù sợ mất mật nhưng dù sao cũng là tại thiên nam trên địa bàn không tin huyết việt chiến thần có gan thí thần thế là lấy dũng khí bay đi, nói tại thiên nam đại khai sát giới, huyết tuyệt chiến thần ngươi không khỏi cũng quá không đem kình tổ để vào mắt. Huyết tuyệt chiến thần đứng tại hoàng vụ tử giới trên đại địa, khinh miệt ngẩng đầu nhìn một chút, hét lớn một tiếng, ngươi thì tính là cái gì, dám đứng tại bản tọa đỉnh đầu nói chuyện. Huyết tuyệt chiến thần thanh âm, vượt qua hư không, truyền vào tinh không, đem giao vĩ thần tướng chấn động đến thẳng tắp rơi xuống, ngã ở dưới chân của hắn. Giao vĩ thần tướng bị huyết tuyệt chiến thần thần uy, ép tới không cách nào đứng người lên, run giọng nói, ngươi dám thí thần một khi thí thần, chính là tuyên chiến. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, huyết tuyệt chiến thần nhấc chân, đem hắn dẫm nát thành bùn máu, liền ngay cả thần hồn đều tùy theo nổ tung. Lấy đi hắn thần nguyên, thần huyết, thần hồn mảnh vỡ, chính là rời đi hoàng vụ tử giới, dẫn theo huyết long chiến kích, thẳng hướng quang âm tử thần thụ bay đi. Những nơi đi qua, kích xuyên tinh cầu, trường nát tử giới, chỉ để lại một đầu tàn phá tinh không đường. Quang âm tử thần thụ dưới, hai vị thần tướng sớm đã trông thấy trong tinh không biến đổi lớn, đem tin tức truyền vào sinh tử khư đây chính là quang âm tử thần thụ, không biết ta đem cây này chặt đứt, sẽ như thế nào. Trên cây này tinh cầu, có thể hay không toàn bộ hóa thành cát bụi. Huyết tuyệt chiến thần nói như thế ra một câu, có kinh tổ tỏa chấn sinh tử khư, hai vị thần tướng khắc chế trong lòng ý sợ hãi, trong đó một vị nói, người quá cản rỡ, dám động quang âm tử thần thụ, kinh tổ nhất định để cho người thần hình câu diệt. Bản tỏa tìm chính là kinh tổ, mở ra sinh tử môn, ta phải vào sinh tử khư. Nếu không, trước chém quang âm tử thần thụ, lại chém các ngươi huyết tuyệt chiến thần nói, một vị thần tướng nói ra, sinh tử khư chính là cấm địa, trừ phi chúng ta chết, nếu không, người mơ tưởng xâm nhập đi vào. Tốt, giết một người là giết, giết ba cái cũng là giết, vừa vặn thu thập các người huyết khí cùng thần hồn, vì ta ngoại tôn chữa thương. Đây là các người thiên nam thiếu, huyết tuyệt chiến thần bay lên đi qua, vất tay chụp về phía hai vị thần tướng. Bàn tay hóa thành huyết hải, trong huyết hải huyết khí như là long xà bay múa, ẩn chứa sát thần lực lượng dừng tay, một đạo toàn thân phát ra quang hoa màu lam thân ảnh, giống như một vòng ngôi sao màu xanh lam, từ trong sinh tử môn sông ra, cùng huyết việt chiến thần đánh ra thủ ấn đụng vào nhau. Âm ầm, huyết sắc cùng màu lam thần quang trùng kích, hai vị ngụy thần căn bản ngăn không được dư ba, bay ra ngoài, thần khu biến thành hai bộ khung xương, huyết nhục bị kinh khí thổi đến hóa khí. Nhưng, trung quy là bảo vệ tính mệnh, bóng người màu xanh lam kia, tên là Lam Phá Quân, thân thể cao lớn, hất lên thần giáp, làn da như ngọc thạch óng ánh thiên cung có chiến thần, bất tử huyết tộc có chiến thần, diêm la tộc có chiến thần. Thiên nam sinh tử khư mặc dù lấy tinh thần lực danh chấn hoàn vũ, nhưng cũng bồi dưỡng được tam đại chiến thần. Lam phá quân chính là trong đó một vị, muốn phong chiến thần, không chỉ có chỉ là tu vi cường đại là được, còn phải thân kinh bách chiến, có chiến tích huy hoàng, căn bản không cần xuất thủ, bằng vào chiến tích liền có thể để đối thủ nghe tin đã sợ mất mật. Lam phá quân ánh mắt hướng trong tinh không từng khỏa phá toái tinh cầu cùng từng tòa hủy diệt tử giới nhìn thoáng qua, hai mắt bốc cháy lên, nói Trương Nhược Trần là gieo gió gặt báo, phải bị kinh tổ đánh nát đầu lâu, kinh tổ không có giết hắn, đã bị đủ ngươi huyết tuyệt mặt mũi. Không nghĩ tới, ngươi lại cho thể diện mà không cần, thật coi thiên nam không dám giết ngươi. Nghĩ đến chính mình ngoại tôn thật vất vả xông qua trùng điệp gian nan, bước vào thần cảnh, liền bị đánh nát đầu lâu, tu vi mất hết, không rõ sống chết, huyết tuyệt chiến thần bi phẫn đến cực điểm cầm chặt huyết long chiến kích, nói tốt. Ta cũng cho kinh tổ mặt mũi, hôm nay chỉ đánh nát đầu lâu của ngươi, Phế tu vi ngươi, tuyệt không giết ngươi, để cho ngươi cũng nếm thử tư vị sống không bằng chết. Chương 2861, chủ thần, không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, huyết tuyệt chiến thần cùng lam phá quân thần cảnh thế giới đụng vào nhau, vùng tinh không này bị màu lam cùng huyết sắc quang hoa tràn ngập. Trong không gian, gợn sóng từng đạo, quy tắc thần văn bay đầy trời. Không giống như là hai người đang chiến đấu, giống hai tòa thế giới tại va chạm. May mắn phá quân chiến thần kịp thời đuổi tới, không phải vậy chúng ta đã bị huyết tuyệt một trưởng vỗ vỡ thành bột mịn. Trong đó một vị hóa thành bạch cốt thần tướng, sợ mất mật nói. Một thần tướng khác, nói phá quân chiến thần tu hành hơn 50 vạn năm, vượt qua bốn lần nguyên hội kiếp nạn, tu vi đạt thái hư cảnh, là thiên nam sát phạt chi thần. Huyết tuyệt chiến thần coi như lợi hại hơn nữa, cũng mới tu luyện hơn 10 vạn năm mà thôi, nội tình kém phá quân chiến thần quá nhiều. Đúng là như thế, có phá quân chiến thần xuất thủ, rốt cuộc có thể đem huyết tuyệt chiến thần hung uy áp chế xuống. Thần linh, có ba đại cảnh giới, bổ thiên cảnh, thái chân cảnh, vô lượng cảnh. Hạ vị thân, trung vị thần thượng vị thần đều là bổ thiên cảnh thần linh. Thái chân cảnh thần linh cũng chia ba cái cấp độ, theo thứ tự là thái ất, thái bạch, thái hư. Bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cấp độ này thần linh, cơ hồ toàn bộ đều vượt qua chỉ ít một lần nguyên hội kiếp nạn, có thể phong xưng đại thần, thái ất đại thần, thái bạch đại thần, thái hư đại thần. Thái Ất Thần Công bảng Thái Bạch Thần Khí Trương Thái Hư Thần Thông Quyết Thiên Đình Tam Đại Thần cấp bảng danh sách, chính là căn cứ đại thần cảnh giới mệnh danh. Phá quân chiến thần tu vi, đạt tới Thái Hư cảnh, cũng liền mang ý nghĩa đạt đến đại thần cấp độ cảnh giới cuối cùng, lại hướng lên, chính là vô lượng cảnh phong vương xương tôn. Về phần huyết việt chiến thần là cảnh giới gì, lại không dễ phán đoán, bởi vì Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần xuất hiện trước đó, huyết việt chiến thần cùng Hoang Thiên đều là khoáng cổ kỳ tài, tại thần cảnh cũng có thể nghịch cảnh phạt thượng. Trong sinh tử môn, lại liên tiếp đi ra 13 đạo thần quang sáng rực thân ảnh, từng cái uy vũ bất phàm. Thập đại thần thú thần tướng, hai vị tinh thần lực cường đại thần linh. Còn có một vị, nhất là khó lường, người mặc thiên phù thần bào, tản mát ra để quang ảnh từ thần thụ đều trở nên ảm đạm sáng tỏ quang hoa. Toàn bộ tinh vực thiên địa chi lực, bởi vì sự xuất hiện của hắn, liên tục không ngừng lưu động tới. Bái kiến lục đại nhân, hai vị hóa thành bạch cốt thần tướng, bay xuống xuống tới, quỳ một gối xuống tại thân mặc thiên phù thần bào người kia trước người. Lục đại nhân xuất hiện, để bọn hắn lo lắng hãi hùng chi tâm, triệt để bình phục lại. Thiên nam sinh tử khư tam đại chiến thần, cố nhiên uy chấn bát phương, là sát thần đồng dạng tồn tại, nhưng, sinh tử khư dù sao cũng là tinh thần lực thánh địa. Kinh tổ thất đại đệ tử, mới là vang danh thiên hạ, là sinh tử khư chân truyền. Thất đại đệ tử, từng cái đều là truyền kỳ, là trong thần linh cự phách. Kinh tổ hiếm khi tham dự ngoại giới tranh đấu, bởi vì căn bản không cần hắn xuất thủ, điều động bất luận một vị nào đệ tử ra mặt liền có thể giải quyết hết thảy tranh chấp. Chính là bởi vì sinh tử khư thất đại đệ tử quá mức truyền kỳ, quá mức lợi hại, cho nên kinh tổ tự mình xuất thủ phế trương nhược trần, mới lộ ra quá không thể tưởng tượng nổi, chấn kinh thiên đình cùng địa ngục thần linh thế giới. Vì sao huyết diệu thần quân, nghe tuyên thị đều muốn ngăn cản huyết tuyệt chiến thần tìm thiên nam báo thù? Vì sao thiên nam thần tướng, dám đoán chắc huyết tuyệt chiến thần không dám báo thù? Vì sao huyết tuyệt chiến thần đánh lên thiên nam trước đó, muốn trước về bất tử thần điện, chuyển giao đại tộc để ấn? chỉ vì thiên nam có thực lực như vậy là trong vũ trụ thánh địa cũng là cấm địa đứng lên đi lục đại nhân vung tay lên thiên địa chi lực tràn vào hai vị thần tướng thể nội lập tức bạch cốt sinh cơ thần khu lần nữa khôi phục đa tạ lục đại nhân hai vị thần tướng mừng rỡ trong lòng đứng dậy lục đại nhân ánh mắt nhìn qua ngay tại chiến đấu huyết việt chiến thần cùng lam phá quân lạnh buốt cười một tiếng huyết việt này cũng là cao minh lại có thể cùng phá quân chiến thần địa vị ngang nhau khó trách quỷ chủ cùng tu thần hai lão gia hỏa kia đều không phải là đối thủ của hắn. Gần nhất những năm này, huyết tuyệt chiến thần đã rất ít xuất thủ, nhưng đánh bại quỷ chủ trận chiến kia lại đặt vững hắn cường giả tuyệt thế thân phận địa vị, từ đó trở thành bất tử huyết tộc trong 13 vị chiến thần trẻ tuổi nhất một vị, cùng huyết thiên bộ tộc đại tộc tề. Về phần cùng tu thần thiên thần trận chiến kia, lại ít có người sách. Dù sao lúc ấy tu thần thiên thần trạng thái quá hư nhược. Nếu như huyết tuyệt chiến thần đánh bại chính là trạng thái đỉnh phong tu thần thiên thần, bây giờ uy thế cùng thanh danh, tất nhiên có thể nâng cao một bước. Lục đại nhân chắp hai tay sau lưng, cất giọng tuyên bố huyết tuyệt chiến thần chịu tội, nói, huyết tuyệt ngươi đại náo thiên nam, hủy tinh thần, nát tử giới, giết thần linh, tàn sát ức vạn sinh linh, có biết là tội gì? Một bên chiến đấu, huyết tuyệt chiến thần vừa nói ta ngoại tôn nhược trần, bị kinh tổ đánh nát đầu lâu, tu vi mất hết, có thể có tội gì? Lục đại nhân nhíu mày, không nghĩ tới huyết tuyệt cao minh như vậy, cùng làm phá quân giao phong còn có thể phân tâm cùng hắn đối thoại hắn nói Trương Nhược Trần là tu di thánh tăng truyền nhân, đây cũng là không thể tha thứ tội lớn. phổ thân của hắn, từ vận mệnh thần điện thả đi vẫn thần đảo chủ, càng là tội thêm một bậc. Đừng nói phế hắn tu vi, chính là giết hắn, cũng sẽ không có bất luận cái gì tranh luận. Là tu di thánh tăng truyền nhân, đáng chết sao? Ấn tuyết thiên hay là vân thanh của Phật đệ tử, ai dám đối phó nàng hậu nhân? Ai dám nói nàng hậu nhân, chính là tội nhân? Trương Nhược Trần có thể có làm qua bất luận bất lợi nào địa ngục giới sự tình. Không có ngược lại hắn vì địa ngục giới lập xuống công lao hiển hách, chết ở trong tay hắn thiên đình thiên kiêu vô số kể, như thế vẫn chưa đủ sao? Về phần hắn phụ thân đã làm sự tình, vì sao muốn tính tới trên người hắn? Coi như Trương Nhược Trần thật phạm vào cái gì sai, cũng có ta huyết tuyệt gia tộc gia pháp, có bất tử huyết tộc tộc quy, có vận mệnh thần điện phán quyết, lúc nào đến phiên thiên nam đến xử phạt hắn. Huyết tuyệt chiến thần tiếp tục nói, rõ ràng là kình tổ ghen ghét bất tử huyết tộc ra đời một vị tu luyện gia nhất phẩm thành ý bất thế kỳ tài sợ sệt ta ngoại tôn tương lai trưởng thành, trở nên mạnh mẽ hơn hắn, mới có thể làm ra vô sỉ như vậy sự tình. Cái gọi là kình tổ, nói rằng là tổ, một chút khí lượng đều không có. Người thế mà, người lại dám nhục mạ kình tổ, huyết tuyệt, người hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi thiên nam. Lục đại nhân vừa sợ vừa giật, phất ống tay áo một cái, nói, khởi động quang âm tử thần đại trận. Mười vị thần tướng, hóa thành thần thú bản thể, hiện ra côn bằng, hoàng mãng, quỷ hưu các loại hình thái, bay ra ngoài, rơi xuống trong tinh vực do quang âm tử thần thụ làm trung tâm. Quang âm tử thần đại trận là lấy quang âm tử thần thụ là trận nhãn, lấy thiên nam tinh không chung vô số ngôi sao làm trận đài, bố trí một tòa tuyệt thế sát trận. Lục đại nhân tỏa trấn quang âm tử thần thụ, chân đạp trận nhãn, tiếp cận cấp 80 tinh thần lực thả ra ngoài. Hoa, quang âm tử thần thụ nổi lên hiện ra ức vạn trận văn, như trái cây tinh cầu so lúc trước sáng gấp 10 lần, đồng thời, vùng tinh không này bắt đầu đấu chuyển tinh di, xuất hiện lít nha lít nhít trận pháp xiềng xích, đem tinh không hóa lồng giam. Lam phá quân vùng vẩy hình kiếm chiến binh, thần lực và kiếm khí như là dòng lũ đồng dạng cuồn cuộn, cuồng cứu một tiếng, không cần khởi động quang âm tử thần đại trận, bản tọa liền có thể chém hắn. Huyết tuyệt, người cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi, nhìn ta bát hoang cấm thiên trảm. Lam phá quân huy kiếm chém ra, lấy thế dễ như trở bàn tay phá vỡ huyết tuyệt chiến thần thần cảnh thế giới, thẳng hướng huyết tuyệt chiến thần đỉnh đầu ép đi. Bát hoang kiếm pháp, là một loại xếp vào thái hư thần thông quyết kiếm đạo thần thông, là giữa thiên địa kiếm quyết mạnh nhất một trong, có thể đem kiếm đạo lực hủy diệt, phát huy đến cực hạn. Đến hay lắm, huyết tuyệt chiến thần hét lớn một tiếng, đem huyết long chiến kích nâng quá đỉnh đầu. Xoạt, một vùng huyết hải, từ hắn bắt kích lòng bàn tay tuôn ra, lan tràn ra ngoài. Xoạt, trên huyết hải, hiện ra một vùng biển lửa, liệt diễm nóng rực, phần luyện thời không. Ngay sau đó, lôi hải, tử vụ hải, ám hải lần lượt hiển hiện ra, giữa thiên địa năm loại quy tắc liên tục không ngừng lưu động tới dung nhập năm tòa hải dương cùng huyết long chiến kích dung hợp lại cùng nhau ầm ầm huyết long chiến kích phát ra kinh tai tiếng long ngâm đánh bay lam phá quân trong tay chiến kiếm đâm vào bộ ngực của hắn thần giáp không thể đỡ miệng vết thương tuôn ra thần huyết màu lam lục đại nhân sau lưng một vị lớn tuổi tinh thần lực thần linh kinh hô ngũ trọng hải là trong truyền thuyết nhị phẩm thành ý ngũ trọng hải thật là ngũ trọng hải hôm nay xem như tận mắt thấy đây cũng quá mạnh Thế mà một kích phá bát hoang cấm thiên trảm, đem phá quân chiến thần đều kích thương. Lục đại nhân ánh mắt lạnh lẽo, vẫn còn bình tĩnh, nói còn sưng thành ý. Huyết Tuyệt Ngũ Trọng Hải năm loại thánh đạo, đều dung nhập áo nghĩa, đây đã là Ngũ Trọng Hải áo nghĩa thần đạo. Bất luận cái gì hai loại thánh đạo dung hợp lẫn nhau, đều là một loại đạo mới tinh. Huyết Tuyệt Chiến Thần Ngũ Trọng Hải thành ý, là năm loại đạo dung hợp mà thành, đồng thời mỗi một loại đạo áo nghĩa, đều thu tập được một chút, đồng thời dung nhập Ngũ Trọng Hải thành ý. Không chỉ có dung nhập áo nghĩa mà lại, ngay cả thánh đạo quy tắc đều lột xác thành quy tắc thần văn. Này chỗ nào còn có thể xưng là thánh ý, đây là sáng chế ra đạo của chính mình, là thần đạo, là đạo chỉ thuộc về huyết tuyệt chiến thần, ngũ trọng hải áo nghĩa thần đạo. Tại ngũ trọng hải áo nghĩa thần đạo áp chế xuống, làm phá quân bị huyết tuyệt chiến thần đánh cho liên tục bại lui, thần cảnh thế giới vỡ nát, trên thân xuất hiện hơn 10 lỗ máu. Làm phá quân có thể xưng chiến thần, tự nhiên là hiếu chiến như điên, trong miệng liên thanh giống to, thiêu đốt thể nội thần huyết, chiến lực liên tục tăng lên thiên nam sinh tử khư chiến thần cứ như vậy một chút bản sự sao. Xem ra đầu lâu của ngươi, ta là muốn định, huyết việt chiến thần nói. Làm phá quân cũng bắt đầu thiêu đốt thần huyết, chiến lực tăng lên trên diện rộng, huyết việt chiến thần vì sao còn có thể chấn định như thế thong dong Lục đại nhân sinh ra dự cảm bất tường, lập tức lấy tinh thần lực truyền âm, nói chiến thần không cần thiết thiêu đốt thần huyết, hao phí nguyên khí, tranh thủ thời gian lui ra, ta lấy quang âm tử thần đại trận chấn sát hắn. Làm phá quân chính là chiến huyết sôi trào thời điểm, không cam lòng thua ở một tên tiểu bối trong tay, đâu chịu lui ra. Chưa từng có lui lại chiến thần, chỉ có chiến tử chiến thần. Lục đại nhân cảm giác bén nhạy đến, trong tinh vực, một loại nào đó thiên địa quy tắc ngay tại điên cuồng phun trào, hướng huyết tuyệt chiến thần hội tụ tới. Không đúng, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Huyết tuyệt chiến thần rõ ràng đều bị nhốt ở trong quang âm tử thần trận, cùng ngoại giới ngăn cách, vì sao còn có thể điều động ngoài trận thiên địa quy tắc? Mà lại, không chỉ có chỉ là thiên nam mảnh tinh vực này, càng trong tinh không xa xôi, đều có loại quy tắc kia hội tụ tới. Là trường đạo quy tắc, là trường đạo quy tắc, lục đại nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hô một tiếng, chiến thần mau lui lại, huyết tuyệt là trường đạo chủ thần, thể nội áo nghĩa vượt qua một phần mười, quang âm tử thần đại trận cũng ép không được hắn điều động giữa thiên địa trường đạo quy tắc. Trễ, huyết tuyệt chiến thần một trường vung ra, một cái dài đến vạn dặm tinh không đại thủ đè xuống, rơi ở trên thân lam phá quân, mặc dù lam phá quân tu vi lại như thế nào cao thâm, cũng ngăn cản không nổi, Thân thể rơi xuống dưới, làn da không ngừng nứt ra, hóa thành một cái huyết cầu. Đùng đùng, đừng nói đầu lâu, chính là nửa khúc trên thân thể, đều bị đập vụn thành huyết vụ.